Cho nên, lúc này phân thân thứ ba hẳn là cũng đang giống như là hành thi tẩu nhục đang đi tới nơi này. Khoảng cách ngoài 5 con đường phố với hung linh hầu phủ, một trên nam tử tráng kiện cũng hoảng hốt giống như Lý Dần. Hài cốt toàn thân hắn răng rắc giòn vang, da thịt nhúc nhích, giống như là giải trừ một loại phong ấn nào đó, thân thể cao lớn, bộ dáng tuấn tú, cuối cùng trở nên cùng giống Lý Dần như đúc. Công tử, thế nào? Người bên cạnh vội vàng mang hắn đi vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Giống như có gì đó đang triệu hoán ta. Nam tử hoảng hốt, tự lẩm bẩm, tránh thoát khỏi các tùy tùng liền muốn rời khỏi. Triệu hoán. Các tùy tùng hai mặt nhìn nhau. Hai mắt nam tử bò đầy tơ máu, thất hồn lạc phách đi ra khỏi con phố nhỏ. Các tùy tùng đang muốn đuổi theo, bất chợt một giọng nói lạnh lùng từ trong ngõ hẻm truyền tới. Khống chế hắn lại. Công tử, đắc tội. Các tùy tùng quả quyết ra tay, cưỡng ép đánh ngất nam tử, kéo về phố nhỏ. Rời khỏi trước nơi này. Trong bóng tối sâu trong con phố nhỏ truyền đến thanh âm, là của một lão nhân khô quát, người phụ trách cửa hàng Thanh Bình. Các tùy tùng mang theo nam tử trên lưng, vượt qua tường thấp, nhanh chóng rời khỏi. Thẳng đến khu thứ ba, đi đến trong một đình viện bình thường cạnh góc khu thứ năm, nam tử mới từ từ tỉnh lại. Ngươi thế nào? Lão nhân của cửa hàng Thanh Bình đứng bên cửa sổ nhìn hắn. Một loại cảm giác rất đột nhiên, giống như có gì đó đang triệu hoán ta. Đầu nam tử phồng lên, vô cùng khó chịu. Vẻ mặt lão nhân nghiêm trọng. Còn gì nữa không? Nam tử cố gắng nghĩ lại lắc đầu nói. Sau đó thì cái gì cũng đều không nhớ rõ. Các tùy tùng đều trao đổi ánh mắt, sao có thể không nhớ rõ. Ta lại đi thành khu thứ ba điều tra thêm. Đáy mắt nam tử lấp lóe ý lạnh, loại cảm giác kỳ diệu này rất không tầm thường, nhất định phải tra cho rõ ràng. Lão nhân ngăn hắn lại. Đừng xúc động, trước tiên phải làm rõ ràng nguyên nhân là gì. Ta không đi chỗ đó, làm sao làm rõ ràng. Nếu như ngươi đến nơi đó lại hôn mê thì sao? Đừng quên thân phận của chúng ta, bí mật của chúng ta. Các ngươi theo giúp ta đi, nếu như ta có bất kỳ khác thường, lập tức ta mang về. Có ý nghĩa gì? Trước tiên hãy ở lại nơi này, nghĩ rõ ràng rốt cuộc nguyên nhân là gì. Lão nhân không cho nam tử cơ hội, sau đó mang theo đám người hầu rời phòng, khóa trái ở bên ngoài. Nam tử chau mày, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại. Thật sự là cái gì cũng đều không nhớ nổi. Sau đó không lâu, da thịt xương cốt toàn thân hắn nhúc nhích, từ bộ dáng đến thân hình cũng bắt đầu thay đổi, nửa phút ngắn ngủi liền từ một thiếu niên anh tuấn lạnh lẽo, biến thành một trung niên tráng kiện. Hắn nhìn xung quanh gian phòng đơn sơ, vẻ mặt lạnh lùng. Loại cảm giác này quá quái dị, nhất định phải rời khỏi nơi này, đến khu thứ ba làm rõ ràng nguyên nhân. Thành khu thứ ba, khi nam tử rời khỏi, Lý Dần khôi phục bình thường. Rời khỏi, bên cạnh hắn hẳn là có người đi theo, phát hiện vấn đề nên đã đưa hắn rời khỏi. Khương Phàm nhìn con phố dài náo nhiệt, thầm nghĩ thật tiếc nuối. Lý Dần mê mang nhìn xung quanh, tại sao ta lại ở chỗ này, ta vừa mới thế nào? Khương Phàm còn muốn mang theo Lý Dần tiếp tục đuổi theo, nhưng người trên đường phố bọn họ đều đang nhìn hắn, nghị luận ầm ĩ, có chút còn chủ động chào hỏi. Sau khi đêm tới, chúng ta trở ra. Khương Phàm cũng nghĩ rằng vị phân thân kia cũng sẽ rất ngạc nhiên về mình, cũng sẽ đi ra dò xét một lần nữa. Sư phụ, rốt cuộc là thế nào? Lý Dần nhớ rõ lúc ở Vương quốc Hắc Ám hắn cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, sau đó liền không hiểu thấu khi mình lại có nhiều hơn một cái linh văn. Trước tiên chờ ta tra rõ ràng mục tiêu là ai, sau đó lại nghĩ cách giải thích với ngươi. Khương Phàm không dám tùy tiện hành động. Nhất định phải xác định đối phương là ai, thực lực gì, lại liên lụy đến cái gì. Lý Dần quan sát xung quanh, hồi tưởng đến cảm nhận kỳ diệu. Khương Phàm mang theo Lý Dần hướng trở về. Nhưng, bọn hắn đi tới lại đi tới, Khương Phàm mình bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu. Hốt hoảng, phố dài an tĩnh, đám người giảm bớt. Khương Phàm tiếp tục đi lên phía trước lấy, mũi chân rơi xuống đất, tạo nên tầng tầng gợn sóng tại mặt đất. Một loại khí thế mãnh liệt lại hùng hậu, từ sâu trong địa tầng kéo đến, tràn ngập về khu ngã tư, cộng minh cùng thân thể hắn. Khương Phàm từ từ dừng lại, kiến trúc, đám người xung quanh, toàn bộ đều biến mất, cũng triệt để an tĩnh. Mặt đất dưới chân trở nên mông lung mơ hồ có uy lực đại địa đang lao nhanh, dung nham đang cuồn cuộn, mỏ kim loại đang lưu động.
Loại cảm giác này, loại hình ảnh này, giống như là lúc đang cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng. Là Sơn Hà Đại Táng của mình thức tỉnh sao? Khương Phàm nhìn mặt đất dưới chân một chút, lại ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bầu trời hắc ám, mênh mông thâm thúy, giống như đại mạc màu đen vô biên. Nơi đó đầy sao lấp lánh, rạng rỡ sáng chói, mỹ diệu tuyệt luân. Nơi đó có ánh trăng treo đấy, vẩy xuống ánh sáng vô tận. Nơi đó càng có mặt trời vắt ngang, cường quang tăng vọt, cùng ánh trăng tương phản nhau. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây lại là cảm ứng gì? Chư thiên đại táng, mai táng Sơn Hà, mai táng thiên địa, mai táng nhật nguyệt tinh thần. Khương Phàm, người có phiền toái. Đây là đại táng thứ ba, nhật nguyệt tinh thần. Giọng Đan Hoàng hồi tưởng trong đầu Khương Phàm. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhắm lại mắt, cố gắng thanh tỉnh. Khi ý thức khôi phục, thời điểm mở mắt lần nữa, hết thảy mọi thứ ở xung quanh cũng hoàn toàn khôi phục. Vẫn là con phố dài náo nhiệt, vẫn là phồn hoa cửa hàng, vẫn là đám người đang chỉ trỏ nghị luận về bọn họ. Táng, nhật nguyệt tinh thần. Khương Phàm chau mày, lại ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào cửa sổ tầng cao nhất của một tòa tửu lâu ở bên ngoài mấy trăm mét. Một thiếu niên mặc áo trắng đứng ở nơi đó, phong thần tuấn lãng, mặt như mỹ ngọc, trên trán quấn lấy đai lưng ngọc màu trắng, tóc dài như thác nước. Hai người giao xúc ánh mắt, con người cũng hơi ngưng tụ. Sư phụ, thế nào? Lý Dần kỳ quái, sao sư phụ cũng thất thần? Khương Phàm thật sâu ngóng nhìn thiếu niên áo trắng xa xa một chút, sau đó mang theo Lý Dần rời khỏi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay, có hành động. Hắn là Khương Phàm. Thiếu niên mặc áo trắng đưa mắt nhìn bóng lưng Khương Phàm biến mất trong đám người. Áo bào trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, nổi bật lên dáng người nho nhã cao gầy xinh đẹp của hắn. Nói hắn là anh Tuấn, càng giống như mỹ lệ, còn có phong thái yêu nhã đến đủ để đẹp như tranh. Hẳn là hắn, không đến nửa ngày, vậy mà hắn lại có thể khôi phục đi ra. Một vị nam tử trung niên khí tức điêu luyện đứng bên cạnh thiếu niên, có chút hăng hái đánh giá Khương Phàm. Xí thiên giới vì để bảo vệ hắn, lại không tiếc đắc tội vạn đạo thần giáo. Khương Phàm, Khương Phàm. Thiếu niên áo trắng mặc niệm lấy tên Khương Phàm, hồi tưởng đến hình ảnh vừa mới xuất hiện trong Sơn Hà. Bọn hắn đến từ Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Sở dĩ bí mật tới đây là điều tra nguyên nhân thật sự mà Hoàng đạo Tây Bắc, vạn đạo thần giáo cao điệu truy nã Khương Phàm, lại có cố ý nhúng tay sự kiện Đại Hoang Tây Nam hay không. Nguyên nhân thứ hai, chính là quan sát xí thiên giới. Bởi vì từ khi, lão yêu nữ trọng trưởng xí thiên giới đến nay, thái độ của xí thiên giới với bên ngoài đã bắt đầu dần dần cường ngạnh. Mấy năm trước không tiếc đắc tội thánh địa trung ương, cưỡng ép thu nhận Tác Ngọc Đường là một lần nghiêm trọng nhất. Thậm chí thần miếu còn hoài nghi, đó là, lão yêu nữ cố ý mượn sự kiện thánh địa, thị uy với thái cổ thần miếu. Lần này vạn đạo thần giáo tự mình giáng lâm, lại bị giao trách nhiệm chờ đợi 2 tháng, vẫn còn là dưới tình huống Khương Phàm cướp công chúa Huyền Nguyệt hoàng tộc đi. Bọn hắn hoài nghi, lão yêu bà, lại đang gây sự. Quả nhiên, cuối cùng xí thiên giới vẫn đuổi vạn đạo thần giáo, từng cái hoàng tộc đều bị đánh ra. Nhưng, thiếu niên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vậy mà lại có thể gặp được, đồng loại, ở nơi này. 6 năm trước, thời điểm hắn ở trên tòa tế đàn cổ của thần miếu cảm ngộ thiên đạo, ngoài ý muốn đưa tới truyền thừa thần bí. Có thể mượn dẫn uy lực nhật nguyệt tinh thần, diễn dịch đạo pháp vô thượng. Có thể hiện ra uy lực tai nạn tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt cộng minh. Hắn không có lộ ra với bên ngoài, cũng không có kinh động bất cứ kẻ nào, mà làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, bí mật tìm đọc tư liệu. Cuối cùng, trong góc thư các bí ẩn hắn phát hiện một quyển cổ thư, bên trong ghi chép lực lượng cấm kỵ lưu truyền từ xưa, chư thiên lục táng, vĩnh hằng lục đạo. Hắn hủy cổ thư, ẩn giấu bí mật. Bởi vì nguồn năng lượng này quá cường đại. Phần liên lụy cấm kỵ này càng đặc thù, hắn chỉ tin tưởng chính mình. 6 năm, hắn bí mật tu luyện nhật nguyệt tinh thần, cũng tấp nập ra ngoài, thử cảm ngộ uy lực lục táng khác tồn tại. Bởi vì dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo cũng có thể thôn phệ lẫn nhau. Chỉ là qua 6 năm, vẫn không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hắn lại có thể gặp ở nơi này. Hắn hẳn là Sơn Hà Đại Táng. Khống chế chính là đại địa mẫu khí của toàn bộ thế giới Cửu Châu Thập Tam Hải. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lấp lóe ý lạnh.
nếu đã gặp nhau, chính là số mệnh chỉ dẫn. Sơn Hà Đại Táng, ta chắc chắn phải có được. Hung Linh Hầu Phủ, hơn 300 sợi xiềng xích huyết viêm lơ lửng giữa không trung, phía trên treo bọn người Tô Huyên. Lít nha lít nhít, vừa tráng quan lại càng kinh sợ hơn. Bọn hắn kêu thảm thiết, đau đớn dẫy giụa. Bên trong huyết viêm có huyết khí đặc biệt, có thể duy trì sinh mệnh cho bọn hắn, cũng đang đốt cháy huyết nhục hài cốt cùng linh hồn, thậm chí là ý thức của bọn hắn. Bọn hắn thật sự là sống không bằng chết. Từng tiếng kêu thảm giống như quỷ liên tiếp vang lên, huyết viêm ngập trời làm nổi bật, giống như là một góc địa ngục, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều người gom lại gần hầu phủ vây xem, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đã không nhớ rõ lần phát huy trước của hung linh hầu là thời điểm nào, nhưng hung danh sát lục huyết viêm từ đầu đến cuối vẫn luôn lưu truyền ở bá vương chiến quốc, tựa như là ác thú ẩn núp bên trong chiến quốc, uy hiếp lấy tất cả tân khách ra vào chiến quốc. Thương thế ổn định, nhưng còn cần nghỉ ngơi. Sau khi vào đêm, Triệu Huyễn Diệp ra khỏi phòng, tuyên bố tin tức với tất cả mọi người. Tất cả mọi người thở phào, nhao nhao hành lễ với Triệu Huyễn Diệp, cảm tạ. Triệu Huyễn Diệp nhìn Khương Phàm. Miệng vết thương của hắn có chút đặc biệt, là ngươi làm. Khương Phàm giải thích nói. Lúc ấy ta phát giác được Tô Huyên có chút vấn đề, lập tức muốn giết nàng, kết quả lại bị định trụ. Chờ nàng xông lại đập đầu ta thời điểm, võ pháp ta thả ra vừa vặn quét về Triệu Thế Hùng. Đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn, ta rất xin lỗi. Bọn người Triệu Thế Võ nhíu mày nhìn Khương Phàm, thật hung ác. Phát giác vấn đề liền muốn giết người. Chẳng may Tô Huyên không hành động như thế, nếu ngươi là giết nàng, đối lý chính là xí thiên giới. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, xấu hổ cười nói. Đây là kinh nghiệm. Triệu Huyễn Diệp lại hỏi. Ngươi dùng cái gì làm thương? Một loại vũ khí rất đặc biệt. Ta nghe nói là từ bên trong mắt mù kia của ngươi đi ra. Mắt ngươi, thật sự là mù. Còn mắt ta là bị thương, năng lượng được thả ra là mặt nạ. Ta có thể tin ngươi. Đương nhiên có thể, chúng ta sau này đều là người một nhà. Nhưng trước đó ngươi nói với ta, thuật luyện trường sinh đan ngươi để ở trong đại hoang, cũng không có mang ở trên người. Kết quả, ngươi chuyển tay đưa cho Tác Ngọc Đường rồi. Khương Phàm ngượng ngùng cười cười. Lúc ấy chưa quen, ta sợ các ngươi giết chết ta. Triệu Huyễn Diệp thản nhiên nói. Ngươi cũng có lúc sợ. Khương Phàm nói. Làm người làm việc, trên tư thái không thể sợ, tâm tính ngàn vạn muốn yên ổn hơn. Triệu Huyễn Diệp gật gật đầu, không còn lên tiếng, chỉ là nhìn Khương Phàm. Hả? Khương Phàm kỳ quái cùng hắn nhìn nhau một cái. Triệu Huyễn Diệp nói. Nhất định phải để ta nói rõ. Nhìn cái đầu óc ta này, quên mất. Khương Phàm nhanh chóng dẫn xuất một cái đĩa ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, hai tay đưa cho Triệu Huyễn Diệp. Đây là thuật luyện trường sinh đan kỹ càng, ngài cất kỹ. Quên rồi. Tại sao ta cảm giác ngươi là không muốn cho? Triệu Huyễn Diệp nhận lấy đĩa ngọc, nói. Giới chủ vì ngươi mà đắc tội vạn đạo thần giáo, ngươi cần phải báo đáp giới chủ thật tốt, không được phụ lòng nàng kỳ vọng. Đó là đương nhiên, nếu ta đã là trưởng lão tam đẳng của xí thiên giới, liền sẽ cố gắng giữ gìn xí thiên giới, giữ gìn giới chủ. Nếu ngươi đã gia nhập xí thiên giới, liền phải có trụ sở mình, có thị vệ của mình. Ta thay ngươi an bài. Không cần, ta không ở lại xí thiên giới. Ngươi muốn ở tại hầu phủ. Ta đã cùng giới chủ làm ước định, ta có thể tùy tiện hoạt động, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng thời điểm giới chủ có cần, ta nhất định phải trở về. Triệu Huyễn Diệp khẽ nhíu mày, giới chủ lại hồ nháo. Trưởng lão tam đẳng thuộc về đãi ngộ cấp bậc đan thánh, nhất định phải ở trong trường sinh giới sinh sống, luyện đan, nghiên cứu đan thuật. Đây là quy củ từ xưa đến nay, há có thể nói đổi liền đổi. Mà sát tính của Khương Phàm quá nặng, dã tâm bừng bừng. Rõ ràng không phải bớt lo, bỏ mặc hắn ở bên ngoài hồ nháo, không biết sẽ muốn trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Mặc dù giới chủ khai ân, người cũng phải thay giới chủ cân nhắc. Không được gây họa, lúc nào cũng phải chú ý thân phận của ngươi, cũng đừng quên luyện đan, vốn có thiên phú, tuyệt đối không nên để hoang phế. Triệu Huyễn Diệp nhắc nhở hai câu, sau đó mang theo người của phe phái Triệu ra rời khỏi. Tiền bối. Khương Phàm bước nhanh đuổi kịp Triệu Huyễn Diệp. Còn có chuyện gì? Đa tạ các người dẫn ta tiến vào xí thiên giới, sau này đều là người trong nhà. Có một số việc,
có mấy lời, chúng ta cũng không cần phải cất. Nói, thương thế của Tác Ngọc Đường rất nặng, giống như cần đan dược thánh phẩm. Kinh mạch của hắn đã vỡ vụn, khí hải khô kiệt, ngay cả sinh mệnh đều nhận lấy phản phệ, tốt nhất là dùng đan dược thánh phẩm, tạo hóa thọ linh đan. Nó có thể điều trị thọ nguyên, đoàn tụ linh lực, chữa trị kinh mạch. Nhưng dược liệu cho tạo hóa thọ linh đan rất đặc thù, trong thời gian ngắn rất khó gom góp được, coi như được thì cũng chỉ có thể gom góp một viên, cho nên năm vị trưởng lão kia may mắn còn sống sót, chỉ có thể dùng tạo hóa đan, hoặc là đan dược chuẩn thánh phẩm, bồ đề kim nguyên đan, nhưng dược hiệu chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn khỏi hẳn. Dựa theo ngài phỏng đoán, những dược liệu này có thể gom góp sao? Triệu Huyễn Diệp đã hiểu ý Khương Phàm. Hẳn là có thể. Khương Phàm hạ giọng. Làm sao, mới có thể, để nó không thể đây. Nếu như Tác Ngọc Đường khôi phục, khẳng định sẽ trả thù, không chỉ có nhằm vào ta, cũng có thể sẽ nhằm vào phe phái Triệu gia, chúng ta phải ra tay trước. Hắn xác thực muốn trả thù ngươi, nhưng cho hắn 10 viên đầu, hắn cũng không dám đụng phe phái Triệu gia ta. Triệu Huyễn Diệp nói lời này cũng không phải là tự phụ. Ngũ đại phe phái của Xí Thiên giới đều là hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn độc lập, bọn hắn chỉ là tại thời khắc tất yếu được giới chủ điều động, lúc khác đều giống như thế lực độc lập mà tự do hành động. Bọn hắn truyền thừa đã lâu, tụ tập quần thể luyện đan sư khổng lồ, nắm trong tay thuật luyện đan của riêng phần mình. Mà, thế lực bên ngoài đến đây kết giao, tìm thuốc, cũng đều là cùng phe phái nào đó, chứ không phải trực tiếp đi tìm giới chủ. Khương Phàm nói nhỏ. Chính hắn khẳng định không được, nhưng hắn có thể tìm những phái hệ khác làm nơi nương tựa, ví dụ như phe phái Lý gia. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, ta là vì tốt cho các ngươi. Triệu Huyễn Diệp thật sự là im lặng, rõ ràng là vì giải quyết phiền phức cho mình, nhất định phải nói là thay người khác suy nghĩ. Khương Phàm cười cười. Tiền bối, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngài không xuống tay được, có thể tìm ta hỗ trợ, ta rất tình nguyện. Triệu Huyễn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, mang người rời khỏi. Khương Phàm quát lên với bóng lưng Triệu Huyễn Diệp. Suy nghĩ một chút, người một nhà, phòng hoạn chưa xảy ra, thiên hạ thủ vi cường a. Hắn lại muốn giày vò ai? Bọn người Triệu Thế Võ ở nơi xa nhìn đến nhíu chặt mày lên, vừa mới chạy trốn trong cái chết, không nghỉ ngơi một chút sao? Đây là tinh thần trong đầu quá đủ, hay là gây họa cho người thành nghiện? Đêm khuya đến rạng sáng. Chiến quốc náo nhiệt đã khôi phục lại bình tĩnh, Khương Phàm mang theo Lý Dần rời khỏi Hung Linh Hầu Phủ. Phố dài tịch mịch mà hoang vắng, ít có người hoạt động. Khương Phàm, Lý Dần đi qua từng đầu phố, một mực rời khỏi thành khu thứ ba. Bọn hắn đi rất chậm, ngẫu nhiên dừng lại quan sát bốn chỗ, cũng là đang chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đó là Khương Phàm. Trên nóc nhà xa xa. Một nam tử tráng kiện rất bất ngờ khi thấy được hai bóng người hành tẩu trên đường dài trống trải. Hắn muốn đi đâu? Nam tử kỳ quái. Đêm nay vụng trộm chạy ra ngoài là tìm kiếm chân tướng, vậy mà lại đụng phải Khương Phàm, mà giống như rất lén lút. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo trước. Nhưng, khi khoảng cách đến 20 dặm, loại cảm giác hoảng hốt kỳ diệu kia đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Lý Dần cũng có chỗ phát giác. Hắn tới. Khương Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh trên con phố dài yên ắng, đột nhiên tăng tốc, mang theo Lý Dần xông về phía trước. Trong bóng đen, nam tử thần bí nhanh chóng hoàn hồn, lông mày càng nhăn càng chặt. Xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác kỳ diệu này chẳng lẽ là có liên quan cùng Khương Phàm? Hay là người bên cạnh hắn kia? Đây quả thật là ngoài ý muốn. Nam tử thần bí sau khi xác định bốn bề vắng lặng, lại tiếp tục lặng lẽ đi theo. Tốc độ Khương Phàm càng lúc càng nhanh, xuyên qua nhiều thành khu, rời khỏi chiến quốc, thẳng đến hoang dã. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Nam tử thần bí bỏ vào trong miệng một cái ngọc châu, sau khi ngậm lấy thì nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của Khương Phàm và Lý Dần càng lúc càng nhanh, tung hoành ngang dọc ở trong vùng hoang dã. Nam tử thần bí dán chặt lấy cỏ khô trên hoang dã, ẩn nấp thân ảnh, không ngừng thay đổi vị trí. Cũng duy trì khoảng cách cùng hai người Khương Phàm. Khương Phàm xuyên qua trăm dặm hoang dã, xông vào rừng rậm tươi tốt. Người đi đến trước, điều chỉnh trạng thái, ăn chút đan dược chờ đấy. Khương Phàm thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, đứng ở bình tĩnh hồ nước bên cạnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau lưng hồ bạc hiện ra gợn sóng thản nhiên,
cây rừng xung quanh tươi tốt nồng đậm. Tiếng thú giống chim gáy ngẫu nhiên, tăng thêm sự yên tĩnh của bóng đêm. Nửa giờ sau, Khương Phàm nói, nếu đều đã theo tới rồi, cũng đừng trốn nữa. Xa xa trên sườn núi, người thần bí yên lặng đứng đấy, không có lên tiếng, cũng không có hành động gì. Sau khi Khương Phàm dừng lại, hắn vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí rút ngắn khoảng cách, thế nhưng loại cảm giác kỳ diệu đó cũng không có xuất hiện nữa. Hắn đứng tại chỗ cao, xuyên qua khe hở rải rác trên chạc cây, nhìn Khương Phàm đơn độc đứng ở bên hồ. Người kia biến đã mất. Cảm giác cũng đã biến mất. Nói cách khác, cái hắn gọi là cảm giác quen thuộc đó, rất có thể có liên quan cùng người bên cạnh Khương Phàm kia. Nhưng, đi đâu rồi? Xung quanh căn bản không có người. Nam tử rất muốn xuất hiện, để biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao có thể gây nên loại cảm giác không cách nào khống chế kia, nhưng đó là Khương Phàm. Hắn phụng mệnh tới, chính là điều tra Khương Phàm liên quan cùng Niết Bàn Thạch, nhất định phải giữ bí mật. Làm sao bây giờ? Hắn trời sinh tính quả cảm tỉnh táo, nhưng bây giờ lại không quyết định chắc chắn được. Hắn tên Lý Dần. Người đây, cũng họ Lý sao? Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong rừng rậm đang an tĩnh, ý thức đang cùng rừng rậm sinh ra cảm ứng, tra xét rõ ràng vị trí mục tiêu. Người thần bí khẽ nhíu mày, ẩn núp sâu hơn. Khương Phàm xác định được vị trí mục tiêu, cách hắn khoảng 10 dặm, ở trên sườn núi phía xa, hắn đưa độc nhãn hướng tới nơi đó. Ta hiểu rõ ngươi, so với chính ngươi còn hiểu hơn, ngươi đối với những ký ức đã từng của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Linh văn của ngươi có hoàn toàn tương tự cùng người thu dưỡng ngươi. Hôm nay ngươi cảm nhận được cảm giác quen thuộc kỳ diệu tại thành khu thứ ba, giống như là được triệu hoán. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong rừng cây, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Gương mặt người thần bí có phản ứng, cách khe hở lá cây, chăm chú nhìn thân ảnh bên hồ. Sao hắn biết tất cả mọi chuyện? Hắn rõ ràng đều không có nhìn thấy qua ta, càng không biết ta là ai. Khương Phàm tiếp tục nói. Ngươi muốn biết thân thế của mình sao? Ngươi muốn biết bí mật chính linh văn của mình sao? Ra đi. Nơi này không có người khác, hẳn là ngươi cũng đã điều tra. Ta mang theo ngươi tới nơi này, chính là muốn gặp mặt, quen biết một chút. Người thần bí vẫn thờ ơ. Những bí mật này xác thực khiến hắn luôn rối ren, nhưng đây là Khương Phàm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Phàm âm thầm cảnh giác, người này định lực thật mạnh. Đều dính đến bí mật thân phận của mình, lại còn có thể nhịn được. Là sống tính đa nghi, hay là có nguyên nhân khác? Ta đã nhìn thấy ngươi, là chính ngươi đi tới, hay là ta mang ngươi từ trên sườn núi xuống? Khương Phàm cùng đại địa sinh ra cộng minh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải xác định thân phận của hắn. Người thần bí cũng cảnh giác, hắn biết ta đang ở chỗ này. Rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Làm sao hắn phát hiện được? Nếu đều phát hiện, vậy thì gặp mặt. Dù sao bản thân cũng đã thay đổi dung mạo, thân hình rồi. Lòng hiếu kỳ của nam tử thần bí vẫn vượt trên tính cảnh giác, hắn ngậm lấy Ngọc Châu đi xuống núi đá, dẫm lên lá khô thật dày, đi tới Khương Phàm. Ngọc Châu là viên vũ khí không gian, có thể tại ở thời điểm nguy hiểm, hoặc là chỗ không thể ẩn nấp, có thể cắn nát ngọc thạch, cưỡng ép vặn vẹo không gian, xa nhất có thể di chuyển hơn 500 mét. Đối với hắn loại sát thủ này mà nói, di chuyển hơn 500 mét, đủ để thay đổi bất kỳ cục diện nguy hiểm nào, sau đó chạy thoát. Nam tử không có tới quá gần, đứng ở bên ngoài mấy trăm mét, cách đại thụ tráng kiện, thăm dò Khương Phàm. Ngươi đã biết những gì? Ngươi họ Lý, ngươi tên gì? Khương Phàm muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, thế nhưng hắn chỉ lộ ra nửa người nửa bên mặt. Người này đều đã trải qua thứ gì? Tính cảnh giác thật mạnh. Không giống như là công tử thế lực nào đó, giống như là sát thủ. Chờ chút. Sát thủ. Trong lòng Khương Phàm khẽ động. Bây giờ hắn đối với cái từ này vô cùng mẫn cảm. Ta đã từng họ Lý, sau này đã sửa lại. Nam tử thần bí ẩn giấu nửa thân thể, vô cùng cảnh giác. Ta dẫn ngươi qua đây, là muốn làm giải thích rõ, ngươi thậm chí ngay cả cái mặt cũng không nguyện ý gặp, đây chính là thành ý của ngươi. Ngươi nói trước những gì ngươi đã biết. Có phải ngươi quen phách lối hay không? Tất cả mọi người đến dựa vào ngươi. Chờ ta làm rõ toàn bộ mọi chuyện, ngươi lại nhìn tâm tình xem rồi quyết định có lộ mặt hay không. Ngươi là quá đề cao bản thân,
hay là quá không coi người khác là gì? Là ngươi dẫn ta tới, nếu như không muốn nói, cáo từ. Nam tử vẫn cảm giác quá mạo hiểm, không nên trực tiếp tiếp xúc cùng Khương Phàm. Chờ một chút, ngươi sửa họ Thiệu rồi. Khương Phàm thử nghiệm quát lên. Chỉ cần xác định không phải nhân gian ngục, những thứ khác đều dễ xử lý. Nhưng, thân ảnh đang rời khỏi lập tức dừng lại, bỗng nhiên quay người đối mặt với Khương Phàm. Sao hắn lại biết tất cả mọi chuyện? Đôi mắt Khương Phàm ngưng lại, gắt gao tập trung vào thân ảnh hoàn toàn lộ ra kia. Mượn ánh trăng pha tạp, hắn thấy rõ bộ dáng người kia. Hoàn toàn khác Lý Dần, lại thấp lại tráng, bộ dáng thô cuồng, mà tuổi tác nhìn đã là trung niên. Tìm không thấy nửa cái bóng dáng của Lý Dần. Ngươi còn thay đổi bộ dáng. Khương Phàm gắt gao tiếp cận nam tử. Cảnh giác của nam tử đã vượt qua lòng hiếu kỳ. Ngươi biết có hơi nhiều. Khương Phàm lần nữa hỏi thăm. Ngươi sửa họ Thiệu rồi. Không liên quan gì tới ngươi. Nam tử quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi có thể thay đổi bộ dáng là bởi vì đại mộ bí thuật. Khương Phàm sợ điều gì sẽ gặp điều đó, càng là không muốn liên lụy cùng nhân gian ngục, càng là liên tiếp đụng tới. Đây là số mệnh. Nam tử đứng vững, quay đầu nhìn Khương Phàm. Rốt cuộc ngươi có liên quan như thế nào với ta? Trước tiên nói tên của ngươi. Cảm xúc Khương Phàm chập trùng, nhân gian ngục, chết tiệt, thật sự là nhân gian ngục. Phân thân này lại, rớt xuống, nhân gian ngục, chẳng phải là đã thức tỉnh thái em mờ cực diễm. Ta đã từng là Lý Phong, bây giờ là Thiệu Hoa Vinh. Cảm xúc của nam tử cũng chập trùng, không cách nào bình tĩnh được. Trước đó bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp mặt, vậy mà Khương Phàm há miệng liền nói ra hết thảy mọi thứ về hắn, còn có thể nhận ra đại mộ bí thuật. Nhưng không phải Khương Phàm tới từ Đại Hoang Tân Hải sao? Sao hắn biết đại mộ bí thuật của nhân gian ngục được? Vì sao ngươi tới đây? Khương Phàm cảm thấy khó giải quyết, thậm chí không nguyện ý phóng xuất Lý Dần, bởi vì thái em mờ cực diễm cùng đại mộ bí thuật hoàn toàn có thể khắc chế Lý Dần. Điều tra ngươi. Lý Phong nói thẳng. Điều tra cái gì về ta? Trong lòng Khương Phàm lột bột, lần này còn phiền toái hơn. Đột nhiên tới, lại còn điều tra về hắn, khả năng lớn nhất cũng là bởi vì Niết Bàn Thạch. Ta đã nói ta chuyện không nên nói, ngươi thì sao? Vì sao lại biết bí mật của ta, ngươi lại biết bao nhiêu? Ngươi muốn gặp một lần Lý Dần không? Hắn ở đâu? Ở chỗ ta đây, ngươi dám vào đi không? Khương Phàm đụng thanh đồng tiểu tháp ở cổ áo. Mời hắn đi ra. Lý Phong cắn Ngọc Châu, cảnh giác. Màn đêm thâm trầm, sơn lâm tĩnh mịch. Hai người dưới ánh trăng pha tạp, cách cây rừng khẩn trương rằng co, đều mang tâm tư riêng mình. Đều đang nhanh chóng tự hỏi. Ngươi chờ một lát. Khương Phàm cuối cùng vẫn làm quyết định, ý thức truyền vào thanh đồng tiểu tháp nhắc nhở Lý Dần. Ta muốn thả ngươi ra, ngươi đã chuẩn bị xong. Sư phụ, ta phải với ai đánh? Trong lòng Lý Dần cảm thấy kỳ quái. Ta nói cho ngươi cũng vô dụng, sau khi ngươi ra ngoài sẽ liền mất đi ý thức. Vậy ta đánh như thế nào? Ngươi mất đi ý thức, hắn cũng sẽ mất đi ý thức. Các ngươi liều chính là linh văn mạnh yếu, liều chính là ý chí cùng chìm kinh nghiệm chiến đấu ở trong lòng. Khương Phàm tiếp cận Lý Phong, dẫn Lý Dần từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Lý Phong nhìn thấy Lý Dần trước tiên liền ngây ngẩn cả người, người này giống như hắn, cơ hồ là một khuôn đúc ra. Lý Dần lại kỳ quái, người kia là ai? Hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng ngay sau đó, bất luận là Lý Dần hay là Lý Phong đều nhanh chóng hoảng hốt. Bọn hắn hô hấp thô trọng, hai mắt sung huyết, thể hiện bắt đầu dữ tợn. Văn đen tà ác từ trong thân thể lan tràn đi ra, bò đầy toàn thân, trùng kích lên mặt. Hai người đang đối đầu sau mấy giây ngắn ngủi, đồng thời đau đớn kêu thảm, quỳ xuống ở đó. Ngọc Châu không gian, bị Lý Phong ngậm trong miệng tùy thời chuẩn bị di chuyển cũng rơi ra ngoài. Hai người ôm đầu kêu thảm, đau đến không muốn sống. Bởi vì gặp nhau quá đột ngột, trực tiếp liền mặt đối mặt, cho nên tốc độ mê thất cực kỳ nhanh chóng, mang tới đau đớn càng thêm nghiêm trọng. So với lúc trước Lý Dần gặp Lý Tịch, còn mãnh liệt hơn rất rất nhiều. Hai mắt của bọn hắn sung huyết, gương mặt đầy dữ tợn, thân thể đều đang vặn vẹo. Đột nhiên, thanh âm của bọn hắn im bặt mà dừng, đồng thời ngẩng đầu lên, hung tàn tiếp cận lẫn nhau. Giống như là hai con ác thú phát cuồng.
Lý Dần dẫn đầu bộc phát, hóa thân thành bất tử điểu, dương cánh gáy to, âm thanh chấn động cả bầu trời đêm. Toàn thân kim quang sáng chói, yêu hỏa sôi trào, trải rộng lít nhít vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều có lợi kiếm đang phập phồng. Lệ khí cùng sát huy khiếp người tràn ngập ra xung quanh. Thiên dương kiếm văn cùng thú linh văn kết hợp hoàn mỹ. Ầm ầm, kim viêm cuồn cuộn, nương theo tiếng gào thét kiếm chiều, đánh về phía Lý Phong trước mặt. Lý Phong gào thét dữ tợn, toàn thân cuồn cuộn hắc viêm, triển khai hai cánh ở hai bên, mãnh liệt chấn kích, đón lấy liệt diễm cuồn cuộn giết tới. Hắc viêm quỷ dị, nhấc lên khí lạnh thấu xương. Hai cánh vô cùng khổng lồ, mở ra 8-9 mét, mà khí lạnh mãnh liệt, không thể phá vỡ, bọn chúng huy động, chống cự yêu hỏa kiếm chiều, bảo vệ toàn thân hoàn chỉnh. Hai tay giơ cao, tuôn ra hai vòng xoáy hắc viêm, lấy tốc độ cực kỳ kinh người xoay tròn, cướp lấy năng lượng tinh nguyên bên trong yêu hỏa. Mặc cho liệt diễm tuôn ra cuồn cuộn, yêu kiếm sắc bén nóng hổi, đều không thể làm bị thương hắn dù chỉ một chút. Hắn vỗ cánh cuồng sông, dã man càng bá đạo, ý thức hỗn loạn kích thích, giống như nổi điên xuyên thủng chiều dâng, giết tới trước mặt Lý Dần. Lý Dần rõ ràng trở tay không kịp, bởi vì trong hỗn loạn, đã nhận định chí tôn song thánh văn toàn lực bộc phát hoàn toàn có thể ngăn chặn mục tiêu. Lý Phong phá tan chiều dâng, xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay một khắc này, vòng xoáy hắc viêm xoay tròn ở hai tay đột nhiên nhanh chóng tản ra, xuất hiện hai khối tinh thể màu vàng. Nhìn kim quang lấp lóe sáng long lanh, giống như đoản kiếm, xung quanh lại còn bao quanh hư ảnh bất tử điểu. Nhưng, nó lại tản ra khí lạnh thấu xương, âm hàn đến cực điểm. Bành bành! Lý Phong đối diện lao tới, đẩy tinh thể hung hăng đánh vào ngực Lý Dần. Răng rắc! Tinh thể vỡ nát, khí lạnh thấu xương quét sạch toàn thân Lý Dần. Ngọn lửa màu vàng óng của Lý Dần đã nhanh chóng dập tắt, linh lực chảy xuôi trên toàn thân đều nhận áp chế, giống như muốn bị đông cứng. Lý Phong cuồng kích hai cánh, giống như là hai thanh hắc viêm hàn đao tráng kiện, hung hăng bổ vào trên người Lý Dần. Lý Dần bị đông cứng, linh lực bị áp chế, giữa một cái chớp mắt này không hề có lực hoàn thủ. Toàn thân Lý Dần răng rắc giòn vang, nương theo mảnh vỡ, kêu thảm bay về phía bầu trời. Thân thể hắn giống như một pho tượng nhận trọng kích, cơ hồ muốn vỡ vụn. A! À, Lý Phong giống như dã thú, ý thức hỗn loạn kích thích linh hồn, đau đớn lại càng điên cuồng hơn. Lý Dần chật vật ổn định, dương cánh gáy to, bị ý thức kích thích đến nổi điên hơn, quên cả đau đớn, quên cả cái chết, chỉ lo phóng thích năng lượng, muốn giết đồng loại ở trước mặt mình. Huyết mạch sôi trào, khí hải cuồn cuộn, linh lực cưỡng ép lưu chuyển, lại lần nữa sôi trào lên yêu hỏa nồng đậm không chết, hóa thành biển lửa mãnh liệt, tràn ngập đất trời bao phủ xuống dưới. Yêu hỏa nóng bỏng, cường quang mãnh liệt. Trong kịch liệt đến dã man, liên tiếp ngưng tụ ra yêu thú uy mãnh, từ mãnh hổ đến hùng sư, từ mãnh cầm đến yêu trùng, số lượng khổng lồ, uy thế ù ù, tiến lên oanh kích. Nhưng, tình huống quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Lý Phong vỗ cánh bay lên trời, hai cánh lạnh thấu xương, cường thế chống cự lại liệt diễm xâm nhập, hai tay của hắn giơ cao, vòng xoáy hắc viêm xoay tròn, hắn không để thú triều lao nhanh lọt vào mắt, dễ như trở bàn tay nổ bắn ra. Những nơi đi qua, ác thú sụp đổ, yêu hỏa ảm đạm, giống như tất cả tinh nguyên yêu hỏa, đều bị cưỡng ép cướp đoạt, hội tụ đến trong vòng xoáy ở hai tay của hắn. Trong nháy mắt, Lý Phong lần nữa giết tới gần, vòng xoáy bỗng nhiên ngừng lại, hai tinh thể màu đen lần nữa nổ bắn ra. Thế như kinh lôi, đánh xuyên Lý Dần, đông kết Lý Dần. Lý Dần không có chút uy lực chống đỡ nào. Toàn thân vặn vẹo nhiệt độ cao, căn bản gánh không được hắc tinh. Yêu hỏa kiêu ngạo, hoàn toàn bị chế trụ. Lý Phong cuồng dã xoay chuyển, hai cánh phách chạm Lý Dần, lần nữa đánh hắn bay ra ngoài. Lần này, hắn không có ngừng lại, mà là đuổi theo giết qua. Viêm mãnh lạnh hắc tràn ngập kim quang giá liệt lao ra, hóa thành hình dáng mộ bia, đâm vào trên thân Lý Dần. Mộ bia đen kịt, trang nghiêm, kim quang đọc đúng theo mặt chữ, khắc họa hai chữ Lý Dần. Khí âm hàn quỷ dị, khuấy động thiên địa, để cho người ta dùng mình. Lý Dần vừa mới tránh thoát hàn băng, kết quả lại bị mộ bia màu đen va chạm tới, nhanh chóng thẩm thấu đến trong thân thể. Sau đó, năng lượng nhanh chóng biến mất, bị cưỡng bức ép đến trong khí hải, huyết nhục vặn vẹo, hài cốt giòn vang, ngay cả bất tử điểu yêu thể cũng bắt đầu quay về hình người. Mất đi yêu thể, mất đi hỏa diễm, Lý Dần từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất.
hắn toàn thân suy yếu không nói ra được, giống như muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn bị tươi sống mai táng. Mộ bia thần bí, giống như đứng ở trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, thành phần mộ, mai táng bản thân mình. Khương Phàm đứng ở nơi xa, mắt lạnh nhìn một màn này. Đây là tràng diện trong dự liệu. Không phải Lý Dần không mạnh, mà là Lý Phong thật sự đã phục chế Linh Văn Thiệu gia, Thái M cực diễm. Đây là một loại hỏa diễm Linh Văn cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ khác loại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nó không phải hỏa diễm, mà là khắc tinh của hỏa diễm. Thái M cực diễm có thể miễn dịch đa số hỏa diễm thiên hạ, càng đáng sợ chính là, nó còn có thể từ tập kích trong ngọn lửa của nó, hấp thu nguyên lực của ngọn lửa này, sau đó diễn biến ra khí tức cực lạnh khắc chế. Bởi vì cái gọi là dương cực mà âm sinh. Nếu như Thái M cực diễm thức tỉnh tại cấp bậc thánh phẩm, ngoại trừ rất ít thánh hỏa, nó cơ hồ đều có thể tùy ý, trà đạp, toàn bộ. Mà tới được thiên phẩm, Thái M cực diễm sẽ tại bên trong hệ thống hỏa diễm có thể xưng vô địch. Đây chính là linh văn truyền thừa của Thiệu gia, đây cũng là nguyên nhân Tây Ngục Thiên Quốc đã từng xưng bá một chỗ trung vực. Khương Phàm kiếp trước cũng là nương tựa theo liên minh cùng Tây Ngục Thiên Quốc, nhanh chóng đứng vững bước chân. Ngoại trừ Thái M cực diễm, bọn hắn càng bá đạo thì là vì bí thuật truyền thừa, đại mộ bí thuật. Bộ võ pháp này có thể ảo diệu ở chỗ, vì người khác đào mộ lập bia. Thân thể bị đánh trúng tựa như đột nhiên biến thành phần mộ, kinh mạch đứt đoạn, khí hải chôn vùi, linh hồn tiêu tán, huyết nhục khô kiệt. Bá đạo lại tàn nhẫn. Sau khi Lý Phong hạ xuống, hắn gào thét cuồng dã, hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, tiến tới phía Lý Dần. Hắn dùng đại mộ bí thuật khống chế Lý Dần, nhưng không có trực tiếp phá hủy. Bởi vì trong ý thức hắn có chấp niệm mãnh liệt, thậm chí là mệnh lệnh, muốn sống ăn tươi Lý Dần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ăn Lý Dần. Lý Dần giãy giụa kịch liệt, lại phát hiện mình lạnh cả người, khí hải linh hồn các loại đều lâm vào hắc ám. Sợ hãi cái chết, tuyệt vọng bất lực. Lý Phong bỗng nhiên đánh tới, cắn một cái về phía cổ Lý Dần, răng rắc một tiếng, gãy mất xương cốt. A! Lý Dần ý thức điên cuồng, cũng bị triệt để chọc giận. Một loại thánh uy vi diệu đang trùng kích toàn thân, cưỡng ép xung chuyển đại mộ bí thuật, cũng chính là mộ bia bị đứng ở trong thân thể. Tại thời điểm lúc trước khi Khương Phàm uống thánh huyết, cũng cho hắn một chút, tôi thể luyện thân, thay xương đổi thịt. Giờ phút này nhận uy hiếp mãnh liệt, phần uy thế thánh huyết lắng đọng kia mãnh liệt bộc phát. Mặc dù không có triệt để tránh thoát khỏi đại mộ bí thuật bá đạo, nhưng vẫn đã được buông lỏng. Giờ khắc này, Lý Dần hét lớn, thi triển cửu dương thoát sinh thuật toàn diện. Cường quang hừng hực nở rộ khắp người, nương theo oanh minh mãnh liệt, ầm vang bạo tạc. Bất tử truyền thừa, cửu dương thoát sinh thuật. Toàn thân hắn giống như là tự bạo, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, nhấc lên không gian ba động kinh người. Lý Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã bị bạo tạc bao phủ, kêu thảm tung bay ra ngoài, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u. Cửu dương thoát sinh thuật. Ảo diệu ở chỗ, thoát thân, cùng, tái sinh. Lý Dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh gáy to, trong thời gian ngắn lại lần nữa ngưng tụ ra 800 thanh bất diệt yêu kiếm. Được linh văn mãnh liệt khống chế, bọn chúng nhanh chóng va chạm, uy thế tiếp tục bạo tăng, cho đến điệp ra 800 lần. Keng! 800 thanh bất diệt yêu kiếm toàn diện ngưng tụ, hóa thành một thể, dài đến 30 mét. Kiếm khí lạnh thấu xương, giống như gió lốc vần quanh. Liệt diễm bạo động, tương tự liệt điểu không chết. Hoa lệ, cường thế đến cực hạn. Ánh sáng vô tận, chiếu sáng trời cao. A, miệng Lý Phong phun đầy máu, toàn thân dâng lên Thái M cực diễm, bao quanh kim quang, ngưng tụ thành hình dáng mộ bia. Không phải lao thẳng đến Lý Tịch, mà là mai chính táng mình. Đây là một loại diễn biến khác của đại mộ bí thuật, có thể lợi dụng bàn tay kia khống hết thảy uy lực toàn thân, dùng tất cả năng lượng của mình. Trong nháy mắt ngưng tụ khắp mặt ngoài toàn thân, hình thành phong ấn chí cường. Ầm ầm, lợi kiếm bạo kích, đánh vào trên thân Lý Phong, nhưng không có bổ hắn ra, mà là hung hăng đánh bay. A, Lý Dần điên cuồng gào thét, lần nữa thi triển chiêu thức mạnh nhất, sát na phồn hoa. Hắn vỗ cánh gáy to, cường quang tăng vọt, giống như mặt trời vắt ngang trời cao. Một loại ba động mãnh liệt từ trong khí hải hắn nở rộ, quét sạch khắp người. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn.
Một thanh cự kiếm màu vàng xoay tròn lên trời, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Năng lượng sơn lâm trong phạm vi vạn mét xung quanh bắt đầu không ngừng liên tục hội tụ lại, có uy lực đại địa, có năng lượng sông lớn, có khí thức rừng rậm, giống như là tinh quang vô tận, kéo nhau hội tụ tới. Chém! Lý Dần đang ở trạng thái điên cuồng, cho nên hắn đã lấy toàn lực, mãnh liệt phóng thích cự kiếm. Cự kiếm oanh minh, kim quang sáng chói, hình ảnh sông lớn rừng rậm bao quanh, chém xuống phía Lý Phong. Lý Phong cũng dữ tợn, triển khai toàn bộ thực lực. Không gian xung quanh ầm ầm tiếng vang, thái M cực diễm được phóng xuất ra hoàn chỉnh, giống như thủy triều màu đen mênh mông, khuấy động vài trăm mét. Khí tức thái M cuồn cuộn, âm hàn giá lạnh. Rừng rậm, đại địa trong phạm vi vạn mét đều nhanh chóng muốn đông kết, triệt để phá hủy sinh cơ. Thái M cực diễm không chỉ có thể cướp đoạt nguyên lực tại thời điểm liệt diễm tập kích, diễn biến khí tức cực lạnh, bình thường bọn hắn tu luyện đều là không ngừng liên tục hấp thu lực lượng hỏa diễm, lắng đọng khí tức thái M tại khí hải. Bình thường, hấp thu hỏa diễm nguyên lực càng cường đại, khí tức thái M lắng đọng càng khủng bố hơn. Tưởng tượng Thiệu Thanh Duẫn năm đó, càng là từ lắng đọng ra khí tức trí âm, có thể xưng lưỡng nghi khởi nguyên, thái cực mới bắt đầu. Phù phù. Một con cá màu đen từ bên trong hắc viêm cuồn cuộn sôi nổi mà ra, nhìn như tiểu xảo đẹp đẽ, lại là thái âm nguyên lực Lý Phong lắng đọng trong khí hải, có được uy thế băng phong sơn hà cường đại. Cự kiếm 50 mét sáng chói, yêu hỏa cuồn cuộn, khí tức sơn hà, tinh thần bao quanh, xẹt qua trời cao, bạo kích Lý Phong. Con cá bay lên không, khí lạnh tăng vọt, thể hiện ra uy lực côn bằng, uy thế cùng loại với đại dương mênh mông trong nháy mắt được bộc phát. Nương theo bạo tạc mãnh liệt, luồng không khí lạnh tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động, sơn hà tinh thần sụp đổ đến cực hạn. Mấy ngàn mét xung quanh bị phá hủy hầu như không còn gì. Xiết xiết xiết, Lý Dần nóng nảy, tốc độ tăng vọt, ngạnh kháng với năng lượng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, cường thế giết tới gần. Lại trong phút chốc, một thể hóa ba phần. Nương tựa theo khí hải, linh nguyên đặc biệt, để ba năng lượng phân thân hoàn toàn giống nhau. Khó mà phân biệt thật giả. Bây giờ ý thức Lý Phong đã hỗn loạn, càng khó phán định, hắn trực tiếp nhấc lên thái M cực diễm mãnh liệt, giống như thủy triều đánh về phía trước, bao phủ ba tên Lý Dần. Phốc phốc, hai phân thân bị đông kết tại chỗ, lại dưới sự khống chế của Lý Dần, trực tiếp dẫn bạo, phóng xuất ra thủy triều mãnh liệt, cưỡng ép quấy nhiễu Lý Phong. Chân thân Lý Dần ngạnh kháng khí lạnh, hung hăng chém bất diệt yêu kiếm trong tay về phía cổ Lý Phong. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Phong bỗng nhiên cúi đầu, lợi kiếm mở ra ra đầu, xẹt qua xương đầu. Lý Dần nhanh chóng bay lên không, 800 thanh lợi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện, tràn ngập đất trời che mất Lý Phong. Bằng vào ý thức khống chế, sau khi 800 thanh lợi kiếm xông vào luồng không khí lạnh, đã mãnh liệt loạn quấy. Nhưng khí lạnh của thái M cực diễm quá nặng, rất nhanh đã cưỡng bức đông cứng lợi kiếm. Bảo! Lý Dần gáy to. Lần nữa hóa thân thành bất tử điểu, liệt diễm cuồn cuộn, dương cánh ra 30 mét, hắn lao xuống, quả quyết dẫn nổ lợi kiếm vừa mới đông kết. Ầm ầm, 800 thanh lợi kiếm toàn diện băng diệt, dẫn phát kiếm khí, tàn phá vòng xoáy thái M cực diễm hình thành, cưỡng ép chấn vỡ, Lý Phong ở bên trong hoàn toàn bị lộ ra. Lý Dần vỗ cánh lao tới, móng vuốt sắc bén hạ xuống mảng lớn bóng ma, hung hăng chộp tới Lý Phong. Lý Phong đột nhiên ngẩng đầu, mặt đất dưới chân bạo động, 18 tòa mộ bia thái âm lao lên, phân tán hơn 3.000 mét, hình thành đại táng lĩnh vực, cưỡng bức cầm giữ Lý Dần đang lao xuống. Lý Dần cảm giác không gian nhanh chóng sền sệt, tốc độ cũng bị chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, thân thể, linh hồn, linh lực, cũng bắt đầu nhận phải khống chế, giống như muốn bắt đầu phong ấn bản thân. Lý Phong cuồng vũ hai tay, dẫn dắt lực lượng đại táng của lĩnh vực nhanh chóng hội tụ. Giống như chiều cường bao phủ tới Lý Dần. Muốn triệt để mai táng. Lý Dần giãy giụa kịch liệt, hắn vừa điên cuồng lại càng nôn nóng, hoàn toàn không để ý tiêu hao, lần thứ hai thi triển ra sát na phồn hoa. Ba động mãnh liệt từ trong khí hải nở rộ, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn. Cự kiếm màu vàng lại lần nữa xoay tròn, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Đại táng lĩnh vực nhanh chóng bị đảo loạn, năng lượng mãnh liệt lại bị cự kiếm cuốn qua đi. Mặc dù đại mộ bí thuật danh chấn trung vực, nhưng, sát na phồn hoa, cũng là bí thuật chấn tộc của cổ hoa đệ nhất tộc,
uy lực mạnh mẽ. Mà, Lý Dần quả quyết phóng xuất ra yêu hỏa, đánh thẳng vào cự kiếm, tương đương với hai đại thánh văn cùng ủng hộ, tăng cường khống chế lực lượng, lập tức để uy lực của sát na phồn hoa gia tăng gấp bội. Lý Phong vừa muốn cưỡng ép khống chế lại năng lượng trong lĩnh vực, cự kiếm của Lý Dần bên kia lại bất chợt tăng vọt uy thế, như là một cơn lốc cưỡng ép cướp đoạt uy lực táng diệt. Tràng diện hỗn loạn, kinh động tâm phách. Lý Dần ở trên không dương cánh gáy to, thân ảnh giống như mặt trời, cự kiếm 50 mét chỉ xéo thương thiên, bất diệt yêu hỏa bao quanh, thiên dương kiếm khí, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng. Lý Phong cũng điên cuồng thúc giục đại táng lĩnh vực, cùng Lý Dần tranh đoạt quyền khống chế. Sau một lát, thể hiện của hai người đồng thời hung ác. Lý Phong đảo ngược, chủ động khống chế năng lượng đại táng hội tụ tới cự kiếm, muốn mạnh mẽ mai táng cự kiếm. Mà Lý Dần thì trực tiếp phóng thích cự kiếm, bổ xuống phía Lý Phong. Bạo tạc kịch liệt đang phóng thích trong lĩnh vực. Lý Phong bị kiếm chiều chôn vùi, máu thịt be bét, nhưng hắn đã nhanh chóng ngưng tụ ra thái âm hắc tinh từ bên trong yêu hỏa cuồn cuộn xung quanh, phóng thích đi qua phía Lý Dần. Lý Dần nhận đại táng năng lượng trùng kích, thân thể, linh hồn cùng linh lực đều nhận trùng kích, né tránh không kịp, bị hắc tinh đánh xuyên, toàn thân nhanh chóng đông kết. Lưỡng bại câu thương. Thương thế của Lý Dần và Lý Phong cũng đều nghiêm trọng, nhưng trong cơn nổi điên lại không có chút ý tứ dừng lại nào, cứ thế mà tiếp tục nhào tới lẫn nhau. Linh văn của Lý Phong là thái M cực diễm, để vô số cường giả trung vực nghe tin đã sợ mất mật, võ pháp càng là đại mộ bí thuật. Rất ít gặp được địch thủ. Lý Dần thuộc về song linh văn, cũng đều là linh văn cực mạnh, nhưng yêu hỏa bị nhận áp chế, để hắn trong lúc hỗn loạn rất khó chiếm cứ ưu thế. Hắn tới. Khương Phàm đang định thần quan sát, cảm giác kỳ diệu vào ban ngày lại xuất hiện lần nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm, quay người nhìn về phía tán cây xa xa. Dưới ánh trăng sáng trong, một thiếu niên mặc y phục màu trắng tung bay đứng tại ngọn cây, mặt như mỹ ngọc. Hai con mắt giống như là tinh thần sáng tỏ. Du cảnh chiến, giúp ta coi chừng Lý Dần, nếu có nguy hiểm, kịp thời cứu hắn. Khương Phàm phóng xuất du cảnh chiến, đón lấy thiếu niên áo trắng xa xa vọt tới. Bọn hắn làm sao thế? Mất lý trí sao? Du cảnh chiến nhìn hai người Lý Dần giết tới điên cuồng, khẽ nhíu mày. Tuy nhiên hai người Lý Dần lại hiện ra khí thế cường đại, còn có phi phàm võ pháp, để du cảnh chiến âm thầm mà khẩn trương. Hắn trong thanh đồng tiểu tháp đã cùng Lý Dần tiếp xúc qua, là cường giả chí tôn song thánh phẩm, quá mạnh. Lấy năng lực lục phẩm linh văn của hắn, trừ phi là liều mạng, nếu không sẽ rất khó nhúng tay cấp bậc chiến đấu như vậy. Nhưng Khương Phàm đã hắn mời ra, vậy thì hắn cũng sẽ không lùi bước, sẽ toàn lực ứng phó. Hơn 10 dặm bên ngoài, Khương Phàm đứng tại tán cây, đối mặt cùng thiếu niên áo trắng. Mặc dù đều rất lạ lẫm, nhưng khi nhìn thấy nhau một khắc này, đều cảm nhận được cảm giác quen thuộc không hiểu rõ, cũng từ đáy mắt của nhau thấy được chiến ý thiêu đốt. Ý thức của bọn hắn cũng hơi hoảng hốt. Cứ như thế giới xung quanh đều đang bị làm nhạt, từ từ biến mất. Cứ như toàn thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịp đập đại địa, đều có thể nghe rõ ràng, tinh thần biến thiên, vi diệu có thể sờ. Uy lực tự nhiên thần bí đang im ắng chảy xuôi, hư không thâm thúy ám lưu đang ẩn núp phun trào. Bọn hắn phảng phất dần dần siêu nhiên với thế giới, siêu thoát tại phàm trần. Giờ khắc này, bọn hắn đều giống như có cảm ngộ hoàn toàn mới đối với uy lực truyền thừa của riêng phần mình, lại như là cùng Sơn Hà tinh thần có tiếp xúc càng sâu. Bọn hắn ngắm nhìn lẫn nhau, giống như đã qua thật lâu, lại hình như ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, hai người đồng thời khôi phục tỉnh táo. Tại hạ Diệp Trục Thiên, xin lĩnh giáo Sơn Hà đại táng của Khương công tử. Nam tử cách rất xa, đưa tay chỉ Khương Phàm phía xa, một loại khí tức huyền diệu trong nháy mắt đã nở rộ, khuấy động núi sông rừng rậm, quét sạch không gian đại mạc. Tiên hạ thủ vi cường. Trong chớp mắt, tinh thần biến huyễn, kỳ quang bạo động, tràn ngập đất trời bao phủ tới Khương Phàm. Khương Phàm lập tức rời khỏi Sơn Hà rừng rậm, đặt mình vào tinh không mênh mông. Ước vạn tinh thần lấp lóe, sáng chói mê người, tinh hà mênh mông lao nhanh, xinh đẹp như một bức tranh. Oanh! Rầm rầm rầm. Số lượng lớn tinh thần đột nhiên dâng lên, rời khỏi tinh hà, nhanh chóng hoành hành. Bọn chúng có đủ loại kiểu dáng, lại đều mang theo năng lượng cuồn cuộn, kéo lấy cường quang, tiến lên đánh về phía Khương Phàm. Đây là uy thế cường đại của một loại thần linh giống như diệt thế,
càng là năng lượng mà dân chúng khó mà với tới. Hắc ám, giá lạnh, hư không đại bạo động. Mà trước mặt tinh thần đang kéo dài phóng đại, Khương Phàm lại nhỏ bé tựa như là sâu kiến, giống như ngay cả chỗ trống để phản kháng đều không có. Khương Phàm tu tập Sơn Hà Đại Táng, đương nhiên biết rõ loại thế công này đáng sợ như thế nào, đây là đang uy thế cường đại mà võ pháp bí thuật các loại ở cảnh giới bình thường đều tuyệt đối khó mà chống cự được. Chỉ có thể dùng Sơn Hà Đại Táng đối kháng. Thế nhưng, bây giờ hắn lại đặt mình vào tinh không, ngăn cách liên hệ cùng Sơn Hà, không cách nào vận dụng truyền thừa. Cho nên, Khương Phàm không chút do dự, quả quyết tỉnh lại thần nhãn. Huyết mạch nhanh chóng sôi trào, linh hồn chu tước kịch liệt gáy to, hắn không có hóa thân thành chu tước, nhưng lại hiện ra uy lực chu tước, nhất là chỗ xương cột sống ở thắt lưng, càng là chiếu rọi uy lực thần nhãn. Thần nhãn vặn vẹo, uy thế phun trào, mặt nạ nhượng bộ trong chớp mắt, cường quang màu máu ẩm vang bộc phát. Liên tiếp phản ứng tuy nhiên chỉ là ở giữ vài giây. Ánh sáng chói mắt, uy thế lạnh thấu xương cột ánh sáng màu máu nổ bắn ra tinh không, đánh nát hắc ám, vặn vẹo thâm không. Khương Phàm tuy là ở hình người, nhưng lại tràn ngập uy thế, ở xung quanh hóa thành chu tước uy nghiêm, vỗ cánh thét dài, thanh chấn tinh không. Một ngôi sao màu xanh lam to lớn vô biên đối diện bị xuyên thủng, lập tức dẫn phát tai nạn sụp đổ, từ diễn biến nội bộ, trùng kích ra bên ngoài, nhanh chóng khuấy động tinh không mênh mông, phảng phất vạn vật sinh linh đều muốn chôn vùi ở trước mặt hắn. A! À, Khương Phàm hét lớn, chu tước gáy to, thần nhãn dâng lên năng lượng quang trụ, theo đầu chuyển động cuồng dã quét ngang tinh không, liên tiếp vỡ nát 5 viên đại tinh, cũng cưỡng bức xé mở bức tranh mảnh tinh hà này. Ông! Cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt nghịch biến, trở lại rừng rậm. A! À, thiếu niên áo trắng kinh dị, vậy mà lại giết ra tới như thế này. Hắn là thú văn gì? Khương Phàm trở về thế giới thật sự trong chớp mắt, không chút khách khí mà đáp lễ lại. Sơn Hà ầm ầm, phạm vi 30 dặm đại địa mãnh liệt chập trùng, núi cao nhấp nhô, giang hà thay đổi tuyến đường, một uy thế cường đại giống như thượng thương kích thích Sơn Hà, cuồn cuộn rừng rậm. Khương Phàm, Diệp Trục Thiên, nhanh chóng chuyển rời đến ngoài mấy chục dặm, rời khỏi chiến trường của Lý Dân. Sơn Hà Na Di, là uy thế trước đó Khương Phàm đơn giản tưởng tượng qua, không nghĩ tới hôm nay lại thi triển ra thật. Mà từ nơi sâu xa, giống như có một loại ý thức cùng năng lượng đang thôi động hắn thi triển như vậy. Đây là thần tiên đánh nhau sao? Du cảnh chiến hãi nhiên quay người, khó có thể tin được mà nhìn Sơn Hà biến thiên kịch liệt. Khương Phàm bay lên không, chiến ý như lửa. Xung quanh tất cả đều là núi cao rừng rậm, hồ nước con sông. Đây là chiến trường của hắn, đây là lĩnh vực của hắn. Hắn như đã hóa thân thành núi sông, bay lên không, dẫn dắt khí tức Sơn Hà vô hình lại mênh mông mãnh liệt, như biển gầm trùng điệp, tiến lên đánh tới phía Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên nâng tay trưởng trời cao, hai tay mở ra. Một vòng ánh trăng hiển hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ phiêu miểu đến chân thực, to lớn vô biên, giống như là ánh trăng chân thực bị hắn tiếp dẫn từ thâm không vô tận đi qua. Ngân quang như nước, chiếu ánh đất trời, khí lạnh lạnh thấu xương, băng phong Sơn Hà. Diệp Trục Thiên đẩy mạnh hai tay, ánh trăng sau lưng trong chốc lát phun ra ngân huy vô biên vô tận, giống như là biển động, liên miên bất tuyệt, đối diện đụng chạm ấy uy lực Sơn Hà của Khương Phàm. Ầm ầm, một trận bạo động kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm quét sạch núi sông, đất trời phấp phới. Núi cao sụp đổ, rừng rậm bị chôn vùi, cuồng phong vô tận tàn phá hơn 10 dặm. Tràng diện rung động tuyệt luân. Khương Phàm nhanh chóng xông vào địa tầng, ý thức chìm nổi, cảm ứng năng lượng, hắn cùng đại địa chi mẫu hình thành cộng minh. Lần này rõ ràng so với trước đó càng nhanh càng quả quyết. Hắn như đang nhận lấy pháp chỉ của đại địa chi mẫu, pháp lệnh tinh chuẩn hơn 30 dặm trong Sơn Hà. Địa tầng nặng nề, khoáng mạch cứng cỏi, thảm thực vật tươi tốt, còn có hồ nước trên mặt đất, cùng dung nham dưới tầng sâu, toàn bộ đều đặt vào khống chế. Khương Phàm không để ý đau đớn, cường thế chấn vỡ vụn hai tay, lấy máu tươi, xương thịt, huyết tế Sơn Hà, tỉnh lại pháp chỉ. Sơn Hà đại táng, toàn diện bộc phát. Diệp Trục Thiên nhìn thấy Khương Phàm ẩn vào địa tầng, liền biết đối phương đang muốn phóng thích năng lượng cực hạn. Hắn nghiêm túc, toàn thân càng phun trào nhiệt huyết, vừa khẩn trương lại càng chờ mong lĩnh giáo năng lượng của Sơn Hà đại táng, nhìn xem Khương Phàm diễn biến có thể thi triển đến trình độ nào. Cho nên
Ý thức hắn nhanh chóng giao hòa cùng thâm không, tiếp dẫn minh mông pháp chỉ, sau đó vỡ vụn hai tay, mặc cho máu tươi phun ra, ngừng tụ huyết chú phủ trận giữa không trung. Một mảnh rộng lớn tinh không nhanh chóng hiển hiện, có tinh hà lao nhanh, đầy sao lấp lánh, có trăng sáng nhô lên cao, ngân quang như nước, mà ở mặt đối diện khác thì là mặt trời đang nhô lên. Thái cực lưỡng nghi, M dương tương đối. Một mảnh tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt rơi xuống tai nạn, cũng tại thời khắc này tràn ngập đất trời giáng lâm. Một người đại biểu thiên khung, một cái đại biểu đại địa, hai loại tai nạn chiều cường trên dưới đối kích, bạo động kinh khủng khuấy động sơn hà, liên miên bất tuyệt. Đây cũng không phải là đối kháng năng lượng, mà là một loại pháp tắc cấm kỵ va chạm, một loại đối kháng thần uy không cách nào nói rõ, phạm vi ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được. Trong một nháy mắt, năng lượng bạo động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, kéo qua đại địa, trùng kích bầu trời. Hơn 10 dặm núi cao hóa thành bụi mù, hà triều nhanh chóng khô kiệt, rừng rậm im ắng bị chôn vùi, toàn bộ mây mù trên không trung tán loạn vô hình. Lý Phong và Lý Dần đang chém giết nơi xa đều bị vô tình tung bay ra ngoài, nhận lấy trùng kích to lớn, nhưng không có ảnh hưởng đến ý thức điên cuồng của bọn hắn cứ lại giữ tợn va vào nhau. Du Cảnh Chiến lại bị chấn kinh thật sâu, đây chính là thực lực của Khương Phàm. Đây chính là thiên phẩm chiến đấu sao? Rõ ràng đã vượt qua cực hạn có khả năng tưởng tượng của hắn. Hỗn loạn nơi đầu nguồn, kỳ quang cuồn cuộn, năng lượng tàn phá khắp nơi, thiên địa hắc ám. Khương Phàm chống đỡ suy yếu, khởi động tiểu niết bàn thuật, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, ngắm nhìn Diệp Trục Thiên ở không trung. Diệp Trục Thiên cũng dùng bí thuật của mình, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, quan sát Khương Phàm ở phía dưới. Hai người đều rất bất ngờ. Trong ấn tượng của Khương Phàm, chư thiên lục táng đại biểu cho 6 loại lĩnh vực khác biệt, trong lĩnh vực riêng phần mình đều là tồn tại mạnh nhất, coi như đối kháng lẫn nhau, thì thế lực cũng ngang nhau, thế nhưng, hắn lại cảm nhận được chênh lệch. Bất luận là trực tiếp va chạm, còn có diễn biến lực lượng, đều tồn tại chênh lệch. Mà trong suy đoán của Diệp Trục Thiên, nhật nguyệt tinh thần đại biểu cho lực lượng táng diệt cực hạn, mạnh hơn sơn hà đại táng, thiên địa đại táng, mà hắn lại đến từ thần miếu, bất luận là hoàn cảnh lớn lên, hay là thể chất lẫn linh hồn, đều hẳn là mạnh hơn Khương Phàm lớn lên một cách hoang dã như thế. Thế nhưng thực lực mà Khương Phàm cho thấy, để hắn vô cùng ngoài ý muốn, hắn vậy mà lại không có hình thành tính áp đảo chênh lệch. Hai người rằng co ngắn ngủi, đều kích thích lên chiến ý mãnh liệt. Hoặc là có loại ý thức vô hình lại mãnh liệt, đang thôi động bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Thái Dương Hắc Diệu. Sau lưng Diệp Trục Thiên đột nhiên xuất hiện mặt trời to lớn, cũng là cùng ánh trăng, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ mông lung đến chân thực, cường quang tiếp tục tăng vọt, rọi khắp nơi trên mảnh đất trời này, xua tan hắc ám vô biên. Phảng phất đêm tối bỗng nhiên bước vào ban ngày. Nhiệt độ ánh sáng Thái Dương cực cao, chí cương chí dương, như muốn sơn hà vô tận đều biến thành hoang mạc. Mà phần uy thế cường đại này, thậm chí còn xuyên thấu qua bình chướng của Thanh Đồng Tiểu Tháp, trực tiếp truyền đến tầng thứ ba, ảnh hưởng đến tặc điểu đang tu luyện bên trong. Thái Dương Đồ Đằng giống như nếu không bị khống chế thì đã rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp rồi. Mà, tặc điểu bừng tỉnh, nó có loại cảm giác muốn triều bái kỳ diệu. Mặt trời bạo động, uy lực hắc diệu bộc phát, giống như một cái lỗ đen khủng bố nhanh chóng hoành hành, phá hủy hết thảy mọi thứ trước mặt, thôn tính tiêu diệt tất cả ở xung quanh. Khương Phàm đang muốn thay đổi các nơi sơn hà, điều động đến đây ngăn cản. Thế nhưng, ý thức đột nhiên hơi động một chút, một lần nữa về tới không gian mênh mông linh động. Mê vụ vẫn luôn một mực đến nay đều phiêu miểu mơ hồ, như xa xôi vô biên, lại như gần ngay trước mắt, bấy giờ lại đột nhiên rõ ràng lên. Sâu trong mê vụ như có xúc tu vô hình đang duỗi tới. Khương Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến. Một loại cảm giác chân thực không cách nào nói rõ. Ấm áp, nặng nề, mênh mông, thâm thúy. Khi Khương Phàm nếm thử nắm chặt, vậy mà lại thật sự cầm một thứ gì đó. Giờ khắc này, Khương Phàm ý thức bỗng nhiên khôi phục tỉnh táo, trong tay có thêm một cái ấn ký kỳ diệu, hắn không chút do dự, nhảy vọt lên, một tay đánh về phía trước. Trong chớp mắt, phế tích đại địa oanh minh kịch liệt, không chỉ có mảnh rừng núi này, cũng không phải vùng núi này, càng giống là mấy vạn dặm. Mười mấy vạn dặm địa tầng đều xuất hiện rung chuyển yếu ớt. Giống như là đại địa mẫu khí đang gào thét kịch liệt. Một loại uy thế cường đại hùng hậu đến cực hạn, cứ như đều muốn đè sập Khương Phàm, từ lòng bàn tay đột nhiên bộc phát,
tuôn ra ngoài, đối diện đánh tới lỗ đen kia. Giờ khắc này, Khương Phàm đột nhiên có loại đốn ngộ mãnh liệt lại trực tiếp. Chư thiên lục táng đúng là năng lượng cực hạn của từng cái lĩnh vực, mà không phân mạnh yếu. Mặc dù nhật nguyệt tinh thần nhìn cao hơn Sơn Hà Đại Táng, nhưng coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là đang mượn dẫn lực lượng, là diễn biến lực lượng, mà Sơn Hà thì là thật sự sự thật tồn tại, có thể trực tiếp cảm ngộ, có thể toàn diện lợi dụng. Luyện đến cực hạn, Cửu Châu Thập Tam Hải đều là hậu thuẫn của hắn. Ầm ầm, hai loại năng lượng cường đại đối kháng lẫn nhau, dẫn phát dung chuyển kinh khủng. Có thể là lực lượng cùng thuộc giữa lục táng kích thích, thực lực mà hôm nay bọn hắn đã hiện ra đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng là quyết đấu giữa bọn hắn, nhưng lại càng giống như bản thân hai nguồn năng lượng cùng hiện ra đối kháng. Bọn hắn dâng cao chiến ý, bọn hắn sôi trào nhiệt huyết. Bọn hắn càng kích động. Chiến đấu như vậy, lại có thể kích thích cảm ngộ truyền thừa chiều sâu riêng phần mình của bọn hắn. Chiến! Khương Phàm, Diệp Trục Thiên, đồng thời hô to, ánh mắt lấp lóe, năng lượng bộc phát, giết tới phía nhau. Nhưng, ý thức bọn hắn cũng hơi khẽ động, chú ý tới nơi xa đang có rất nhiều thân ảnh đang tới nơi này gần. Hẳn là do bọn hắn va chạm quá mãnh liệt, đã đưa tới chú ý. Cũng có thể là người bên cạnh Lý Phong, Diệp Trục Thiên đuổi tới. Hai người khẽ chau mày, thầm nghĩ thật tiếc nuối, quả quyết tản ra bí thuật, lui đến trong phế tích. Sau này còn gặp lại. Khương Phàm quay người phóng tới phía Lý Dần nơi đó, muốn mạnh mẽ bắt lấy Lý Phong, mang về cho Lý Dần dung hợp. Nhưng, khi hắn đuổi tới chiến trường, nơi đó đột nhiên lấp lóe tinh quang, Diệp Trục Thiên giống như vượt qua không gian giáng lâm đến nơi này. Diệp Trục Thiên huy động hai tay, chỉ về phía trước, chín viên đại tinh nhanh chóng xoay tròn, vần quanh đi qua phía bọn hắn, muốn mạnh mẽ di chuyển. Việc này không liên quan gì tới ngươi. Mắt phải Khương Phàm đang mở hí, thần quang bắn tung tóe, khí tức huyết mạch sôi trào lên uy lực chu tước, nổ bắn ra không gian, trong nháy mắt vỡ nát hai viên đại tinh, phá pháp trận di chuyển kia. Cùng lúc đó, sợi xiềng xích xông ra thanh đồng tiểu tháp, nhanh chóng quấn về Lý Dần cùng Du Cảnh Chiến. Lần đầu gặp mặt, để cho ngươi tưởng niệm, người, ta mang đi. Diệp Trục Thiên khống chế tinh thần tàn phá ầm vang giáng lâm, tinh quang vô tận vặn vẹo không gian, cưỡng ép di chuyển bọn người Lý Dần. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, xiềng xích màu đen cuốn lấy Lý Dần đã giết máu thịt be bét, Du Cảnh Chiến cũng chủ động đón lấy xiềng xích. Xoạt giòn vang, xiềng xích màu đen cuốn lấy hai người, cưỡng bức từ bên trong tinh quang tránh thoát trở về, thu hồi vào thanh đồng tiểu tháp. Ha ha, tiểu tử trên người ngươi cũng không phải ít. Hôm nay xem như biết nhau, hôm nào ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Diệp Trục Thiên bay lên không rời khỏi, tuy nhiên không có chiếm lấy Lý Phong, mà là thay đổi tinh không, chuyển rời hắn đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau đó không gian xung quanh hình thành lỗ đen, nuốt hết hắn, rời khỏi rừng rậm. Vẻ mặt Khương Phàm có chút nghiêm trọng, đây cũng là từ khi xuất đạo đến nay, gặp phải đối thủ mạnh nhất. Diệp Trục Thiên. Khương Phàm mặc niệm lấy tên thiếu niên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sau đó không lâu, Tề trưởng lão của cửa hàng Thanh Bình đi đến gần đó, tìm được Lý Phong máu thịt be bét, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ở nơi xa xôi, Diệp Trục Thiên rời khỏi lỗ đen, đi vào trong vùng hoang dã. Nam tử làm bạn trước đó từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Vì sao ngươi lại hành động một mình, nơi đó xảy ra chuyện gì? Phát hiện một người có ý tứ, chúng ta trở về đi. Diệp Trục Thiên không có nhiều lời. Phủ thêm áo khoác màu trắng, đi đến bá vương chiến quốc. Hai loại bí thuật đối kháng, dẫn phát pháp tắc thế giới dung chuyển. Thương huyền cùng với đại lục cùng hải vực khác, người có được năng lượng cùng loại, đều xuất hiện trình độ cảm ứng khác biệt. Khoảng cách quá xa xôi, cảm nhận rất yếu ớt, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng, tại cách bọn họ bên ngoài 10 vạn dặm, trong một rừng mưa thâm thúy, có người lại cảm nhận được. Cảm giác thật là kỳ quái. Một người tướng mạo bình thường, dáng người to béo, ngồi bên cạnh đống lửa trại, nhíu mày cảm ứng. Chỉ là, tiểu mập mạp cảm nhận một hồi, đang muốn đứng dậy nhìn ra xa, lại phát hiện loại cảm giác này đã biến mất. Là ta ảo giác sao? Ai, gần đây luôn luôn suy nghĩ lung tung. Tiểu mập mạp bĩu môi, tiếp tục lật tới lật lui miếng thịt trên đống lửa trại. Lúc này, một con mãnh hổ đen kịt xuất hiện trong bụi cỏ,
tiếp cận tiểu mập mạp sau có chút cúi người xuống, tụ hai cánh lại, lộ ra răng nanh bén nhọn. Tiểu mập mạp đã nhận ra mãnh hổ, lại nhún nhún vai không hề động. Giống. Mãnh hổ đột nhiên bạo khởi, móng vuốt chợt vỗ mặt đất, nhào tới phía tiểu mập mạp, miệng to như chậu máu hung hăng cắn. Răng rắc. Răng nanh khép kín, lại vỡ nát tại chỗ. Mãnh hổ ngao thảm thiết, kinh sợ lui vài chục bước, khó có thể tin được mà nhìn đầu tiểu mập mạp. Cứng như vậy sao? Trên trán mãnh hổ mở ra con mắt thứ ba, hắc khí cuồn cuộn, tà quang bộc phát, đánh tới phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tùy tiện đưa tay, một phát bắt được tà quang. Tà quang không có đánh xuyên bàn tay, ngược lại là bị đè ép cưỡng ép chuyển hướng, quét ngang rừng rậm, chém đầu mãnh hổ. Thi thể mãnh hổ không đầu nằm rạp trên mặt đất, không có khí tức. Rừng rậm càng an tĩnh, vô số mãnh thú cường hãn đều ẩn núp ở gần đó, run lẩy bẩy, trong lòng đau thương. Ai tới cứu chúng nó với? Tai tinh này đều ở nơi này ở hơn nửa năm, mỗi ngày đuổi theo bọn hắn gặm thịt ăn. Giết lại giết không chết. Chết rồi sống lại. Sống lại còn mạnh hơn. Các ngươi đó, liền không thể đổi ai lợi hại hơn sao? Tiểu mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, hẳn là sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì tiểu mập mạp này lại là cái tên liều chết bảo hộ, Linh Lung Tâm, ban đầu hắn ở bên trong ôn tuyển tiên cảnh tại Vương quốc Hắc Ám gặp phải kia, cổ tác nhân. Thời điểm Khương Phàm trở lại Hung Linh Hầu Phủ, đã là sáng sớm. Sư phụ, ngài còn hiểu hơn bao nhiêu đối với chư thiên lục táng. Khương Phàm ngồi bên trong thạch đình ở sân nhỏ, hồi tưởng đến tràng cảnh chiến đấu trong đêm khuya, còn có phản ứng vi diệu cùng đại địa mẫu khi lúc ấy. Đan Hoàng trầm mặc một lát, sau đó lại nói với Khương Phàm. Chư thiên lục táng là lực lượng hủy diệt do hệ thống bản thân thế giới thai nghén. Tam đại táng phía trước thuộc về hệ thống hủy diệt của bản chất thế giới, theo thứ tự là tầng sâu đại địa, trung tầng không gian, ngoại tầng nhật nguyệt tinh thần. Tam đại táng phía sau thuộc về thế giới diễn biến hủy diệt sinh mệnh, theo thứ tự là chúng sinh trầm luân, vạn vật luân hồi, trấn áp chư thiên thần ma. Tại giai đoạn trước, khả năng bởi vì chủ nhân lĩnh ngộ khác nhau, vị trí hoàn cảnh khác nhau cùng với các loại nguyên nhân khách quan, tạm thời tồn tại mạnh yếu cũng khác. Nhưng đã đến hậu kỳ, sau khi lục đại táng diệt pháp tắc đạt tới cực hạn, liền khó phân cao thấp. Chư thiên lục táng phân biệt thuộc về 6 người khác nhau. Khương Phàm liền biết sư phụ khẳng định sẽ biết một chút gì đó. Không sai. 6 người, 6 táng diệt truyền thừa. Khương Phàm khẽ nói, vẻ mặt phức tạp. Thì ra trên đời còn có 5 người có được năng lượng truyền thừa giống như hắn. Năng lượng cường hãn đến khủng bố như vậy, thậm chí còn vượt qua phạm trù linh văn ảnh hưởng, ở tương lai bọn hắn cũng nhất định sẽ vượt lên trên chúng sinh. Sơn Hà Đại Táng, Thiên Địa Đại Táng, Nhật Nguyệt Đại Táng, Tinh Thần Đại Táng, Chúng Sinh Đại Táng, Luân Hồi Đại Táng, Trấn Áp Chư Thiên Thần Ma. Sự xuất hiện của bọn nó, tất nhiên sẽ làm cho cách cục cả thế giới sinh ra trùng kích mới. Loại trùng kích này cũng có thể là ảnh hưởng đến việc hắn quật khởi thần triều tái thế. Khương Phàm đột nhiên hiện ra xúc động mãnh liệt, muốn cùng những cường giả kia giao thủ, muốn cùng những cái lực lượng kinh khủng kia đối kháng. Đan Hoàng tiếp tục nói. Nguyên nhân căn bản mà chư thiên lục táng xuất hiện là thế giới cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, tiến tới sinh sôi đi ra lực lượng mai táng. Mặc dù là mai táng, nhưng phương hướng phát triển hậu kỳ sẽ xuất hiện hai thái cực. Một cái cực đoan là bọn chúng muốn kích phát lực lượng hủy diệt toàn thế giới, đi đối kháng loại uy hiếp mãnh liệt kia, tương đương với liều chết phản kích. Cái cực đoan thứ hai là chân hủy diệt chính bản thân. Dùng tự sát, tránh loại uy hiếp kia, sau đó từ trong phế tích vô tận ngưng tụ ra tân sinh. Cho nên muốn chân chính đối kháng tai nạn, chư thiên lục táng đến cuối cùng nhất định phải liên hợp lại, cũng nhất định phải thống nhất tư tưởng, nếu không, nếu như năng lượng mạnh hơn năm bè bảy mảng đều không có chút ý nghĩa nào. Liên hợp, là giống như đại hoang tù thiên trận sao? Có thể là như thế. Có thể, còn có thể không được sao? Người được thế giới chọn, tên là thiên tuyển chi tử, người được trời chọn. Bọn hắn đều là do bản thân thế giới thôi diễn đi ra, tại vấn đề đối ứng với nhau càng thích hợp tiếp nhận loại năng lực này, càng thích hợp gánh chịu sứ mệnh này. Nhưng cái gì? Người như vậy mặc kệ lúc bắt đầu có bối cảnh như thế nào, tâm tính như thế nào, thực lực hay mạnh yếu,
sau này đều sẽ bởi vì đạt được lực lượng cường đại mà tự ngạo cực độ. Thời điểm thế giới bản thân ban đầu thôi diễn để chọn mục tiêu, chỉ là cảm giác người như vậy phù hợp với điều kiện, nhưng sau khi thiên tuyển chi tử khi lấy được lực lượng, lại bởi vì các nguyên nhân bên ngoài mà sinh ra ý nghĩ của riêng mình, ví dụ như điều động năng lượng liên thủ ứng đối cường địch, hay là trực tiếp hủy diệt tân sinh mà thế giới thai nghén. Những ý nghĩ này là không cách nào trở thành chúa tể của thế giới. Sư phụ, ngài muốn nói cái gì? Muốn 6 vị thiên tuyển chi tử của chư thiên lục táng phối hợp lẫn nhau. Đó là không thể nào, coi như mặt ngoài phối hợp, thời điểm thật sự đứng trước uy hiếp, cũng sẽ xuất hiện khác nhau. Cho nên sẽ xuất hiện một sự thật tàn khốc, 6 vị thiên tuyển chi tử từ lúc bắt đầu sẽ chỉ trầm mê ở năng lượng của riêng mình, toàn thân toàn ý nghiên cứu cùng trưởng thành, nhưng sau đó rất có thể sẽ bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà có được một bí mật, các ngươi có thể nuốt lẫn nhau. Nuốt. Khương Phàm cau chặt lông mày, đột nhiên đã hiểu mục đích của Diệp Trục Thiên. Không giống với Lý Dần, ở giữa 6 vị thiên tuyển chi tử các ngươi sau khi có thể chiến thắng lẫn nhau, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng của đối phương. Khương Phàm lại hồi tưởng lại cảm nhận kỳ diệu lúc đêm khuya, trách không được đại địa mẫu khí sẽ chủ động trợ giúp hắn, thì ra là phát giác được uy hiếp nên chủ động phản kích. Vào thời khắc ấy, hắn và Diệp Trục Thiên càng giống là vũ khí, bị hai ngoại lực lượng hủy diệt thao túng tiến hành phản kích. Chư thiên lục táng, so với ta mong muốn còn mạnh hơn, cũng càng thâm ảo. Trước kia Khương Phàm chỉ đơn giản cho rằng Sơn Hà Đại Táng chính là hủy diệt Sơn Hà, dẫn phát lực lượng, hoặc là diễn biến ra hủy diệt, phóng thích năng lượng. Nhưng một đêm này, hắn vậy mà lại có thể mượn dùng lực lượng bên trong đại địa mẫu khí. Mà phương thức Diệp Trục Thiên diễn biến, cũng cho hắn xúc động cực lớn. Lúc trước tinh lực của hắn chủ yếu đều đặt ở trên truyền thừa Chu Tước, không để ý đến Sơn Hà Đại Táng. Xem ra sau này phải nhiều hơn nghiên cứu. Hoặc là, liên hợp Sơn Hà Đại Táng cùng Chu Tước truyền thừa. Sở dĩ Sơn Hà Đại Táng chọn hắn, ngoại trừ phương thức hắn trùng sinh là thai nghén trong lòng đất ra, rất có thể còn có liên quan tới bí mật khác với hắn. Khương Phàm lâm vào trầm tư. Chu Tước truyền thừa, Sơn Hà Đại Táng, không thể nghi ngờ là lực lượng cùng bí mật mạnh nhất của hắn bây giờ. Nếu như đơn độc tu luyện, vô cùng liên lụy tinh lực, cũng rất khó để phát triển, dù sao hắn còn cũng phải nghiên cứu đan thuật. Có thể để hai loại lực lượng này hỗn hợp cùng một chỗ hay không? Cứ như vậy, liền có thể cùng tu luyện, đồng thời diễn biến lẫn nhau, đẩy mạnh lẫn nhau. Đan Hoàng cũng lâm vào trầm mặc. Xuất hiện truyền thừa Nhật Nguyệt tinh thần táng diệt, vậy những cái khác hẳn là cũng đã xuất hiện. Ngoại trừ chư thiên lục táng, còn có vĩnh hằng lục đạo. 12 loại lực lượng truyền thừa, 12 loại pháp tắc diễn biến. Thế giới này đã bắt đầu thức tỉnh, cũng mang ý nghĩa uy hiếp thật sự sắp giáng lâm. Hắn, chỉ sợ phải lần nữa làm bạn với Khương Phàm, nghênh đón kiếp nạn tận thế. Không biết vì sao, lần này Đan Hoàng cảm giác mình giống như không có đụng vào mãnh liệt như trước đó nữa. Mặc dù vẫn rất khó đối mặt, không nguyện ý lại trải qua tuyệt vọng, thế nhưng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Số mệnh đã chọn, sứ mệnh giáng lâm, hắn đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bước về phía trước. Lão bằng hữu, người quan sát đã đủ lâu, còn không có tiếp nhận hiện thực sao? Linh hồn Đan Hoàng ung dung khuếch tán trong thân thể Khương Phàm, không làm kinh động Khương Phàm, mà là thẩm thấu đến khí hải, hô hoán tản đao đang yên lặng. Chư thiên lục táng lại thức tỉnh. Linh hồn hùng hồn uy nghiêm trong tản đao, so với trước đó lại trầm thấp hơn rất nhiều. Đúng vậy, chư thiên lục táng, trước mắt chỉ ở Thương Huyền đã phát hiện hai cái, mang ý nghĩa còn có càng nhiều đã thức tỉnh. Chư thiên lục táng, kiểu gì cũng sẽ nương theo vĩnh hằng lục đạo. Bọn chúng cũng hẳn là đã thức tỉnh rồi. Ngươi, đã làm ra quyết định kỹ càng rồi chưa? Tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng hắn bị ràng buộc quá nhiều. Chính là bởi vì có ràng buộc, mới có thể không sợ hãi. Chính là bởi vì hắn đã từng chết qua một lần, mới không cho phép thất bại lần nữa. Ngươi muốn nói rõ với hắn sao? Hắn chịu đựng nổi sao? Chạm đến là thôi liền có thể. Mục tiêu chủ yếu bây giờ của hắn vẫn là báo thù. Là muốn tái tạo vạn thế thần triều. Nếu quả như thật có thể thành công, cũng có thể ngưng tụ khí vận Thương Huyền, mở ra Thương Huyền tổ địa huyền bí. Thương Huyền tổ địa, linh hồn trong tàn đao mặc niệm lấy cái tên sâu trong ký ức kia. Ngươi và ta, thời gian qua đi đã 30.000 năm, đoàn tụ ở nơi đây, hẳn là chỉ dẫn từ nơi sâu xa.
Mặc kệ ngươi và ta có bao nhiêu không cam lòng, mâu thuẫn, bàng hoàng, đều phải làm ra quyết định. Thời gian, đã không nhiều lắm. Linh hồn trong tàn đao trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, lại bình tĩnh lại. Chư thần hoàng hôn, kiếp nạn tận thế. Ông trời ơi, chúc phúc chúng ta đi. Đan hoàng khẽ nói thăm thẳm, cũng bình tĩnh lại. Sư phụ, ta làm sao thế? Lý Dần thức tỉnh, mệt mỏi ngồi tại đỉnh núi tầng thứ ba, toàn thân chồng chất vết thương, đầu hỗn loạn lại nhói nhói. Hắn vô cùng khó chịu, giống như từ đầu khớp xương tản mát ra suy yếu, từ linh hồn lan tràn ra đau đớn. Ta vốn không muốn lộ ra sớm với ngươi như vậy, cũng không biết sau khi nói ra, sẽ xuất hiện hậu quả gì. Khương Phàm chuyển ý thức vào giữa rừng núi ở tầng thứ ba, ngưng tụ thành hư ảnh mơ hồ. Hắn nhìn Lý Dần đau đớn mệt mỏi, vẫn còn có chút do dự. Ta muốn biết, nói cho ta biết đi. Lý Dần ngẩng đầu, trong mắt bò đầy tơ máu. Chuẩn bị sẵn sàng, bí mật này liên quan đến thân phận thật của ngươi, cùng ngươi. Rốt cuộc là một dạng tồn tại gì? Ta không rõ ý của ngài. Lý Dần nghe được thì hồ đồ, sao lại gọi là ta là dạng tồn tại gì? Ta là người mà, là người sống sờ sờ cơ mà. Lần đầu tiên gặp được ngươi là tại Thánh Địa, ngươi còn nhớ chứ? Khương Phàm bắt đầu nói cho Lý Dần quá trình bọn hắn gặp nhau, linh văn của Lý Dần xuất hiện, cùng suy đoán về bất tử điểu, cũng nói về tình huống của Lý Tịch ở Cổ Hoa, cùng chuyện bọn hắn gặp nhau cùng dung hợp tại Vương quốc Hắc Ám. Cuối cùng nói đến nam tử gặp phải đêm nay, Lý Phong. Cho nên ta có một loại phỏng đoán nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Tại mười mấy năm trước, có thế lực nào đó, hoặc là người nào đó, ở Thương Huyền Đại Lục bí mật buông xuống 3, 5 cái phân thân. Những phân thân này sẽ chủ động đi theo đến một ít bên cạnh Thánh Văn, phục chế bọn linh văn của hắn, phục chế tính cách của bọn hắn, phục chế hành vi cử chỉ của bọn hắn, sau đó dung nhập bên cạnh người kia, tu luyện võ pháp mà người đó tu luyện. Tình huống bình thường mà nói, trăm vạn dặm sơn hà ở Thương Huyền Đại Lục, các ngươi giải rác 3, 5 người, khoảng cách giữa nhau đều là mấy chục vạn dặm, đều là sinh sống trưởng thành trong thế giới của riêng phần mình. Sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không gây nên hoài nghi, càng sẽ không bị người phát hiện bí mật. Sau đó chờ đợi một ngày nào đó, chủ nhân có triệu hoán, các ngươi sẽ bí mật rời khỏi, trở lại bên cạnh hắn, dung nhập thân thể của hắn, linh văn phỏng chế cùng võ pháp tu luyện những năm này của các ngươi, toàn bộ đều phản hồi cho hắn. Nhưng, nếu như hai phân thân nào đó bởi vì trong tình huống ngoài ý muốn mà gặp qua nhau liền sẽ tạm thời mất đi ý thức, nổi điên phát cuồng, chém giết giống như dã thú, thắng lợi thì sẽ nuốt kẻ thất bại cái kia, cũng đạt được linh văn của cùng võ pháp hắn tu luyện. Tựa như trước đây ngươi đột nhiên nhiều thêm một thiên dương kiếm văn, cùng một ít võ pháp đặc thù, cũng là bởi vì lúc ngươi ở Vương quốc Hắc Ám đã dung hợp lý tịch của Cổ Hoa. Đêm nay ngươi lại mất khống chế, cũng là bởi vì đã cùng phân thân thứ ba gặp nhau. Tuy nhiên, linh văn của phân thân này rất đặc thù, là thái M cực diễm, đối với hỏa hệ linh văn có năng lực khắc chế tự nhiên. Hắn tu luyện bí thuật đại mạc, cũng có thể áp chế một ít lực lượng huyết mạch, ví dụ như thú linh văn. Cho nên, mặc dù hắn chỉ có một linh văn, ngươi có hai linh văn, nhưng vẫn chế trụ được ngươi. Lý Dần ngây dại, nhìn sư phụ mơ hồ trước mặt mình, thất thần thật lâu. Ta, là phân thân. Ta, là vật chứa. Ta, không phải ta. Ta là đang vì người khác mà sống. Sư phụ là đang biên cố sự sao? Làm sao ta có thể không phải là ta được? Làm sao ta có thể chỉ là một vật chứa? Khương Phàm nhìn Lý Dần hoảng hốt, âm thầm lắc đầu. Loại chuyện này rơi vào trên thân ai, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Tất cả kinh lịch, tất cả cố gắng cũng là vì tế hiến sau cùng. Tất cả tình cảm, cái gọi là người yêu, cuối cùng đều giống như một giấc mộng. Nếu như thời điểm giữa phân thân gặp nhau sẽ liền mất đi ý thức, điên cuồng chém giết, như vậy, thời điểm, chân thân, giáng lâm, phân thân cũng có thể sẽ đột nhiên mất đi ý thức. Không có chút lực phản kháng nào mà chủ động đi qua, kính dâng mình. Đối với phân thân mà nói, hết thảy đều im bặt mà dừng, tất cả đều tương đương với tan thành mây khói. Thật lâu, Lý Dần giật mình một cái bừng tỉnh, toàn thân nổi lên ý lạnh thấu xương, trong ánh mắt lắc lư, bất chợt chảy xuống huyết lệ sợ hãi. Sư phụ, đây đều là thật. Đây mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng cách chân tướng hẳn là rất gần. Ta thậm chí còn hoài nghi, đại lục khác, hải vực khác, cũng sẽ có phân thân như thế này.
nếu Khương Phàm đã quyết định nói rõ toàn bộ mọi chuyện với Lý Dần liền sẽ không có giấu giếm gì nữa. Lý Dần chán nản, ngơ ngác ngồi tại đỉnh núi. Bờ môi ngẫu nhiên động mấy lần, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng đều không nói ra miệng được. Nếu chân thân của ngươi có thể bí mật bố trí như thế này, cướp đoạt thánh văn cùng võ pháp thiên hạ, hẳn là đến từ một hoàng đạo nào đó, chỉ là ta tạm thời đoán không được là hoàng đạo nào. Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm chưa bao giờ gặp qua bí thuật nào tà ác như thế này, bao gồm cả tám đế quân kia. Cho nên, khả năng nhất là có ai đó đột nhiên đạt được một loại lực lượng truyền thừa cổ xưa nào đó, cũng có thể là một loại linh văn đột nhiên biến dị nào đó. Sư phụ, ta sống còn quan trọng sao? Lý Dần thì thào khẽ nói. Đương nhiên phải sống, còn phải sống thật tốt. Ta nói bí mật cho ngươi, không phải muốn ngươi chán trường, là muốn để cho ngươi làm chút chuẩn bị. Mạng của ngươi là do ngươi quyết định, không do trời. Coi như vận mệnh đã định, sư phụ cũng sẽ cùng ngươi nghịch thiên mà đi, chống lại tất cả. Thế nhưng, không có cái gì là không thể cả, ngươi có ta đây. Ngươi biết thân phận của ta có thể bảo vệ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần từ đầu đến cuối ở lại bên cạnh ta, bất kỳ vấn đề gì, ta đều có thể sớm phát hiện. Về phần cái gọi là chân thân kia, chẳng cần biết hắn là ai, có bối cảnh lai lịch gì, nếu như tới tìm ngươi, thì phải bước qua cửa sư phụ trước. Lý Dần nhìn vẻ mặt Khương Phàm kiên định, trong lòng chảy qua dòng nước ấm, con mắt lại lần nữa ướt át. Sư phụ, ngài gánh vác sứ mệnh đã rất nặng, vì ta, đắc tội một hoàng đạo, đáng sao? Khương Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta là sư phụ ngươi, cái này đã đủ. Lý Dần nhúc nhích bờ môi, nước mắt trượt xuống hốc mắt ướt át, hắn đứng dậy, quỳ xuống trước Khương Phàm, nói một câu thật sâu. Sư phụ, đừng như vậy, cái ngày mà ta chấp nhận ngươi đó thì ta đã chấp nhận hết thảy mọi thứ về ngươi. Hãy cố gắng sống tốt, vì bản thân ngươi, cũng là vì Hứa Đan. Không phải ngươi đã nói sao, muốn đi Chí Tôn Kim Thành cưới nàng. Nàng còn đang chờ ngươi đây. Lý Dần đứng dậy, lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị săn giết Lý Phong. Nếu như ngươi có thể có được linh văn của hắn, rất có thể sẽ xông vào thiên phẩm, nhất là thái em mờ cực diễm, cũng có thể để cho ngươi như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Không phải ngài nói hắn khắc chế ta sao? Ngài muốn giúp ta khống chế hắn. Ta không rõ ràng quá trình dung hợp của các ngươi phải chăng là có bí ẩn gì. Vì đề phòng chẳng may, vẫn là do chính ngươi ra tay, trực tiếp đi săn giết hắn. Ta nên làm như thế nào? Đến lúc đó không có ý thức, hẳn là rất khó dùng chiến thuật. Đừng quên nơi này còn có một nhị hoàng tử cổ hoa. Hắn có gì để có thể lợi dụng? Tiểu quang thánh thuật của hoàng phủ gia là do hoàng thất tặng cho. Hắn làm nhị hoàng tử của hoàng thất, hẳn là có nguyên bộ võ pháp. Nếu như ngươi lựa chọn chiến đấu tại ban ngày, có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, triệt tiêu thái M cực diễm của hắn đối với trình độ khắc chế yêu hỏa của ngươi. Khương Phàm rời khỏi đình viện, chuẩn bị đến trong địa lao hung linh hầu phủ bái phỏng nhị hoàng tử, thế nhưng đi không bao lâu, bỗng nhiên đã nhận ra cảm giác kỳ diệu. Rất mãnh liệt, rất quen thuộc. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn phía hầu phủ sâu trong. Hắn, tới. Hắn đi thẳng tới hung linh hầu phủ. Lúc này, người của Triệu Thế Hùng đứng đầy bên ngoài đình viện. Triệu Thế Kinh cũng trình diện, rất nhiều nhân vật quan trọng của hầu phủ cũng đều vây quanh ở nơi này, mà toàn bộ đều thay đổi cao ngạo lạnh nhạt thường ngày, toát ra sơ qua vẻ mặt tôn trọng. Hắn là ai? Khương Phàm lần theo cảm giác đi tới đây, nhìn nam tử trung niên toàn thân điêu luyện khí tức ở ngoài cửa phòng. Khách quý. Triệu Thế Võ hạ giọng. Khách quý gì? Đại nhân vật. Ngươi có thể nói tiếng người không? Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Bọn hắn tới làm gì? Khương Phàm nhíu mày, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Cảm ứng quen thuộc đang ở trong phòng, nói cách khác, Diệp Trục Thiên đến từ Thái Cổ Thần Miếu. Ở trong trí nhớ kiếp trước, Thái Cổ Thần Miếu là thế lực cực kỳ khó chơi, trình độ thần bí, thời gian truyền thừa có thể xưng là số một thương huyền. Nơi đó không có cung điện rộng rãi giống như thế lực khác. Nơi đó chính là một tòa thần miếu to lớn đứng vững trên 9 tầng trời, mà còn đã tồn tại từ thời đại Thái Cổ, trải qua mấy lần chìm nổi, chưa bao giờ sụp đổ. Nơi đó chứng kiến lịch sử thương huyền biến thiên, giữ lịch sử chân chính. Nơi đó phong tồn lấy vô số bí thuật, cũng truyền thừa cả thần bí đại đạo. Triệu Thế Võ nói,
truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu đến, thăm viếng Triệu Thế Hùng. Đây là chuyện ngày hôm qua, bọn hắn nhanh như đã biết rồi. Bọn hắn giống như vừa vặn có việc ở gần đây, nghe được tin tức liền đi vòng đến đây. Ngươi hiểu rõ truyền nhân này không? Ta ngay cả hắn tên là gì cũng không biết, Thái Cổ Thần Miếu rất thần bí, cũng rất phong bế, bọn hắn rất ít tiếp nhận người ngoài bái phỏng, cũng rất ít lộ diện ra ngoài. Liền xem như bá vương phủ, trong nhận thức cũng đều chỉ có thể là mấy lão già mà thôi, chớ nói chi Hung Linh Hầu phủ chúng ta mới sáng lập mấy chục năm này. Khi bọn hắn đang nói chuyện, cửa phòng đẩy ra, Triệu Thế Hùng bồi tiếp một vị thiếu niên áo trắng đi ra. Phong thần tuấn lãng, mặt như mỹ ngọc. Phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Chính là Diệp Trục Thiên. Hắn nhìn thấy Khương Phàm ở phía ngoài, cởi mở cười nói. Vị này chính là tân trưởng lão của Xí Thiên Giới, Khương Phàm. Khương Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên. Hân hạnh, Diệp Trục Thiên công tử. A, mọi người của Hầu Phủ đều kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Diệp Trục Thiên. Làm sao Khương Phàm lại biết tên của hắn? Triệu Thế Hùng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay cả hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy truyền nhân của tòa thần miếu này. Diệp Trục Thiên cười nhạt nói. Trong khoảng thời gian ta phụng mệnh ra ngoài này, nghe được nhiều nhất chính là sự tích của Khương Phàm công tử. Bắt đầu đều cho là ngươi là khiêu chiến cổ hoa, sau này mới biết được ngươi sớm đã cùng một ít hoàng tộc có kết giao. Thật có thể nói, Khương Phàm công tử là hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Ta xuất thân dân gian, nhưng không cam lòng bình thường. Chỉ có thể chơi đùa lung tung. Không giống Diệp Trục Thiên công tử, từ khi sinh ra đã liền đứng tại độ cao mà chúng ta mong ngóng, khiến cho người người hâm mộ. Ta càng ao ước Khương Phàm công tử, không có trói buộc, không có ràng buộc, tận tình Nam Bắc, khoái ý ân oán thù địch. Để Diệp Trục Thiên công tử chê cười. Nghe nói Linh Văn Nghị công tử là từ thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm. Vô ý mạo phạm, chỉ là thánh phẩm biến đổi thiên phẩm từ cổ kim hiếm thấy. Không phải cơ duyên nghịch thiên thì không thể được. Nghị công tử, thật là được ông trời chiếu cố. Rất hổ thẹn, đúng là đã biến đổi. Thiên phẩm chính là thiên phẩm, bất kể là thức tỉnh lúc trước hay là biến đổi sau này, đều là thiên phẩm, sao lại là hổ thẹn. Ta còn nghe nói, nghị công tử ở phương Bắc đại chiến đại hoàng tử cổ hoa, sức một mình chém giết thiên nhân chiến khu. Như vậy có thể thấy được, nghị công tử biến đổi thiên phẩm, xác thực có chỗ phi phàm. Lúc ấy chiến trường hỗn loạn, may mắn mà thôi. So với người được thức tỉnh thiên phẩm, ta vẫn có chút chênh lệch. Nghe danh không bằng gặp mặt, nghị công tử vậy mà lại khiêm tốn như thế. Không biết Diệp Trục Thiên ta có thể có vinh hạnh, cùng nghị công tử luận bàn mấy chiêu. Nếu như Diệp công tử có hứng thú, ta nguyện ý phụng bồi. Vậy liền hôm nào? Hai người mỗi chữ mỗi câu lấy lòng, trêu đến tất cả mọi người trong ngoài đình viện không nghĩ ra. Bọn hắn đây là khách sáo sao? Thân phận giống như Diệp Trục Thiên, không cần thiết cùng Khương Phàm khách sáo. Khương Phàm vậy mà lại điệu thấp rồi. Cái sự phách lối không sợ hãi trước đó đâu. Nếu tiểu hầu gia không việc gì, vậy ta cũng không làm phiền nữa. Diệp Trục Thiên nhìn khẽ vuốt cằm Triệu Thế Hùng, cáo từ rời khỏi. Bọn người Triệu Thế Hùng tự mình tiễn Diệp Trục Thiên đến cửa ra vào. Tiểu bá vương. Sở Thương Minh vậy mà đã đợi ở chỗ này. Ta nghe nói người của thần miếu đến, đặc biệt phụng mệnh phụ vương, đến đây nghênh đón. Sở Thương Minh cởi mở cười, bước nhanh tiến lên tiếp đón, cũng tò mò đánh giá vị truyền nhân thần miếu xa lạ này. Diệp Trục Thiên chào hỏi đơn giản. Tiểu vương gia, hân hạnh, tại hạ Diệp Trục Thiên. Sở Thương Minh nhiệt tình mời. Diệp công tử còn chưa tới qua chiến quốc, nhất định phải cho phép ta tận tình địa chủ hữu nghị. Diệp Trục Thiên cũng không khách khí. Vậy ta liền quấy rầy mấy ngày. Diệp công tử có thể nể mặt là vinh hạnh của Sở Thương Minh ta, xin mời. Sở Thương Minh tươi cười thật đẹp, vốn cho rằng truyền nhân thần miếu sẽ rất cao ngạo, có khả năng sẽ từ chối, không nghĩ tới đã lại quá sảng khoái tiếp nhận. Mời. Ha ha, xin mời xin mời. Sở Thương Minh mời Diệp Trục Thiên rời khỏi, âm thầm ra hiệu thị vệ bên cạnh đi đường vòng rời khỏi trước. Mau chóng chạy về bá vương phủ thông báo phụ vương, làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Bây giờ bọn hắn chính là đang đau đầu phải làm như thế nào để cùng Thái Cổ Thần Miếu tiếp xúc, tên Diệp Trục Thiên này tới quá đúng lúc. Khương Phàm đưa mắt nhìn Diệp Trục Thiên rời khỏi, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn là cố ý. Đến Hung Linh Hầu phủ lộ diện, là cố ý.
tiếp nhận Sở Thương Minh mời, cũng là cố ý. Xem ra Diệp Trục Thiên là muốn cùng hắn, đấu pháp tại Bá Vương Chiến Quốc. Triệu Thế Hùng chú ý tới sắc mặt Khương Phàm. Ngươi không phục. Sao? Mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, tuyệt đối không được trêu chọc người của thần miếu. Hắn không giống với Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong đường xa mà đến, không dám lỗ mãng, Thái Cổ Thần Miếu lại là chủ nhân Tây Nam, toàn bộ thế lực Tây Nam Bộ đều phải xem sắc mặt bọn hắn. Mà, cường giả của Thái Cổ Thần Miếu đều rất thần bí, võ pháp tu luyện cũng rất đặc thù, thực lực vô cùng mạnh. Triệu Thế Hùng rất nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Xí Thiên Giới nguyện ý vì Khương Phàm đắc tội Vạn Đạo Thần Giáo, chỗ dựa lớn nhất chính là lưng tựa vào Thái Cổ Thần Miếu, nếu như Khương Phàm chọc tới người của Thái Cổ Thần Miếu, không ai có thể giữ được hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Khương Phàm để lại một câu, sau đó về tới trong hầu phủ. Cái gì gọi là người không đánh với ngươi? Người ta là truyền nhân của thần miếu, không có chuyện phạm phải ngươi. Triệu Thế Võ lắc đầu. Gia hỏa này chính là thích ăn đòn. Bị thu thập nhiều liền biết kính sợ. Trong địa lao hầu phủ. Nhị hoàng tử, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Khương Phàm đứng phía trước hàng rào sắt, giống như cười mà lại không phải cười nhìn nhị hoàng tử tái nhợt sắc mặt bên trong. Tiểu nhân đắc chí. Nhị hoàng tử hừ lạnh. Lúc trước hắn vẫn là khách, bị giam lỏng ở bên ngoài trong đình viện. Ngoại trừ tự do thân thể ra, vấn đề khác cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng một trận ám sát hôm qua của Tô Huyên, triệt để chọc giận Hung Linh hầu phủ, hắn cũng liền bị kéo đến nơi này. Đường đường là hoàng tử, vậy mà ở dị quốc hắn lại biến thành tù nhân, thật sự là nhục nhã đến cực điểm. Ngươi không nguyện ý nhìn thấy ta, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nhiều. Chúng ta trực tiếp nói thẳng, tiểu quang mang thánh thuật, cho ta. Nằm mơ. Tình cảnh bây giờ của ngươi không có tư cách để cho ngươi lớn lối như thế. Giao đồ ra, ta để cho ngươi con đường sống. Đừng phô trương thanh thế, trên danh nghĩa ta là người thừa kế hoàng tộc, ngươi không dám giết ta. Hung Linh hầu phủ không dám giết ta, Xí Thiên Giới lại không dám giết ta. Ngươi biết Hỏa Diễm Huyễn Điểu không? Đừng lãng phí nước miếng, ta không thể cho ngươi bất cứ thứ gì. Hỏa Diễm Huyễn Điểu là bán linh bán yêu đặc thù, bọn chúng không có hình thái cố định của mình, cần thông qua nuốt yêu thú khác đến diễn biến. Ta nói, đừng lãng phí miệng lưỡi. Ta chỗ này vừa vặn có một con. Khương Phàm nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói. Ngươi đoán xem, nếu như ta an bài hắn ăn ngươi, biến thành bộ dáng của ngươi, có thể rất có ý tứ hay không? Thể hiện của nhị hoàng tử từ từ cứng ở trên mặt. Khương Phàm ha ha cười nói. Con chim này của ta, là tặc tinh, ta tin tưởng lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể làm tốt vai trò nhị hoàng tử, cũng có thể tiếp quản hoàng vị, trở thành nhân hoàng tân nhiệm của Cổ Hoa Hoàng Triều. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Phàm, hô hấp dần dần gấp rút. Nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh. Ngươi xem hoàng thất chúng ta là cái gì rồi? Chỉ cần hơi có chút vấn đề, liền sẽ gây nên cảnh giác, đến lúc đó. Không đợi nhị hoàng tử nói xong, Khương Phàm đã tiếp được. Đến lúc đó, toàn phương Bắc đều sẽ biết, nhân hoàng tân nhiệm của Cổ Hoa Hoàng Triều, lại là một con chim biến thành, ha ha, ha ha ha. Đặc sắc không, mặt Cổ Hoa, còn cần không? Nhị hoàng tử giận dữ đứng dậy. Ngươi thật là một tên hỗn đản từ đầu đến đuôi. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu. Rất đáng tiếc, đến lúc đó cái phương Bắc này, thậm chí là cả thiên hạ này đều sẽ bàn tán sôi nổi về Cổ Hoa. Nhưng ngươi đã chết, không nhìn thấy được Cổ Hoa, huy hoàng, như vậy đâu. Nhị hoàng tử căm tức nhìn Khương Phàm, trong lòng nén giận lại càng tức giận. Mình đường đường là hoàng tử hoàng thất, người thừa kế hoàng tộc, lại phải chịu một tên giặc cỏ uy hiếp. Khương Phàm vươn tay. Giao ra. Đừng phô trương thanh thế, ngươi không dám. Ta không phải không dám, chỉ là tận lực không hy vọng làm như vậy. Chim của ngươi đâu? Không tin ta. Khương Phàm nhìn hai bên một chút, sau đó đưa tặc điểu từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Tặc điểu bây giờ giống như là ô nha màu đen, toàn thân tỏa ra kim quang hừng hực, ánh sáng hình thành tầng tầng vòng sáng, thần thánh không gì sánh được. Giống như là vầng mặt trời. Gọi ta ra làm gì? Đang bận đây. Buổi sáng hôm nay nó vừa mới xuất quan, chính thức bước vào cửu trọng thiên. Thái dương đồ đằng nhận kích phát, năng lượng kim ô cổ lão đã thức tỉnh, bắt đầu cùng nó dung hợp chiều sâu. Biến thành một người,
biểu hiện ra cho vị nhị hoàng tử này xem. Không rảnh, đừng lề mề, phiền phức. Tặc điểu nhanh chóng biến thành bộ dáng đồng tị, tiếp đó lại biến thành hùng sư, cự ưng, hỏa liệt điểu, sau đó biến trở về kim ô. Đi được chưa, ta còn muốn bế quan. Khương Phàm thu hồi nó vào thanh đồng tiểu tháp, nhìn sắc mặt nhị hoàng tử đầy quái dị. Thấy rõ ràng rồi. Nhị hoàng tử vùng vẫy một lát, nghiêm mặt nói. Ta chỉ có phục khắc. Toàn diện không? Toàn diện. Vậy thì lấy ra đi. Nhị hoàng tử lấy phục khắc tiểu quang mang thánh thuật, ném ra ngoài. Khương Phàm cầm lên liền đi, giao cho Lý Dần ở trong thanh đồng tiểu tháp, nhắc nhở hắn mau chóng tu luyện. Lý Dần nhận xong trọng kích thích là, hứa đan, cùng, thân thế, khát vọng đối với lực lượng vô cùng cường liệt, cầm tới tiểu quang mang thánh thuật liền bắt đầu đọc qua đệ tứ trọng. Trong thanh đồng tiểu tháp, lúc đầu không có ánh sáng đặc biệt mãnh liệt, nhưng sau khi tặc điểu dung hợp kim ô, tựa như là một mặt trời tự nhiên, cung cấp hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo. Khương Phàm thì mang theo Ngọc Phù trưởng lão tam đẳng, trở lại xí thiên giới, sau khi tìm kiếm bốn phương trong rừng rậm mênh mông, rốt cuộc cũng tìm tới được một nơi hẻo lánh vắng vẻ yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu Sơn Hà Đại Táng sâu hơn. Vì để cảm ngộ tốt hơn, hắn cũng mời Dạ An Nhiên vừa mới đột phá đi ra. Dạ An Nhiên từng được ngũ hành thần thụ chỉ dẫn, lại diễn lại tiểu thế giới của riêng mình, đối với uy lực Sơn Hà, nhất là thế giới, có đặc biệt hiểu biết. Giữa bọn hắn có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, phụ trợ lẫn nhau, xâm nhập nghiên cứu. Ca ca, huynh thật muốn báo thù sao? Niệm An Bồi tiếp Du Cảnh Chiến đứng tại đỉnh núi Thanh Tú, nhìn lên bầu trời treo, mặt trời. Má ngọc kiều nộn, đôi mắt đẹp như nước, để cho ai thấy cũng đều yêu. Ta sống chính là vì báo thù, chỉ cần có thể giết đám súc sinh kia, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm, cái gì cũng đều có thể từ bỏ. Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực Du Cảnh Chiến không có một khắc nào bình tĩnh lại được. Trước đó luôn luôn hoài nghi Khương Phàm có thể tìm tới kẻ thù cho hắn hay không, có năng lực cùng hắn đối kháng với kẻ địch hay không. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại càng vô cùng tin tưởng. Khương Phàm là thiên phẩm thánh văn, lại còn là luyện đan sư của xí thiên giới. Nữ tử của Khương Phàm cũng là thiên phẩm linh văn. Đệ tử của Khương Phàm thì là chí tôn song thánh văn. Ngay cả sủng vật hắn nuôi, đều có thể hiện ra uy lực thái dương. Mấy ngày trước, khi hắn đang tu luyện, lại còn gặp một nam tử phách lối ở trong rừng, vậy mà cũng là thiên phẩm linh văn. Lúc trước hắn nhìn thấy thánh văn bình thường đều sẽ hâm mộ, vậy mà nơi này lại cất giấu nhiều thiên phẩm như vậy. Hắn rung động trước những bí mật mà Khương Phàm cất giấu thật sâu lấy, càng có thể cảm nhận được dã tâm của Khương Phàm. Muội không ngăn cản huynh, muội cũng sẽ không rời khỏi, muội sẽ ở ngay chỗ này chờ huynh. Đôi mắt đẹp của Niệm An dần dần mông lung. Ca ca là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể nào vứt ca ca mà một mình đến thánh địa sống tạm. Nếu như ca ca có thể báo thù, nàng nguyện ý bồi tiếp ca ca, đến thánh địa cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu như ca ca chết rồi, nàng còn sống cũng không còn gì ý nghĩa. Nàng muốn dẫn lấy thi cốt ca ca, trở lại thập vạn đại sơn, là chết đi cũng có thể chôn cùng người thân. Trong trạch viện ở một nơi hẻo lánh bình thường trong thành khu. Lý Phong, cũng chính là Thiệu Hoa Vinh, đã thức tỉnh vào lúc sáng sớm, đầu đau muốn nứt, toàn thân khó chịu. Thật giống như bị bệnh nặng một trận, từ đầu khớp xương lộ ra suy yếu. Tại sao ngươi phải tới đó? Ngươi lúc đó đang chiến đấu cùng ai? Lão giả gầy còm đứng một bên, mặt âm trầm. Lý Phong xoa cái đầu căng đau, chống người lên, cố gắng nghĩ lại những chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng, ngoại trừ chuyện hắn cùng Khương Phàm gặp mặt, sau đó, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nói đi, ngươi có bí mật gì giấu giếm ta? Tại sao phải đi ra ngoài vào đêm khuya, tại sao lại bị thương thành như thế này? Mặc dù ngươi đã gia nhập Thiệu gia, nhưng việc của Niết Bàn Thạch liên quan đến di chiếu của Hồ Tiên Tổ, ý nghĩa rất quan trọng, nếu như ngươi không có năng lực xử lý, ta có quyền ngươi đưa trở về. Ta có thể ứng phó, chỉ là... Lý Phong dùng sức xoa đầu, nhưng vẫn không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện, cho dù là mấy cái hình ảnh lẻ tẻ. Lão nhân nói chuyện rất không khách khí. Thiệu gia đánh giá ngươi vô cùng cao, bồi dưỡng ngươi đến chí tôn thánh phẩm cũng hao phí số lượng lớn tinh lực. Kết quả, ngươi lại khiến cho ta thất vọng. Lý Phong cũng tức giận, đáy mắt lấp lóe ý lạnh. Bình thường ta không như thế này, ngươi cũng rất rõ ràng.
Ta là nhận phải ảnh hưởng. Vậy nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, nhận lấy ảnh hưởng gì? Khương Phàm thế nào, nói rõ ràng, ngày đầu tiên ngươi tới nơi này, ta đã nói rõ quy củ với ngươi, trước tiên phải quan sát, sau đó lại phán đoán, cuối cùng là hành động. Nhất là khi không có nguyên nhân đặc biệt, không nên tùy tiện tiếp xúc Khương Phàm. Lý Phong vùng vẫy một lát. Khương Phàm giống như biết thân thế của ta, biết rất nhiều bí mật của ta, hắn giống như biết ta. Ai cho ngươi quen đến bệnh, nói rõ ràng ra, đừng gập ghềnh. Ta nói không rõ ràng, bây giờ chính ta cũng rất hồ đồ. Lý Phong ảo não. Bởi vì địa vị chiến quốc đặc thù, nhân gian ngục đang tuyển chọn người vô cùng cẩn thận, cuối cùng đã chọn hắn, đây là một loại tín nhiệm, cũng là cho hắn cơ hội biểu hiện. Thế nhưng, không nghĩ tới khi vừa tới nơi này liền gặp loại chuyện kỳ quái lại hỏng bét này. Xem ra ngươi thật rất không thích hợp phụ trách chuyện này, ta sẽ bẩm báo nhân gian ngục, mời bọn họ khác phái những người khác đến phụ trách. Ta có thể làm, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Ta tự có phán đoán. Lão nhân lại không tiếp tục để ý, đi thẳng ra khỏi phòng. Đáng chết! Lý Phong bực bội nện mép giường một cái. Nhưng bất luận hắn có cố gắng thế nào, thì vẫn không nhớ nổi tình huống lúc đó. Nhưng, có mấy lời hắn lại nhớ rất rõ ràng. Khương Phàm biết hắn họ Lý, còn biết hắn đổi họ Thiệu. Khương Phàm biết bí mật linh văn của hắn, cũng biết thân phận của hắn. Những chuyện này rất có thể đều có liên quan cùng nam tử thần bí bên cạnh Khương Phàm kia. Mà người thần bí kia, vậy mà lại giống hắn như đúc. Khương Phàm. Lý Phong nắm chặt nắm đấm, mặc kệ nhân gian ngục nơi đó an bài như thế nào, hắn đều phải ở lại chỗ này điều tra Khương Phàm. Niết bàn thạch hay cái gì khác cũng đã không quan trọng nữa. Hắn phải biết mình làm sao, người thần bí kia là ai. Hắn càng phải tra rõ ràng thân phận của hắn. Sau khi vào đêm, bá vương phủ phái người mời Khương Phàm, Triệu Thế Hùng đến bá vương phủ dự tiệc. Lý do là thỉnh tình tiếp đãi truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Trục Thiên. Đồng thời nhận được lời mời còn có Thương Linh Hầu Phủ cùng Lôi Linh Hầu Phủ của Chiến Quốc. Nhưng, bọn hắn lại được đáp lại là Khương Phàm đã về xí thiên giới, Triệu Thế Hùng thì cần tu dưỡng, nhã nhận từ chối lời mời. Tiểu vương gia cùng tiểu hầu gia giống như không quá hòa thuận nhỉ. Diệp Trục Thiên theo sở thương minh nhận biết tân khách lui tới, vô tình hay cố ý lại dẫn dắt đến chủ đề. Đều là hộ giả tương lai của bá vương chiến quốc, quan hệ như thế nào không quan trọng, quan trọng là có thể tại thời khắc cần nhất mà đồng tâm hiệp lực. Tiểu vương gia nói đúng lắm, ta cũng rất tôn trọng Hung Linh Hầu. Sát lục huyết viêm có thể vượt qua sinh tử cảnh, quả thật cổ kim hiếm thấy, bất kỳ người nào có thể sáng tạo kỳ tích. Trong mắt của ta đều đáng tôn trọng. Chỉ là, ta rất lo lắng Triệu Thế Hùng. Diệp Trục Thiên cố ý toát ra mấy phần lo lắng, thần thái ngữ khí đều vừa đúng. Cớ gì Diệp huynh lại nói ra lời ấy? Triệu Thế Hùng là thiên phẩm linh văn, trên ý nghĩa nghiêm ngặt hẳn là càng dễ vượt qua sinh tử cảnh hơn so với thánh phẩm linh văn. Nhưng, linh văn của hắn là cùng kỳ huyết viêm, là huyết viêm nguy hiểm, so với sát lục huyết viêm càng táo bạo lại càng dễ sai lầm hơn. Triệu Thế Hùng trưởng thành cho đến bây giờ, từ đầu tới cuối duy trì ở lý trí, kéo dài mạnh lên, cũng không có xuất hiện phản phệ rõ ràng, chủ yếu là bởi vì Hung Linh Hầu có kinh nghiệm, có thể chỉ đạo hắn. Khi bọn hắn đang nói chuyện, tử đệ của Thương Linh Hầu phủ lại đến đây chào hỏi, sở thương minh nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Trục Thiên. Sau khi làm quen, hai người lại tiếp tục đi lên phía trước, sở thương minh nói. Kinh nghiệm chỉ đạo của Hung Linh Hầu xác thực đã giúp Triệu Thế Hùng rất lớn. Còn có đan dược, băng tủy huyết liên đan, mà Triệu gia cung cấp, cơ hồ mỗi tháng hắn đều có một viên, phụ trợ áp chế sát niệm của huyết viêm. Diệp Trục Thiên nói, tại trước sinh tử cảnh đó, hắn xem như gánh vác được. Nhưng sinh tử cảnh huyền diệu khó lường, đối với bất kỳ người nào cũng đều là khảo nghiệm, nhất là tính cách táo bạo, linh văn đặc biệt, rất dễ dàng sai lầm, đi đến hủy diệt. Sở thương minh yên lặng thưởng thức thâm ý trong lời của Diệp Trục Thiên. Thuận miệng phụ họa nói. Cùng kỳ huyết viêm của Triệu Thế Hùng so với sát lục huyết viêm của Hung Linh Hầu không chỉ có thực lực mạnh hơn, sát tính cũng sẽ càng nặng, nếu như tiến vào sinh tử cảnh, xác thực rất nguy hiểm. Diệp Trục Thiên nói. Cho nên ta mới lo lắng cho Triệu Thế Hùng. Hắn muốn vượt qua sinh tử cảnh, cho dù có kinh nghiệm của Hung Linh Hầu, có đan dược Triệu gia, cũng rất khó cam đoan tuyệt đối không xảy ra sai lầm.
Sở Thương Minh hỏi. Diệp huynh có cách gì có thể trợ giúp Triệu Thế Hùng bình ổn vượt qua sao? Thế thì không có, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Diệp Trục Thiên hơi dừng lại, xảo diệu chỉ dẫn. May mắn nơi này là bá vương chiến quốc, không người nào dám mưu hại Triệu Thế Hùng, nếu có ai hạ dược trước lúc hắn chuẩn bị sinh tử cảnh cho, vậy coi như phiền toái. Thế thì không đến mức, nếu ai hại Triệu Thế Hùng, không chỉ có Hung Linh Hầu sẽ bạo tẩu, xí thiên giới càng biết nghiêm tra tới cùng. Tát Ngọc Đường thì sao? Hôm nay người có nói qua, hắn bị Khương Phàm hại, bây giờ tình cảnh vô cùng hỏng bét. Hắn coi như hại cũng là hại Khương Phàm, không dám đụng vào Triệu Thế Hùng. Vẫn phải đề phòng thôi, ta nghe nói Ly Hỏa Thánh Địa nắm giữ lấy một loại đan dược đặc biệt, có thể khiến người ta sớm tiến vào sinh tử cảnh. Nếu như Khương Phàm còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền dùng đan dược, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tình huống của Triệu Thế Hùng so với Khương Phàm càng yếu ớt, nếu như cũng dùng đan dược cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Trục Thiên nói xong, lại nói. Ta rất xem trọng Triệu Thế Hùng, cũng rất thưởng thức Khương Phàm, vốn định lúc gặp mặt ở Yến Hội đêm nay nhắc nhở bọn hắn phải coi chừng, nhưng bọn hắn lại không đến. Người nói cố ý, người nghe càng hữu tâm hơn. Sở Thương Minh hơi nhíu mày lại, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Đây là đang quan tâm? Hay là đang nhắc nhở? Là ta ảo giác sao? Tại sao ta lại cảm giác Diệp Trục Thiên đang nhắc nhở ta dùng loại đan dược kia đi mưu hại Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng? Diệp Trục Thiên hỏi. Khương Phàm đã là cửu trọng thiên rồi. Hắn vừa mới đột phá mấy ngày trước. Phải nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bây giờ khẳng định oán niệm của Tát Ngọc Đường đã rất sâu đậm. Rất dễ dàng xúc động, nếu như làm ra chuyện gì đó không lý trí, chỉ sợ Khương Phàm sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trước đó Tác Ngọc Đường hận không thể giết chết Khương Phàm, bây giờ càng là hận thấu hắn. Mà theo như ta được biết, phe phái Triệu gia đã bắt đầu bí mật nhúng tay, cản trở Tác Ngọc Đường siêu tập dược liệu. Như thế này thì càng phải nhắc nhở Khương Phàm chú ý an toàn, ta còn đang mong đợi cùng hắn luận bàn đây. Trong lời nói của Diệp Trục Thiên mang theo nhắc nhở. Trong ánh mắt nhìn về phía Sở Thương Minh lại có mấy phần dị dạng. Sở Thương Minh cùng Diệp Trục Thiên đụng phải ánh mắt, trong lòng lần nữa khẽ động. Ta không phải là ảo giác đó chứ. Diệp Trục Thiên chính là đang ám chỉ hắn. Muốn hủy đi Khương Phàm, Triệu Thế Hùng, bây giờ chính là thời khắc tuyệt hảo. Hoàn toàn không cần bọn hắn tự mình động thủ, chỉ cần hơi kích thích Tác Ngọc Đường có thể thay bọn hắn diệt trừ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng. Thế nhưng... tại sao Diệp Trục Thiên lại muốn nhắc nhở hắn cái này, hai người có thù sao? Sở Thương Minh cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi tiệc tối kết thúc, Sở Thương Minh ngồi một mình ở trong căn phòng mở tối, đáy mắt thâm thúy ngẫu nhiên hiện lên ý lạnh. Diệt trừ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện trong đầu liền vung đi không được. Lúc trước hắn không phải không có nghĩ đến cơ hội này, mà căn bản là không có nghĩ tới hướng này. Bởi vì bên trong xí thiên giới đều là luyện đan sư, mặc dù có cạnh tranh, nhưng rất ít xuất hiện mưu hại ác liệt, ngay cả lấy Hạo Thiên Thánh Quốc cùng bá vương chiến quốc ở bên ngoài chỉ cho phép cạnh tranh. Khương Phàm, Triệu Thế Hùng, nếu liên hợp với nhau, tương lai khẳng định uy hiếp được bá vương phủ. Triệu Thế Hùng muốn vượt qua sinh tử cảnh, xác thực rất nguy hiểm, nhưng có kinh nghiệm của Hung Linh Hầu cùng phối hợp của Triệu gia và Đồng gia, tỷ lệ thành công của hắn kỳ thật rất lớn. Mà bây giờ Khương Phàm đã cho thấy được tiềm lực phi phàm, thành tựu tương lai càng là vô cùng rộng lớn. Quan trọng hơn là, hắn lại được giới chủ coi trọng. Ta không thể để cho Sở gia rời xa bá vương phủ, chí ít thì không thể thời điểm tại ta làm gia chủ. Thế nhưng, ta thật sự muốn mưu hại bọn hắn sao? Đây cũng không tính mưu hại, ta chỉ cần kích thích Tác Ngọc Đường, những chuyện khác không cần ta ra tay. Mà... chỉ là chỉ dẫn bọn hắn sớm tiến vào sinh tử cảnh mà thôi. Nếu như bọn hắn thật sự lợi hại thì vẫn có thể thành công, nếu như không được, vậy chẳng trách người khác. Sở Thương Minh tự lẩm bẩm, giống như đang phân tích, lại như đang thuyết phục bản thân mình. Trong bóng tối, nội tâm của hắn đang giãy giụa. Dù sao sự kiện này cũng quá ác liệt, nếu như bại lộ. Không, làm sao có thể bại lộ, tại sao lại nói là bại lộ? Ta chỉ là kích thích Tác Ngọc Đường mà thôi, kẻ ra tay cũng không phải ta, không có chút liên quan nào với ta cả. Trong đầu Sở Thương Minh giống như có hai thanh âm đang hồi tưởng. Một cái rất lo lắng, một cái lại rất sao động. Hung Linh Hầu Phủ có dã tâm mưu đồ địa vị bá vương, mọi người đều biết.
Sở gia không có thiên phẩm linh văn, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, mong mỏi Triệu Thế Hùng thất bại. Lần này, chỉ sợ là cơ hội có thể chủ động phản kích duy nhất, mà là không biết liên lụy đến Sở gia chúng ta. Sở Thương Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm, sau khi đắn đo một lúc lâu, đáy mắt thâm thúy lại lóe lên tinh mang. Có gì có thể do dự, ngay cả chút dũng khí ấy cũng đều không có, ta có tư cách gì dẫn đầu Sở gia lớn mạnh. Nhưng tại sao Diệp Trục Thiên muốn chỉ dẫn ta? Ý nghĩ này lại lần nữa xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị Sở Thương Minh hất ra, bởi vì không hề liên quan tới hắn. Khương Phàm bế quan tại Xí Thiên Giới, Triệu Thế Hùng bị kích thích, cũng có thể sẽ bắn vọt cửu trọng thiên trong trận bế quan gần đây. Chính là thời điểm Sở Thương Minh đứng dậy, trong căn phòng mờ tối, làm ra quyết định cuối cùng. Tác Ngọc Đường thức tỉnh sau 3 ngày, nhưng vẫn không có để cảm xúc bi phẫn đi ra ngoài. Hắn uất ức, tức giận, đau đớn, càng không cam tâm. Rõ ràng đã đoán được Khương Phàm tiến vào Xí Thiên Giới là đến hại hắn, vì sao vẫn trúng kế. Hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là đan thánh đức cao vọng trọng mà chủ nhân hoàng tộc đều phải tôn kính, thế nhưng... Từ sau khi bắt nghĩa phụ của Khương Phàm tựa như ác mộng cuốn lấy hắn. Mỗi lần gặp mặt đều sẽ bị nhục nhã đến thương tích đầy mình, bị tổn thương đến máu me đầm đìa. Cuối cùng đều đã chạy đến Xí Thiên Giới, vẫn bị Khương Phàm nghĩ hết biện pháp mà chà đạp. Không chỉ có phế hắn đi, mà 12 vị trưởng lão mang ra, cũng chết thì chết, phế thì phế. Tác Ngọc Đường đau đớn suy yếu, cảm giác tất cả lửa giận muốn đốt chết hắn. Không thể nhịn. Không thể nào lại bị động như vậy. Càng không thể lại tùy ý để Khương Phàm tra tấn hắn muốn làm gì thì làm như vậy được. Hắn muốn phản kích, hắn nhất định phải phản kích. Hắn muốn để Khương Phàm biết Tác Ngọc Đường hắn không chỉ là một luyện đan sư chỉ biết luyện đan. Hắn muốn để Khương Phàm bỏ ra cái giá thích đáng vì hành động của mình. Tác trưởng lão, ngài tỉnh rồi. Tiểu vương gia Sở Thương Minh đi đến gian phòng của Tác Ngọc Đường, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Tiểu vương gia, đến đây ngồi. Tác Ngọc Đường buông xuống tầm mắt, thanh âm khàn khàn. Ai? Sở Thương Minh thở dài, ngồi ở mép giường, nói. Chuyện đã xảy ra, ngài đừng quá khổ sở, hãy cố gắng dưỡng thương, sau này cũng không nên trêu chọc tên điên kia nữa. Tiểu vương gia, ta muốn thỉnh giáo một chuyện, giới chủ, xử trí Khương Phàm như thế nào? Tác Ngọc Đường nằm ở trên giường, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Tỉnh lại đã 3 ngày, không có mấy người đến thăm, hắn rất muốn biết được tình huống bên ngoài, nhưng bọn thị vệ muốn nói rồi lại thôi, đến bây giờ hắn cũng không biết Khương Phàm đã như thế nào. Nhưng, hắn có dự cảm thật không tốt. Sở Thương Minh tiếc nuối nói. Khương Phàm đã là trưởng lão tam đẳng. Khục, khụ khụ. Lồng ngực Tác Ngọc Đường chập trùng, kịch liệt ho khan, vừa muốn cưỡng ép khống chế, vậy mà máu tươi lại từ trong hàm răng tung tóe ra ngoài. Vì sao, hắn đã hủy pháp trường dưới mặt đất của ta, còn suýt nữa hại chết ta, vì sao giới chủ không xử trí hắn? Mặc dù hỏa chỉ dưới mặt đất bị hủy, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Khương Phàm làm. Mà các người bị thương, nói cho cùng là do lúc ấy các người mất khống chế, không có liên quan tới người khác, chí ít không có liên quan trực tiếp. Cho nên, thật đáng tiếc, chúng ta đều biết có liên quan tới Khương Phàm, nhưng chính là không có chứng cứ có thể định tội Khương Phàm. Vì sao còn muốn tăng đẳng cấp cho Khương Phàm? Tác Ngọc Đường thở hổn hển, rốt cuộc đã hiểu tại sao bọn thị vệ cũng không nguyện ý nhiều lời. Ngài tỉnh táo một chút trước đã, ai, thực sự thật có lỗi, đều là ta lắm mồm, ta vẫn là hôm nào lại đến. Sở Thương Minh cố ý muốn đứng dậy rời khỏi. Đừng đi, hãy nói cho ta biết, tại sao? Tác Ngọc Đường cố gắng muốn chống người lên, nhưng lại mệt mỏi ngã trên giường. Ngay sau đó lại là một trận ho khan như tê tâm liệt phế. Thị vệ bên ngoài xông vào, ra hiệu Sở Thương Minh đi nhanh lên. Bọn hắn không nguyện ý nhiều lời, chính là sợ Tác Ngọc Đường tức chết ở trên giường, tiểu vương gia này sao lại không hiểu chuyện như vậy. Các ngươi đều ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Tác Ngọc Đường đỏ cả hai mắt, mệt mỏi gào thét. Thế nhưng, ra ngoài, bọn thị vệ không muốn lại kích thích hắn. Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Sở Thương Minh chú ý cách nói chuyện. Tác trưởng lão, trước tiên ngài hãy khống chế cảm xúc. Sở Thương Minh ra vẻ quan tâm đỡ lấy Tác Ngọc Đường ngồi xuống. Tiểu vương gia, người biết nói cho ta biết, hãy nói hết cho ta biết. Sắc mặt Tác Ngọc Đường tái nhợt như tờ giấy,
thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Ta nói không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng giống như giới chủ đã cùng Khương Phàm giao lưu như bằng hữu. Có ý gì? Tác trưởng lão hẳn phải biết chuyện Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo thỉnh cầu giới chủ giao Khương Phàm ra chứ? Ta biết. Một thời gian trước, số lượng lớn cường giả thần giáo đến nơi này, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành, còn có Chí Tôn Kim Thành, cũng đều tới. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, đều là muốn mang Khương Phàm đi. Mặc dù bọn hắn không dám cưỡng ép cướp đi, thế nhưng đội hình như vậy, đủ để cho giới chủ coi trọng. Trong mắt tất cả mọi người, Khương Phàm khẳng định là phải bị mang đi. Huống chi lúc ấy còn phát sinh chuyện của ngài đây. Thế nhưng, sau khi giới chủ mang Khương Phàm đi, không chỉ có tăng cấp trưởng lão lên cho Khương Phàm, còn mạnh tay đi giam Điêu Lãnh Phong, giao trách nhiệm bá vương phủ chúng ta đuổi Vạn Đạo Thần Giáo đi, cuối cùng Hung Linh Hầu phủ càng tàn nhẫn chu diệt đội ngũ Cổ Hoa Hoàng Thành. Tác Ngọc Đường gắt gao tiếp cận Sở Thương Minh, vừa chấn kinh mà càng hoài nghi. Sở Thương Minh vội vàng nói. Ta nói mỗi câu đều là thật, không có nửa câu nói dối. Tác Ngọc Đường có chút đóng mở đôi môi khô khốc, rất lâu mới hỏi ra một câu. Vì sao? Sở Thương Minh lắc đầu nói. Cái này phải hỏi giới chủ. Chúng ta thực sự không làm rõ ràng được nàng là nghĩ thế nào, vì bảo vệ Khương Phàm, không tiếc đắc tội Vạn Đạo Thần Giáo. Ta là gì? Tác Ngọc Đường ta rốt cuộc là gì? Tác Ngọc Đường bỗng nhiên có một cảm giác vô lực tuyệt vọng. Hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ, đi đến Xí Thiên Giới hoàn toàn đủ tư cách tổ kiến phe phái mới. Thế nhưng hắn nhận nhục nhã, nhận hãm hại, giới chủ chẳng những không có quan tâm, lại còn bồi dưỡng đối thủ cái chết của hắn. Ở trong mắt Xí Thiên Giới, tại trong mắt giới chủ, Tác Ngọc Đường hắn so ra lại kém một kẻ điên. Hắn vứt bỏ thánh địa, từ bỏ danh dự, chạy đến nơi đây, rốt cuộc là vì sao? Sở Thương Minh nói ra lời nói thấm thía. Tác trưởng lão, hôm nay ta sang đây thăm ngài, là muốn khuyên ngài vài câu, đừng lại đấu cùng Khương Phàm nữa. Bây giờ hắn không biết đã dùng cách gì mà được giới chủ coi trọng, địa vị, đãi ngộ, đều tăng lên trên diện rộng, mà tình huống của ngài lại là. Như thế này, tiếp tục đấu nữa, ta sợ ngài ngay cả Xí Thiên Giới đều không ở lại được nữa. Ha ha, đừng đấu. Ha ha, ha ha. Tác Ngọc Đường cười thảm, đừng đấu. Nếu như hắn có thể nuốt xuống một hơi này, có thể buông tha Khương Phàm, chẳng phải là để tất cả mọi người của Xí Thiên Giới biết Tác Ngọc Đường hắn là quả hồng mềm có thể mặc cho người khác chà đạp. Tương lai Tác Ngọc Đường hắn còn làm sao có mặt đặt chân tại Xí Thiên Giới. Kinh mạch của ngài đã nát, trưởng lão tùy tùng của ngài cũng đã bị phế đi, sau này đều rất khó khôi phục đỉnh phong. Mà Khương Phàm đã được giới chủ coi trọng, lại thân cận, cùng Triệu Thế Hùng, Triệu Gia, Đồng Gia đều có thể đứng ở phía sau hắn bồi dưỡng hắn. Ta đoán chừng nhiều nhất 10 năm là hắn có thể triệt để đứng ở trên đầu của ngài, Triệu Thế Hùng càng có thể trở thành bá vương mới của bá vương chiến quốc. Chênh lệch giữa ngài cùng hắn, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, các ngươi hay sớm từ bỏ đi. Cá nhân ta đề nghị, các ngươi tốt nhất nên tìm một cơ hội xin lỗi Khương Phàm. Nói mười mấy năm trước các ngươi mạo phạm Thiên Sư Tông bắt phụ thân hắn xác thực không đúng. Sở Thương Minh mặc dù nói lời giống như đang an ủi, nhưng từng câu từng chữ đều đang kích thích Tác Ngọc Đường. Đối với Tác Ngọc Đường bây giờ mà nói, những lời này đơn giản tựa như là ngân châm, giống như một cây đâm vào tim, thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Sở Thương Minh chú ý đến sắc mặt sắp vặn vẹo của Tác Ngọc Đường, nói. Khương Phàm trước mấy ngày vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên, nếu đoán không sai hẳn là bởi vì nuốt thánh viêm mà các ngươi bảo tồn dưới pháp trường. Cái này cũng tất nhiên sẽ để thực lực của hắn tăng nhiều, linh văn mạnh lên, tương lai không lâu, lại càng dễ vượt qua sinh tử cảnh. Triệu Thế Hùng nhận Khương Phàm kích thích, cũng bắt đầu chuẩn bị bế quan. Ta đoán chừng không bao lâu, cũng sẽ tiến vào cửu trọng thiên. Đến lúc đó, hắn cũng muốn chuẩn bị sinh tử cảnh. Nếu như Khương Phàm, Triệu Thế Hùng song song vượt qua sinh tử cảnh, hàng rào cản trở duy nhất trên con đường bọn hắn ở tương lai, chính là cảnh giới bán thánh. Tiềm lực của bọn hắn, quá kinh khủng, mà ngươi, đời này đã đến đỉnh phong. Nếu như không thể dùng đan dược kịp thời, chỉ sợ đỉnh phong đã từng cũng sẽ là giấc mộng của các ngươi. Sinh tử cảnh. Tác Ngọc Đường quả nhiên bị Sở Thương Minh tác động. Khương Phàm tiến vào cửu trọng thiên rồi. Còn là dùng thánh viêm thiên hỏa hắn chân tàng. Triệu Thế Hùng phải vào cửu trọng thiên,
cũng chuẩn bị sinh tử cảnh rồi. Tác Ngọc Đường cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, thật giống như có một thanh trọng đao vô hình, rơi vào trên cổ của hắn, lúc nào cũng có thể chặt hắn. Sở Thương Minh rất hài lòng trước thể hiện của Tác Ngọc Đường, cái này cũng mang ý nghĩa đã đạt đến mục đích. Tuy nhiên, để bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm, trước khi đi hắn phải hung ác thọc một đao. Đồng gia có thánh phẩm đan dược, tạo hóa thọ linh đan, có thể chữa trị kinh mạch của ngài, điều trị sinh mệnh của ngài, nhưng bọn hắn không nguyện ý giao ra. Cho nên giới chủ đã giao trách nhiệm cho các phái xí thiên giới, liên hợp chuẩn bị dược liệu, vì ngài luyện chế lại một viên. Nhưng, ta vừa mới có được tin tức, rất có thể Triệu gia cùng Hung Linh Hầu Phủ sẽ nhúng tay cho việc chuẩn bị dược liệu. Ngài tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý, thực sự không được, không cần cưỡng cầu, liền dùng chuẩn thánh phẩm, bồ đề kim nguyên đan, đi, tốt hơn là đều ném cả cái mệnh đi. Tác Ngọc Đường mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên giường. Còn không có khôi phục lại từ trong giận vì bị tính kế tức, bây giờ lại nhận được tin tức như vậy, ý thức hắn như gặp trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là trạng vạng tối. Hắn tỉnh táo, nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Sở Thương Minh nói không sai, nếu như Khương Phàm đột phá, Triệu Thế Hùng đột phá, bọn hắn liên hợp với nhau sẽ càng ngày càng mạnh. Giới chủ thiên vị Khương Phàm ở xí thiên giới cũng nhất định sẽ thu hoạch được địa vị cao hơn, cao đến đủ để gắt gao ngăn chặn hắn. Lấy tính cách Khương Phàm, đến lúc đó khẳng định sẽ hung hăng trà đạp hắn, để hắn nhận hết khuất nhục. Khương Phàm, hắn nhất định phải diệt trừ, vẫn phải thiên hạ thủ vi cường. Triệu Thế Hùng, Triệu gia lại muốn ngăn cản hắn khôi phục, cái này rõ ràng là đã triệt để liên hợp cùng Khương Phàm. Làm sao bây giờ? Ta phải làm như thế nào để diệt trừ Khương Phàm? Trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, tự bảo. Không được, cho dù chết, ta cũng không thể chết như vậy. Lộ ra quá vô năng. Loại mệnh tiện như Khương Phàm kia, càng không xứng để hắn mất mạng. Tác Ngọc Đường lẳng lặng nằm ở trên giường, từ trạng vạng tối đến đêm khuya, một mực tự hỏi biện pháp. Rốt cuộc cũng. Tác Ngọc Đường ở trong đêm khuya lóe lên linh quang, nghĩ đến lời Sở Thương Minh nói. Cửu trọng thiên, sinh tử cảnh, ly hỏa thánh địa bọn hắn lý vừa hay có một loại đan dược, yêu linh phần huyết đan. Loại đan dược này là đặc biệt nhằm vào linh hồn cảnh cửu trọng thiên, lợi dụng tính đặc thù của cảnh giới cửu trọng thiên, cưỡng ép kích phát tiềm lực huyết mạch, sinh ra liên hệ cùng sinh tử cảnh. Sau đó, lấy công hiệu bá đạo giống như đốt cháy, dẫn phát táo bạo, điên cuồng, đau đớn, sau đó cưỡng ép bước lên sinh tử cảnh. Bởi vì sinh tử cảnh mẫn cảm lại đặc thù, loại phương thức dã man này đi đến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Liền dùng yêu linh phần huyết đan, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Đáy mắt Tác Ngọc Đường lóe ra sát ý. Hắn không trực tiếp giết chết bọn hắn, chỉ là dùng đan dược chỉ dẫn bọn hắn, cho nên cha không được trên người hắn. Mà, yêu linh phần huyết đan tiến vào thân thể liền sẽ nhanh chóng hội tụ tới trái tim, cho đến khi tiêu hao hầu như không còn gì. Cho nên xem như hoài nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là do yêu linh phần huyết đan làm. Tựa như Khương Phàm như thế, mặc dù biết là hắn làm, nhưng lại không có chứng cứ. Trước đó giới chủ không có trừng phạt Khương Phàm, bây giờ cũng không thể trừng phạt hắn. Tác Ngọc Đường sau khi hạ quyết tâm, lập tức sắp xếp người đi mời Sở Thương Minh trở về. Đã trễ thế như vậy, Tác trưởng lão tìm ta có chuyện gì sao? Sở Thương Minh chạy tới nơi này vào đêm khuya. Ta cần tiểu vương gia giúp ta sưu tập một loại dược liệu. Dược liệu bên trong xí thiên giới cái gì cần có đều có, Tác trưởng lão có thể đến dược viên đi tìm, vì sao lại muốn mời ta đến? Ta muốn là xích huyết long quỳ hoa. Tác Ngọc Đường hạ giọng. Đây là thuốc dẫn quan trọng trong phương thuốc của yêu linh phần huyết đan, cũng là nguyên nhân chủ yếu để đan dược có thể sinh ra liên hệ cùng sinh tử cảnh. Loại dược liệu này có cái gì đặc biệt sao? Sở Thương Minh biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn luyện mấy viên đan dược. Đan dược gì? Yêu linh phần huyết đan. Đây là... Ta sẽ giao cho các ngươi phương thuốc và thuật luyện yêu linh phần huyết đan. Các ngươi hãy tận hết khả năng ẩn giấu để luyện ra đan dược. Tác trưởng lão, còn xin ngài nói rõ ràng, viên đan dược kia có công hiệu gì sao? Các ngươi không cần hỏi gì cả. Cũng tận lực không được kinh động bất cứ kẻ nào. Để báo đáp lại, ta sẽ giao cho các ngươi thuật luyện trường sinh đan mà Khương Phàm cho ta. Ồ,
Sở Thương Minh làm bộ kinh ngạc, trong lòng lại là nở hoa. Không hổ là người đã từng tôn chủ, quả thật quá thiện lương, không chỉ có giúp ta diệt trừ đối thủ, còn muốn cho ta đan dược. Thành giao không? Cái này, nếu như không nguyện ý, ta sẽ tìm những người khác. Sở Thương Minh cố ý do dự một hồi, gật đầu nói. Ta trở về thương lượng cùng phụ vương, sau khi Hừng Đông sẽ cho ngài câu trả lời. Xích huyết long quỳ hoa vô cùng hiếm thấy, ta cũng không quy định cho các ngươi nhất định phải sưu tập đến lúc nào. Nhưng, ta muốn 5 viên yêu linh phần huyết đan, càng nhanh càng tốt. Tại sao lại muốn nhiều như vậy? Ta cho các ngươi trường sinh đan chính là muốn các ngươi bảo mật, cái gì đều đừng hỏi nữa. Nếu Tác Ngọc Đường đã quyết định phải xử lý Khương Phàm, liền muốn làm đến mức tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Chuẩn bị cho Triệu Thế Hùng 2 viên, chuẩn bị cho Khương Phàm 3 viên, để bọn hắn một đầu đâm vào trong sinh tử cảnh, thiêu chết tươi sống, ngay cả cơ hội cứu vớt đều không có. Sở Thương Minh trở lại Bá Vương phủ, gặp mặt cùng Bá Vương, giới thiệu kế hoạch của hắn. Bá Vương đương nhiên tức giận răn dậy. Bá Vương phủ bọn hắn là chủ nhân Bá Vương chiến quốc. Người cầm đao bên trong tổ hợp đao thuẫn của Xí Thiên Giới, các mặt đều nhận phải chú ý, một nhóm khẽ động đều đại biểu cho chiến quốc, đại biểu cho Xí Thiên Giới. Nếu như chuyện này bị bại lộ, ảnh hưởng là mặt mũi của chiến quốc cùng Xí Thiên Giới. Tại thời khắc mấu chốt Xí Thiên Giới ở trên đầu sóng ngọn gió, giới chủ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra. Mặc dù Khương Phàm làm việc quá phận, nhưng chuyện này đến cuối cùng đều thuộc về hành vi cá nhân. Còn có huyết hải thâm thù cùng Tác Ngọc Đường, càng quan trọng hơn là thanh danh Khương Phàm vốn rất ác liệt. Nhưng bọn hắn không giống như thế. Sở Thương Minh quỳ xuống. Phụ thân, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ lần này, muốn lại áp chế Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng đều rất khó khăn. Bá Vương giận dữ quát mắng. Câm miệng cho ta, trước khi nói chuyện hay làm việc, phải ngẫm lại thân phận của ngươi. Phụ thân, ta đã hiểu ngài lo lắng. Thế nhưng chúng ta căn bản cũng không cần nhúng tay mà. Đến lúc đó truy tra ra, chỉ có thể tra được Tác Ngọc Đường nơi đó. Mà, Sở Thương Minh hiện lên sự tàn nhẫn. N oán giữa Khương Phàm cùng Tác Ngọc Đường mọi người đều biết. Trước đó chúng ta đều biết là do Khương Phàm làm, nhưng không có chứng cứ, giới chủ không có xử trí Khương Phàm. Lần này không có chứng cứ, giới chủ cũng sẽ không thể xử lý Tác Ngọc Đường, nếu không sẽ khó mà phục chúng. Ngây thơ. Hồ đồ, ngươi chỉ biết là giới chủ là luân hồi trùng sinh, nhưng căn bản không biết nàng đã từng là hạng người gì. Từ khi Xí Thiên Giới sáng lập đến nay, từ đầu tới cuối vẫn duy trì trung lập, duy chỉ có một lần, Xí Thiên Giới hiện ra dã tâm cường đại, khởi xướng trùng kích với hoàng đạo, ngay lúc đó giới chủ. Bá chủ cảm xúc kích động, suýt chút nữa nói ra bí mật không nói, nhưng cũng kịp thời ngừng lại. Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, nhưng những cái kia không có liên quan gì với hắn. Hắn tiếp tục khuyên nhủ Bá Vương. Khương Phàm nhận đan dược kích thích, cưỡng ép xông vào sinh tử cảnh, nhất định là cửu tử nhất sinh. Triệu Thế Hùng là cùng kỳ huyết viêm, lại không có chút chuẩn bị nào mà tiến vào sinh tử cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần bọn hắn chết rồi liền không có bất kỳ giá trị gì, mà nếu như làm lớn chuyện, thế thì sẽ trở thành bê bối, sau khi giới chủ tỉnh táo lại, cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức, dàn xếp ổn thỏa. Nếu như Hung Linh Hầu tức giận đại náo, xông vào Xí Thiên Giới, chắc chắn sẽ chọc giận giới chủ, đến lúc đó chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để ngăn chặn Hung Linh Hầu phủ. Ngươi cũng đã hơn 30 tuổi, vì sao lại còn suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy? Ngươi có hiểu rõ giới chủ sao, ngươi hiểu rõ Hung Linh Hầu sao? Ngươi biết nếu như Khương Phàm và Triệu Thế Hùng bị hại chết, nội bộ chiến quốc, nội bộ Xí Thiên Giới, sẽ có phản ứng gì sao? Phụ thân. Cút. Đêm nay liền đi từ chối Tác Ngọc Đường. Phụ thân, biến ra ngoài, lập tức đi từ chối Tác Ngọc Đường cho ta. Sở Thương Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm, gian nan đứng dậy, sau khi hành lễ với Bá Vương, hắn lui ra khỏi phòng. Bá Vương nghiêm mặt ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm khó coi. Thế nhưng, sau khi an tĩnh lại, một cái bóng ma lặng lẽ đứng ở sau lưng Bá Vương. Vương gia, có phân phó sao? Giọng Bá Vương rất thấp. Liên hệ nhân gian ngục cho ta, bí mật tìm kiếm 3 cây xích huyết long quỷ hoa, tận lực đặt chuyện ở trung vực, phân tán địa điểm siêu tập, không được gây nên bất cứ sự chú ý gì. Chỉ cần bọn hắn lần này làm xong, ta nguyện ý cùng bọn hắn làm một bước liên quan sâu sắc. Đã hiểu.
Bóng ma lặng yên rút đi. Bá vương đứng dậy, rời phòng, tránh khỏi tộc nhân cùng thị vệ chú ý, đi tới mật thất vương phủ. Nơi này trưng bày bảo vật quan trọng của vương phủ. Trong đó có hai gốc xích huyết long quỳ hoa. Bá vương cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, rời khỏi mật thất. Lúc hắn nghe Sở Thương Minh giới thiệu, liền đã làm quyết định, muốn mượn tay Tác Ngọc Đường diệt trừ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng. Nhưng, Sở Thương Minh còn quá trẻ, vậy mà tiếp nhận trường sinh đan của Tác Ngọc Đường, như thế này chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều biết là bá vương phủ bọn hắn bí mật ủng hộ Tác Ngọc Đường. Cho nên, hắn cố ý răn dạy Sở Thương Minh, sau đó bí mật chuẩn bị, còn muốn thừa dịp không có người chú ý, lẽ đưa đồ lặng đến cho Tác Ngọc Đường nơi đó. Thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tác Ngọc Đường cũng không thể xác định là ai đang phối hợp với hắn. Cứ như vậy, chuyện liền không có bất cứ liên quan nào cùng bá vương phủ bọn hắn cả. Hắn chỉ cần ngồi đợi kết quả là được. Tiểu vương gia, đây là vội vã muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên ngăn Sở Thương Minh đang tức giận lại. Diệp huynh, đã trễ thế như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Sở Thương Minh rất nhanh đã bình phục tốt cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười. Ta nghiên cứu ánh trăng tinh không, bình thường đều là tu luyện vào ban đêm. Vừa mới tùy tiện tụ tập ánh trăng, cảm giác được nơi này giống như ma sát nhỏ giữa phụ tử, không có chuyện gì. Ta ủy thác qua Sở huynh, thay ta nhắc nhở Khương Phàm, không biết. Đêm nay ta vừa vặn muốn đi xí thiên giới, sẽ thay Diệp huynh chuyển lời. Sở Thương Minh rất mất tự nhiên. Còn xin thay ta lại chuyển thêm một câu. Nếu như hắn nguyện ý, ta hy vọng có thể cùng hắn luận bàn võ pháp. Nếu như không nguyện ý, qua mấy ngày nữa ta cũng sắp rời khỏi. Ta nhất định sẽ chuyển lời thật chi tiết. Sở Thương Minh không yên lòng ứng phó hai câu, cáo từ rời khỏi. Diệp Trục Thiên nhìn bóng lưng của hắn. Đầu ngón tay vác tại sau lưng nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, nhếch miệng lên một nụ cười. Dám trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Sở Thương Minh từ chối để Tác Ngọc Đường tức giận. Cũng mặc kệ Tác Ngọc Đường mở cái gì điều kiện, tranh thủ như thế nào, đều không thể giữ Sở Thương Minh lại được. Tác Ngọc Đường nằm ở trên giường, cố gắng nghĩ cách khác. Muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan, nhất định phải có xích huyết long quỳ hoa. Thế nhưng... xích huyết long quỳ hoa không chỉ hiếm thấy, mà công dụng cũng rất ít. Cho nên, chỉ cần hắn trắng trợn tìm kiếm xích huyết long quỳ hoa, chẳng khác nào công khai tuyên bố hắn muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan. Đến lúc đó liền sẽ kinh động giới chủ đầu tiên. Cho nên chuyện này nhất định phải bí mật làm, nhưng phải tìm ai đây? Hai ngày sau, Tác Ngọc Đường vừa mới tỉnh ngủ, đột nhiên phát hiện bên giường có thêm một cái hộp gấm. Đây là... Tác Ngọc Đường mở hộp gấm ra xem xét, bên trong vậy mà lại để đó xích huyết long quỳ hoa mà hắn, nhớ thương. Chẳng lẽ là... Lòng dạ Tác Ngọc Đường rất sâu, lập tức mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng nào đó, trong lòng cũng nhanh chóng dấy lên hy vọng. Hôm nay có hai gốc, không lâu sau đó sẽ có gốc thứ ba, gốc thứ tư, gốc thứ năm. Chỉ cần có xích huyết long quỳ hoa, tiếp theo đều liền dễ làm. Sau đó không lâu... Một lão nhân mệt mỏi đẩy cửa phòng ra. Thánh chủ, người tìm ta. Khôi phục thế nào rồi? Tác Ngọc Đường cất kỹ hộp gấm, gian nan chống người lên. Có thể khôi phục lại 6 phần liền xem như may mắn. Lão nhân cười thảm. Hắn là một trong 5 vị trưởng lão may mắn còn sống sót, cũng là ngoại trừ Tác Ngọc Đường, là người có cảnh giới cao nhất, đan thuật mạnh nhất. Hắn tự biết không có cơ hội đợi đến đan dược thánh phẩm, tạo hóa thọ linh đan. Liền dùng, thăm hỏi, mà giới chủ đưa tới, đan dược cấp bậc chuẩn thánh phẩm, bồ đề kim nguyên đan. Về phần 4 vị trưởng lão khác, chỉ có thể dùng tạo hóa đan bình thường. Hắn miễn cưỡng có thể khôi phục lại 6 phần, 4 vị khác có thể khôi phục 3 phần đều coi như là may mắn. Cố gắng điều dưỡng thật tốt, chuẩn bị luyện đan. Luyện đan, ta chỉ sợ trong vòng nửa năm cũng không thể luyện đan. Loại đan dược này nhất định phải người ta tin tưởng đến luyện. Hơn nữa còn là trong mắt người ngoài, không thể nào để người khác đến luyện. Sau khi Tác Ngọc Đường giải thích xong tình huống, trên mặt Ngô trưởng lão hiện ra một vòng dữ tợn. Giao cho ta, chỉ cần có thể giết chết Khương Phàm, coi như sau này ta không thể luyện đan, cũng không thèm đếm xỉa. Cho ngươi thời gian 10 ngày điều trị, thuận tiện, thả yêu điệp ngươi nuôi ra, tìm tới Khương Phàm. Hắn giống như trốn ở một nơi nào đó tại xí thiên giới. Giao cho ta. Nhất định yêu điệp của ta có thể móc hắn ra.
nơi cực sâu trong rừng già tại xí thiên giới. Dạ An Nhiên mượn nhờ sơn hà rừng rậm xung quanh, diễn dịch tiểu thế giới, sinh cơ bừng bừng, phối hợp Khương Phàm cảm ngộ sơn hà đại táng. Mặc dù tiểu thế giới chỉ là hình dáng, nhưng đối với linh hồn cảnh Khương Phàm mà nói, đã đủ rồi. Khương Phàm giống như đứng ở thời đại viễn cổ đang khai thiên tích địa, khí tức hỗn độn tràn ngập, khí tức huyền hoàng lắng đọng, thảm thực vật trong rừng rậm vừa mới thai nghén, đại địa sông ngòi vừa mới thành hình. Loại cảm giác vi diệu này, có thể làm cho hắn cảm ngộ đại địa diễn biến rất tốt, sơn hà biến thiên ảo diệu. Nhất là tiểu thế giới mà Dạ An Nhiên khống chế, Na Di núi cao, phương pháp vặn vẹo sơn hà, cùng quá trình hủy diệt, chôn vùi, thế giới ngũ hành cũng kích ra cảm ngộ của Khương Phàm đối với sơn hà đại táng. Hiểu rõ bản chất mới có thể thôi diễn tốt hơn. Hiểu rõ ảo diệu mới có thể khống chế tốt hơn. Mà trong quá trình Khương Phàm cảm ngộ một ít tâm đắc, cũng sẽ cùng Dạ An Nhiên nghiên cứu thảo luận, trợ giúp Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành tốt hơn, thôi diễn sơn hà căn cơ của thế giới này. Hai người hỗ trợ nhau, hoàn toàn trầm luân ở bên trong. Đối với nhau, bọn hắn đều là trợ thủ tốt nhất. Nhưng, đến ngày thứ bảy, người có cảm nhận được không? Dạ An Nhiên nổi bồng bềnh giữa không trung, tiểu thụ ngũ hành trước mặt tỏa ra ánh sáng mông lung. Khương Phàm không có nghe được Dạ An Nhiên đang la lên, hắn đang chìm ngâm ở bên trong suy nghĩ. Tại thời điểm hắn cùng Dạ An Nhiên nghiên cứu thảo luận, đột nhiên nghĩ đến tàn đao truyền thừa. Thức thứ ba của tàn đao là tế thiên thức. Là dưới tuyệt cảnh sinh tử, tại thời khắc không màng sống chết, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt bản thân, hướng thương thiên. Mượn lực, có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng, có thể thể hiện ra bấy nhiêu uy lực và năng lượng, toàn bằng năng lực chịu đựng của ngươi, cùng tình cảnh đặc biệt điên cuồng cùng chấp niệm. Cái giá của bộ võ pháp này vô cùng lớn, tương đương với lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng, nếu như cải tiến phương thức thi triển tế thiên thức, phối hợp với sơn hà đại táng thì thế nào? Hai bên kết hợp, hắn có thể không cần thiêu đốt sinh mệnh liền có thể mượn nhờ, sơn hà đại táng phóng xuất ra tế thiên thức. Hắn cũng không cần trực tiếp hủy diệt sơn hà, chỉ cần mượn nhờ, tế thiên thức, điều động khí tức tai nạn mai táng sơn hà. Quả thực là tuyệt phối. Ta cảm thấy. Dạ An Nhiên nhắm mắt lại, thông qua ngũ hành thụ, cảm ngộ xí thiên giới. Thời điểm trước đó, nàng suy đoán có thể là xí thiên giới dùng một loại ngũ hành pháp trận nào đó. Phối hợp với năng lượng không gian, hình thành không gian độc lập. Sở dĩ dùng xiềng xích kết nối cùng thế giới bên ngoài, càng giống như đang hấp thu linh khí của thế giới bên ngoài, bảo đảm xí thiên giới diễn biến bình thường. Thế nhưng, thời điểm khi nàng mời ra ngũ hành thụ, lặp đi lặp lại diễn biến tiểu thế giới, phối hợp Khương Phàm cảm ngộ, càng phát ra cảm giác xí thiên giới này có chút kỳ quái. Cho tới hôm nay, loại cảm giác này lại càng rõ ràng, cũng mãnh liệt. Đó là một tiểu thế giới độc lập, sinh sôi hoàn toàn độc lập, năng lượng ngũ hành hoàn toàn độc lập. Năng lượng nơi này vô cùng nồng hậu lại dày đặc, không gian nơi này vô cùng ổn định. Nơi này, tựa như là một thế giới ngũ hành cổ lão. Dạ An Nhiên thì thào khẽ nói. Khương Phàm vẫn đắm chìm bên trong cảm ngộ của riêng mình, yên lặng diễn biến dung hợp phương thức, khai sáng uy lực võ pháp hoàn toàn mới lại to lớn. Thật lâu, Dạ An Nhiên mở hai mắt sáng tỏ ra. Toàn thân bất chợt nóng lên. Ta đã hiểu rồi. Nơi này thật sự là thế giới ngũ hành. Nhớ kỹ ngũ hành thần thụ đã từng nói. 10 vạn năm trước, hắn có nuôi dưỡng một con thần long, đưa ra khỏi thượng cổ thần đình. 3 vạn năm trước, hắn nuôi dưỡng một con người, cũng đưa ra khỏi thượng cổ thần đình. Thần long thất bại, trở lại thượng cổ thần đình, chết ở trước mặt thần thụ. Con người thất bại, chiến tử ở bên trong sự kiện nguy hiểm nào đó. Nhưng, bất luận là thần long hay là con người kia, cuối cùng đều đã vô cùng cường đại, cũng khẳng định đã diễn biến ra thế giới độc lập thuộc về bọn hắn. Hai thế giới kia đều không ở thượng cổ thần đình cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng đã ở lại thế giới thật sự. Xí thiên giới, chẳng lẽ chính là một trong hai cái sao? Dạ An Nhiên ngắm nhìn rừng rậm mênh mông. Ngũ hành thần thụ từng nói, chàng kiếp 3 vạn năm trước nạn kia, suýt nữa đều đã hủy nó. Có thể suy đoán truyền nhân kia đã gặp phải cường địch vô cùng khủng bố, thời điểm hắn nghênh chiến, có khả năng đã mang theo thế giới ngũ hành vọt tới. Mà con thần long 10 vạn năm trước kia là tự mình về tới bên cạnh thần thụ, còn chết tại nơi đó. Cho nên, xí thiên giới là thế giới mà thần long để lại.
Dạ An Nhiên càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu thật sự là như thế này, Xí Thiên Giới chính là một gốc ngũ hành thụ cổ lão, sâu trong Xí Thiên Giới càng chôn giấu di tích thần long. Nếu thật sự là như thế này, nàng hoàn toàn có thể hấp thu nơi này năng lượng đến tẩm bổ ngũ hành thụ của nàng, thậm chí là dung hợp nó, tiếp quản nó. Huynh đi cùng ta, hay là ở lại nơi này? Dạ An Nhiên muốn xác định nơi ngũ hành thụ cắm rễ, cũng chính là đầu nguồn của Xí Thiên Giới. Muội muốn làm gì? Khương Phàm từ trong trầm tư thức tỉnh lại. Ta cần xác định một chuyện. Sau khi Dạ An Nhiên hòa tan vào thân thể vào ngũ hành thụ, nàng đi đến rừng rậm tươi tốt. Ta đi cùng muội. Khương Phàm bước nhanh đuổi theo, nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng nói không chừng ở chỗ nào đó liền có thể có một lão gia hỏa ẩn thế, nếu như nàng giải thích không rõ thân phận của mình thì sẽ rất phiền toái. 10 vạn năm trước, ngũ hành thần thụ đã từng thai nghén qua một hạt giống ngũ hành, đưa cho một con giao long bên trong thánh hồ, trợ giúp nó hóa thân thành thần long. Thần long rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cố gắng ở bên ngoài một thời gian, cuối cùng về lại tới thượng cổ thần đình, chết bên cạnh thần thụ. Nhưng, nó trở về chỉ là thân thể, không có mang về thế giới ngũ hành mà nó sáng tạo. Ta hoài nghi thế giới ngũ hành của nó là đã ở lại bên ngoài, cái gọi Xí Thiên Giới này chính là thế giới kia. Muội có thể khống chế nơi này. Khương Phàm kích động. Đồng căn đồng nguyên sao, như ca ca muội muội, đều là người một nhà. Không nghĩ tới tiến vào Xí Thiên Giới, lại còn có thu hoạch vui mừng như vậy. Mấy chục năm sau, chẳng lẽ An Nhiên có thể hòa tan vào thân thể vào Xí Thiên Giới, mang theo chạy khắp thiên hạ. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Phàm sửng sốt mấy lần, đời trước gạt truyền nhân người ta, đời này còn muốn đổi nhà rồi. Quả nhiên là tặc tính không thay đổi. Một thời gian trước còn nói thẹn với Dương Vương, không thể nào lại phạm sai lầm, không thể nào lại bắt cóc bá vương tương lai của người ta, kết quả vừa có cơ hội, ngay cả Xí Thiên Giới cũng đều muốn dọn đi. Nếu như ngũ hành thụ kia vẫn tồn tại, ta hẳn là có thể hấp thu năng lượng, về phần có thể khống chế hay không, muốn phải xem tình huống mới biết được. Bọn hắn quanh đi quẩn lại 5 ngày trong rừng rậm, rốt cuộc cũng phát hiện được đầu nguồn năng lượng ngũ hành. Chỉ là, bọn hắn đứng tại trong rừng rậm, nhìn qua mênh mông quần sơn nơi xa kia phiến giống như sóng lớn lao nhanh. Nơi sâu nhất trong đó là nơi giới chủ Xí Thiên Giới bế quan. Khương Phàm lắc đầu, sớm nên liệu đến. Hẳn là ở nơi đó. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng ngũ hành mênh mông như biển ở đó, ngũ hành thụ trong cơ thể nàng nở rộ lên tầng tầng ánh sáng, chiếu ánh nàng như là trong suốt. Là ngũ hành thụ, hay là... Chỉ có đi đến nơi đó, mới có thể xác định được. Tuy nhiên, ta có thể hấp thu lực lượng ngũ hành nơi đó, thử tỉnh lại nó. Nếu quả như thật là ngũ hành thụ, có khả năng sẽ để lại linh hồn thần long. Dạ An Nhiên nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu, triển khai thân thể nở rộ lên hào quang sáng chói. Ngọc Châu đại biểu cho lực lượng ngũ hành từ trong thân thể bay ra, nhanh chóng phóng đại, nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy mãnh liệt. Năng lượng ngũ hành giữa thiên địa nhận lấy dẫn dắt, tiến lên lao nhanh tới nơi này. Năng lượng nồng đậm giống như thủy triều vô hình tràn qua rừng rậm, cuốn qua núi cao, thậm chí xuất hiện ù ù tiếng vang. Cẩn thận một chút, đừng để bọn thủ vệ chú ý. Khương Phàm đi đến phía trước đỉnh núi, ngắm nhìn quần sơn mênh mông ngoài trăm dặm ầm ầm dậy sóng. Nơi đó là cấm khu trung ương của Xí Thiên Giới, có u cốc mà giới chủ bế quan, có đại điện Xí Thiên nguy nga, càng nắm chắc hơn vạn người trấn thủ. Ngũ hành linh châu cùng ý thức Dạ An Nhiên tương thông, tụ tập năng lượng thiên địa, hình thành mê vụ nồng đậm, che mất khu rừng này. Sau đó, Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành linh châu phân tán ra ngoài, phạm vi đạt 20-30 dặm. Thổ linh châu, kim linh châu, hỏa linh châu, đều không có nhập vào địa tầng. Mộc linh châu lơ lửng trong rừng rậm, thủy linh châu xông vào con sông lao nhanh ở phía trước. Tiếp tục tụ tập năng lượng, đồng thời thử nghiệm sinh ra cộng minh cùng năng lượng ngũ hành thế giới này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dạ An Nhiên cẩn thận cảm nhận được ngũ hành linh châu đang thay đổi, cảm nhận được thế giới này ba động kỳ diệu. Rốt cuộc, ý thức thế giới của Dạ An Nhiên đột nhiên rung chuyển, giống như biển động ngập trời mang đến áp bách ngạt thở, lại như đại địa rung chuyển nhấc lên hỗn loạn vô tận. Một loại thần thức thật lớn cưỡng ép xông vào ý thức của nàng. Quả nhiên là cự long. Khó mà hình dung được sự to lớn của nó. Nó phảng phất có thể đè sập thương thiên, lại như là thiên địa biến thành.
cho dù là ở trong ý thức, cũng đủ để lấp đầy ý thức của thế giới này. Dạ An Nhiên cảm nhận được ngạt thở, cảm nhận được nhỏ bé, như muốn trầm luân trong thế giới ý thức của mình. Cự Long phát ra ánh sáng ngũ hành, nhìn xuống con kiến hôi Dạ An Nhiên ở trước mặt mình. Ta là truyền nhân thứ ba của ngũ hành thần thụ, Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên cố nén cảm giác áp bách, chủ động cho thấy thân phận, để tránh gây nên hiểu lầm. Tại sao ngươi tới đây? Cự Long phát ra thanh âm thế nhưng vừa phun ra chữ đầu tiên, cái tiếng vang vô cùng minh mông kia liền chấn động đến mức linh hồn Dạ An Nhiên đều hoảng hốt, mấy chữ ngắn ngủi, suýt nữa đã chấn nàng choáng qua. Ta vô ý mạo phạm, chỉ đi đến nơi này sau đó ngoài ý muốn phát hiện được bí mật nơi này. Ta nhớ được ngũ hành thần thụ từng nói qua, ngài ấy đã bồi dưỡng thần long vào 10 vạn năm về trước, và đã chết ở trước mặt của ngài. Ta đoán, nơi này hẳn là thế giới ngũ hành mà thần long để lại, cũng có thể là lưu lại linh hồn. Cho nên mạo muội cảm ứng, quấy rầy đến ngươi. Ta chính là con thần long kia. Cự Long không có giấu giếm. Nó đã từng là một con giao long, lãng phí thời gian trong thánh hồ, may mắn được lọt vào mắt xanh của thần thụ, có thể hóa thành cự long, xé mở cấm chế thần đình, truy tìm thế giới ảo diệu. Nó lấy được hạt giống ngũ hành đầu tiên mà thần thụ thai nghén, cũng là kỳ vọng lớn nhất của thần thụ. Nó kế thừa ý chí thần thụ, cũng truy tìm mộng tưởng của thần thụ. Nó không làm danh lợi, không để ý tới thế sự. Bay lượn giữa đất trời mênh mông, quan sát đến thế giới cổ lão, diễn biến thế giới ngũ hành hoàn toàn mới. Nhưng, cuối cùng nó vẫn thất bại. Tựa như thế giới của thần thụ như thế, rõ ràng là thế giới sinh cơ bừng bừng, nhưng lại âm u đầy tử khí, không thể tự nhiên dựng dục ra huyết nhục sinh mệnh, không thể diễn biến ra con đường luân hồi, không thể sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần. Nó giấu trong lòng cảm kích cùng chờ mong, hy vọng có thể mang theo huy hoàng thành tựu, đáp trả lại cho ngũ hành thần thụ. Mãi cho đến khi rốt cuộc nó cũng đã hiểu mình thật sự bất lực, loại tuyệt vọng kia, đau đớn, cùng áy náy đối với thần thụ, triệt để phá hủy nó. Nó để lại thế giới mà mình đã sáng tạo, về tới bên cạnh thần thụ, lần nói lời xin lỗi lượt áy náy, mà từ từ mục nát. Trước khi đi, nó để lại linh hồn mình, yên lặng bảo vệ lấy cái thế giới mà nó đã hao hết tinh lực suốt đời để diễn biến. Ngũ hành không chết, linh hồn bất diệt. Đến nay, đã là 100.000 năm. Dạ An Nhiên nói. Năm đó, trước khi thần long rời khỏi, ngũ hành thụ đã ở lại nơi này sao? Ngũ hành thụ được giữ lại, đã cùng thế giới này dung hợp triệt để. Dạ An Nhiên nói thẳng. Ngũ hành thụ của ta vừa mới bắt đầu trưởng thành, cần năng lượng, ta có thể được trợ giúp của ngươi không? Cự Long theo dõi tình huống của Dạ An Nhiên, xác định thân phận của nàng. Ngũ hành thụ của ngươi và ta đúng là đồng căn đồng nguyên. Ngũ hành thụ của ngài lâu hơn ngũ hành thụ của ta 100.000 năm, ngài cũng hơn ta 100.000 tuổi, ta có thể gọi ngài là huynh trưởng không? Dạ An Nhiên thử rút ngắn mối quan hệ. Cự Long nhưng không có tình cảm, lạnh lùng nói. Ngũ hành thần thụ không có nhắc nhở cho ngươi. Vứt bỏ tình cảm, theo đuổi thần tính, mới là chân lý diễn biến ngũ hành sao? Ngũ hành thần thụ trước sau có hai vị truyền thừa. Cuối cùng đều đã thất bại, không thể dựng dục ra huyết nhục sinh linh. Ta là người thứ ba, cũng là nó có thể thai nghén cuối cùng. Ngài ấy dạy bảo cho ta là tự do trưởng thành, hết thảy tùy tâm. Tự do trưởng thành, hết thảy tùy tâm. Cự Long mặc niệm. Dạ An Nhiên cảm giác Cự Long xác thực không có tình cảm, liền trực tiếp làm rõ, nói. Ngài và ta cùng là kế thừa ý chí thần thụ, truy tìm chân lý diễn biến thế giới, mà ta lại là hy vọng cuối cùng. Cho nên, An Nhiên có một thỉnh cầu rất mạo muội. Ngài có thể vì ta mà rộng mở ý thức hay không, để cho ta hiểu rõ toàn bộ quá trình lúc trước ngài diễn biến thế giới ngũ hành, chia sẻ cho ta một ít kinh nghiệm ngài để lại. Còn có, ta muốn tự mình cảm nhận, sau khi chân thân ngài rời khỏi, cái thế giới ngũ hành này đã tự do diễn biến 100.000 năm như thế nào. Cự Long xác thực không có tình cảm, chỉ có cân nhắc chính xác hay không, cho nên rất tự nhiên nói. Ta để lại linh hồn, chính là sau khi cảm nhận mất đi, chủ nhân, khống chế, thế giới này sẽ diễn biến như thế nào, lại có thể diễn biến đến trình độ nào. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn. Bây giờ chính là giai đoạn nàng đang bắt đầu diễn biến thế giới ngũ hành, hiểu rõ hơn cách mà một thế giới ngũ hành diễn biến, liền nhiều hơn một phần hiểu cùng cảm ngộ, cũng có thể từ ban đầu tận hết khả năng tránh để lại tai họa ngầm cho thế giới của nàng.
Tại thời điểm Cự Long mang theo Dạ An Nhiên cảm ngộ toàn bộ quá trình thế giới ngũ hành diễn biến, Tắc Ngọc Đường đã trải qua 13 ngày chờ đợi dài dằng dặc, rốt cuộc cũng lại chờ đến 3 cây xích huyết long quỳ hoa. Nhưng, thương thế của Ngô trưởng lão lại vô cùng nghiêm trọng, thời điểm bắt đầu luyện chế yêu linh phần huyết đan, vậy mà lại thất bại tại viên đầu tiên. Ngô trưởng lão không dám làm loạn, tu dưỡng trọn vẹn 2 ngày, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, mới bắt đầu luyện chế lại một lần nữa. Viên thứ 2 thuận lợi ra lò. Viên thứ 3 viên thứ 4, cũng rất thuận lợi. Nhưng, thân thể Ngô trưởng lão đã quá suy yếu, khống chế linh lực kém xa với lúc trước, cho nên viên thứ 5 lại lần nữa thất bại. Cứ như vậy, mong đợi 5 viên yêu linh phần huyết đan, cuối cùng chỉ thành công 3 viên. May mắn duy nhất là, bọn hắn không có để cho người khác chú ý. Bây giờ Khương Phàm ở đâu? Tác Ngọc Đường cố nén đau đớn suy yếu, chống thân thể lên. Trước đó ở một chỗ hẻo lánh của Xí Thiên Giới, một thời gian trước chuyển rời đến vùng đất Trung ương, cách nơi giới chủ bế quan khoảng 200 dặm. Tuy nhiên cái gì? Hình như hắn đã mang Dạ An Nhiên vào. Cùng phế hết, vừa vặn 2 viên, để đôi Dạ Uyên Ương kia cùng tuyệt vọng một chỗ, cùng chịu chết một chỗ. Triệu Thế Hùng thì sao? 5 ngày trước vừa mới tiến vào Cửu Trọng Thiên. Phế xong bọn người Khương Phàm, ta sẽ đến Hung Linh Hầu phủ đi xử lý hắn. Mấy ngày nay ta cứ cảm thấy lấy là lạ, ngươi làm thế nào lại chạy tới chỗ ta đây? Giới chủ đứng trong rừng rậm ngăn chặn Khương Phàm đang chạy tán loạn 4 chỗ. Ngài đã là sinh tử cảnh rồi. Khương Phàm cực lực muốn hất nàng ra, lại còn là bị ngăn chặn. Ta sinh tử cảnh đã 2 năm. Giới chủ nghi ngờ đánh giá Khương Phàm, gia hỏa này lại lén lút muốn làm gì? Ngài 21 tuổi đã tiến vào sinh tử cảnh, ngài lừa gạt ai đây? Khương Phàm trách không được cảm giác cảnh giới của nàng lơ lửng không cố định. Thiên hạ này cũng chỉ cho phép ngươi sáng tạo kỳ tích. Ngài, Thánh Vương Linh Văn, ngươi hiếu kỳ linh văn của ta cũng rất tò mò linh văn của ngươi, chúng ta giới thiệu nhau một chút. Được rồi, chúng ta vẫn cứ giữ bí mật của riêng mình đi. Cáo từ, ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ một chút, ngươi cảm thấy ta rất dễ bị lừa gạt, ngươi ở chỗ này làm gì, ngươi lại đang làm cái gì? Ta thế nào? Khương Phàm làm bộ vô tội. Chính ngươi rất rõ ràng. Ta chính là nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Ta một không có tới gần nơi ngài bế quan, hai không có nhìn trộm ngài, ba không có tổn thương ngài, ta thế nào? Ngươi lại giả vờ ngây ngốc, ta chụp ngươi 3 năm. Ta nói giới chủ à, chúng ta lại không quen, giữ vững chút tôn trọng, giữ vững chút khoảng cách, giữ vững chút bí mật, không phải rất tốt sao? Ngài nhất định phải sống mái với ta. Chớ tự đa tình, ngươi không làm loạn, ta có thể đi ra. Ngươi còn không có nhìn thấy ta liền chạy, ta có thể không đuổi theo ngươi. Nếu như ngươi thật không muốn nói, chính ta tra. Ta điều tra ra cùng ngươi tự mình nói đi ra, kết quả xử lý cũng không như nhau. Giới chủ rất cảnh giác, gia hỏa này lại có thể khiến cho, giới tâm, Xí Thiên Giới có phản ứng vi diệu, nhất định phải tra rõ ràng. Được thôi, ta thẳng thắn, chuyện là như thế này. Không phải ta đã thành trưởng lão tam đẳng Xí Thiên Giới của chúng ta sao, liền mang đến một bằng hữu vào đây để khoe khoang. Ta thấy năng lượng Xí Thiên Giới rất phong phú, liền tự tiện chủ trương để cho bằng hữu ta tùy tiện dùng. Sau đó thì sao? Giới chủ thật phục gia hỏa này, chuyện lớn hóa nhỏ, hời hợt như thế. Ta liền mang nàng đến nơi có năng lượng nồng nặc nhất Xí Thiên Giới. Sau đó thì sao? Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Ta đây không phải một mình dẫn người đi đến sao? Ta sợ ngài xử lý nàng. Nàng ở đâu? Ngài một ngày trăm công ngàn việc, vất vả, chút chuyện nhỏ này chính ta xử lý là được. Yên tâm, ta sẽ mang nàng rời khỏi. Chính ta cha. Chờ một chút, ta dẫn ngài đi. Khương Phàm mang theo giới chủ đi tới nơi Dạ An Nhiên bế quan. Dạ An Nhiên đắm chìm trong sương mù nồng đậm, cùng ngũ hành linh châu phân tán các nơi hình thành cộng minh. Phạm vi 30 dặm sơn hà đều lâm vào bên trong ba động mông lung. Nàng là ai? Giới chủ cảm thấy linh lực trong khí hải nhận lấy dẫn dắt. Vị hôn thê, tên điên như ngươi lại có nữ tử ưa thích. Củ cải rau xanh đều có chỗ đáng yêu. Nàng là linh văn gì? Ngũ hành thiên phẩm. Giới chủ đột nhiên nghĩ tới. Thời điểm Khương Phàm tiến bá vương chiến quốc, lên đài tính kế Triệu Thế Hùng, giống như mang theo một nữ tử và một con hồ ly.
Lúc ấy nàng tùy tiện nghe chút, không có để ý. Đây chính là nữ tử kia. Lại còn là thiên phẩm linh văn, ngũ hành linh văn. Nàng ưu tú như vậy, làm sao lại coi trọng loại người như ngươi đây rồi? Ta không ưu tú sao? Ngươi ưu tú thì ưu tú, nhưng tinh thần của ngươi có chút vấn đề, không sợ ảnh hưởng một đời dưới sao? Khương Phàm nhếch miệng, khống chế lại cảm xúc. Nếu như không có việc gì, ngài về trước đi, ta sẽ mang An Nhiên rời khỏi. Ta không sao mà. Ngài có chuyện gì? Ta không sao mà. Ngài thật sự nhàn rỗi không chuyện gì thì xử lý Tác Ngọc Đường đi, loại người phẩm hạnh như hắn kia, giữ lại chính là tai họa. Ta không cần mặt mũi sao? 3 năm trước đây vì để hắn thu vào, đã huyên náo đến mức cả thiên hạ đều biết, bây giờ đột nhiên đánh hắn ra ngoài, để cho người khác nhìn ta như thế nào? Nếu như ngài không xử lý, ta thay ngài xử lý. Ngươi dám, còn dám làm loạn, ta đánh ngươi ra ngoài. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như hắn lại khiêu khích ta, ta tuyệt đối không nương tay. Bây giờ hắn vừa thức tỉnh, còn không có khôi phục. Chờ chuẩn bị tốt dược liệu, luyện ra tạo hóa thọ linh đan, ta tự mình đưa qua cho hắn, thuận tiện nhắc nhở hắn. Mau chóng xử lý, ta sợ lão già kia ngày nào đó nghĩ quẩn, chạy tới ôm ta tự bảo. Khương Phàm nhìn mê vụ bao phủ sơn lâm, đột nhiên hỏi. Giới chủ, ngài hiểu rõ bí mật của Xí Thiên giới không? Ta đương nhiên hiểu rõ. Ngài biết vì sao nàng hấp thu năng lượng có thể kinh động đến ngài không? Nếu ta không đoán sai, nàng kinh động không phải là ngài, mà là chỗ ngài tu luyện. Làm sao ngươi biết? Giới chủ lần nữa cảnh giác. Bởi vì ta hiểu rõ Xí Thiên giới. Ngươi mới đến bao nhiêu tháng, ngươi có thể hiểu cái gì? Ta không hiểu rõ tổ chức Xí Thiên giới các ngươi đây, nhưng ta hiểu rõ chỗ không gian Xí Thiên giới này. Nói rõ ràng, thế giới này là do một con cự long mở ra từ 10 vạn năm trước, cự long khống chế lực lượng ngũ hành, diễn biến thế giới này, cuối cùng rời khỏi. Mà Dạ An Nhiên, đã được cự long ngũ hành truyền thừa. Bây giờ nàng đang cùng thế giới này giao lưu, đang hấp thu năng lượng thế giới này. Khương Phàm nói nửa thật nửa giả, kích thích giới chủ, để tránh nàng vui buồn thất thường làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán. Giới chủ cau chặt lông mày, chăm chú nhìn Dạ An Nhiên như ẩn như hiện trong sương mù. Chấn kinh trong lòng vượt xa hoài nghi. Bởi vì giới tâm của Xí Thiên giới đúng là hình dáng của một con cự long kinh khủng. Sâu trong giới tâm treo cao 5 cái vòng xoáy to lớn, cũng xác thực đại biểu cho năng lượng ngũ hành. Đây cũng là bí mật lớn nhất mà chỉ có các đời giới chủ mới biết. Khương Phàm khẳng định không biết. Sở dĩ há mồm liền ra, hẳn là, Dạ An Nhiên đã được truyền thừa. Cự long truyền thừa, ngũ hành truyền thừa. Chẳng phải là nói, chẳng khác gì Dạ An Nhiên là người thừa kế của thế giới này. Giới chủ càng nhăn lông càng chặt, đáy mắt lấp lóe tinh mang rạng rỡ, thần tình nghiêm túc lại lạnh lẽo, trong lòng lại bất chợt nóng lên. Cái này không phải chính là cơ duyên mà nàng đau khổ chờ đợi sao? Mặc dù không phải tự mình tới làm, nhưng lại bớt đi vô số phiền phức. Nàng từ 3.000 năm trước dứt khoát chịu chết, mang theo toàn bộ ký ức cùng truyền thừa luân hồi trở về, chính là muốn một lần nữa tìm kiếm bí mật giới tâm, muốn khống chế năng lượng vô cùng mênh mông khủng bố bên trong giới tâm kia. Theo đuổi lớn nhất kiếp trước và kiếp này của nàng, chính là chỉ dẫn triệt để khống chế năng lượng bên trong chỗ không gian Xí Thiên giới này, lợi dụng năng lượng bên trong, bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư càng mạnh. Mục tiêu lớn nhất để nàng tân sinh đến đây, chính là hoàn thành sứ mệnh chưa hết ở kiếp trước, mang theo Xí Thiên giới trở thành hoàng đạo chân chính. Lưng nàng đeo sứ mệnh, cũng mang áp lực nặng nề, không nghĩ tới. Vậy mà lại đụng phải người thừa kế không gian này. Cái này cũng mang ý nghĩa, Dạ An Nhiên có thể chân chính điều động năng lượng giới tâm, có thể trợ giúp nàng lớn mạnh Xí Thiên giới, thậm chí có thể chân chính tùy thời rời khỏi thế giới thật sự, dao động ở trong hư không. Khương Phàm cẩn thận quan sát đến sắc mặt biến ảo của giới chủ. Nữ tử này giống như rất kích động. Chẳng lẽ Dạ An Nhiên đã biến thành uy hiếp? Hay là muốn cưỡng ép khống chế Dạ An Nhiên? Sắc mặt này thật khó coi. Cự long truyền thừa, thế giới ngũ hành. Giới chủ càng nghĩ càng kích động. Hy vọng tới quá đột nhiên, cũng quá vui mừng. Lúc trước cưỡng ép bảo trụ Khương Phàm, thật là một quyết định chính xác. Tiểu tử này, quả thực là phúc tinh của nàng. Giới chủ bỗng nhiên tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm nhíu mày, cảnh giác nàng. Để cho ta hôn một chút.
giới chủ kích động muốn không khống chế nổi mình. Giới chủ, tỉnh táo lại. Khương Phàm từ từ lui lại hai bước, đưa tay ép xuống. Cùng ta làm, hít sâu. Tại thời điểm giới chủ kích động, Khương Phàm khẩn trương, tại thời điểm Dạ An Nhiên đắm chìm bên trong cảm ngộ, cũng không ai chú ý tới, hai con hồ điệp xinh đẹp đang nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa trong núi rừng thâm thúy ẩm ướt, đang tới gần nơi này. Bọn chúng là tinh vân huyễn điệp, một loại hồ điệp quỷ dị lại cực kỳ nguy hiểm. Nó không nguy hiểm ở chỗ công kích, mà ở chỗ ẩn giấu. Nó có được lực phòng ngự cực mạnh, cơ hồ giết không chết, nó còn có thể che giấu năng lượng của mình một cách hoàn mỹ. Bất luận là con người hay là yêu thú đều rất khó phát giác được năng lượng chuyển động trên người nó, tựa như là hồ điệp bình thường không thể bình thường hơn. Mà, bọn chúng còn có thể kết nối hoàn mỹ với ý thức của chủ nhân. Bọn chúng nhìn thấy cái gì, chủ nhân liền có thể thấy cái đó. Chủ nhân khống chế bọn chúng đến đâu, bọn chúng liền sẽ đi đến đó. Giới chủ. Ngô trưởng lão tiềm phục ở rất xa, ý thức cùng tinh vân huyễn điệp tương thông, vậy mà lại phát hiện Khương Phàm cùng giới chủ đang đợi cùng một chỗ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể hạ dược cho Khương Phàm và Dạ An Nhiên trước mặt giới chủ được. Mà cảnh giới của giới chủ giống như đang ở sinh tử cảnh. Dược hiệu của yêu linh phần huyết đan vô cùng bá đạo, không chỉ có thể ảnh hưởng cảnh giới đặc thù linh hồn cảnh cửu trọng thiên này, đối với sinh tử cảnh cũng có ảnh hưởng. Chẳng may hại chết giới chủ, xí thiên giới khẳng định sẽ sống bọn hắn, đến lúc đó liền mặc kệ có chứng cớ hay không. Đầu tiên chờ chút đã. Ngô trưởng lão khống chế tinh vân huyễn điệp lặng yên rút đi, chờ sau khi giới chủ rời khỏi lại hành động. Thế nhưng, chờ lại chờ, giới chủ lại vẫn còn ở cùng với Khương Phàm. Ta muốn cùng Dạ An Nhiên nói chuyện riêng. Giới chủ không kịp chờ đợi muốn cùng Dạ An Nhiên hiểu rõ chi tiết tình huống. Có thể nói chuyện, riêng liền miễn đi. Cô nương nhà ta đây rất đơn thuần, chớ bị ngài làm hư. Ta là giới chủ của ngươi. Ngài là giới chủ, không sai. Nhưng phẩm hạnh ngài có vấn đề. Khương Phàm, ngươi nghĩ ta không dám thu thập ngươi. Ngài bây giờ là sinh tử cảnh, tựa như là hoài thai, đừng kích động, dễ dàng động thai khí. Ngươi thật cần ăn đòn. Ngài muốn nói chuyện gì với An Nhiên? Không liên hệ gì tới ngươi. Nàng là của ta, đương nhiên có liên quan tới ta. Của ngươi, hừ, ở đâu ra tự tin? Nếu như nàng thật giống ngươi nói đã đạt được Cự Long truyền thừa, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng được, ngươi cảm giác chỉ bằng tư chất của ngươi, xứng với nàng. Xứng hay không, không phải do ngài nói. Tóm lại, ngài đừng nghĩ tới chuyện thông đồng nàng là của ta. Nghe ta khuyên vài câu, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, hôn nhiều một chút, ôm nhiều một cái, nhiều thêm mấy cái nữa. Tương lai đó, người khả năng ngay cả cơ hội tới gần nàng cũng không có. Giới chủ hừ nhẹ, chờ Dạ An Nhiên biết năng lượng, giới tâm, mênh mông đến mức nào, biết mục tiêu cuối cùng của nàng, khẳng định bỏ qua hết thảy, toàn lực phối hợp nàng. Không, chỉ cần xí thiên giới có thể bước lên hoàng đạo, nàng cùng Dạ An Nhiên tỉ muội tương xứng, đều có thể cùng hưởng xí thiên giới. Khương Phàm nghe được thì lắc đầu, càng ngày càng hoài nghi tuổi tác nữ tử này, nói chuyện căn bản không giống hơn 20 tuổi, mà là cùng. Đúng rồi, không khác vô hồi thánh chủ lắm. Nếu như tuổi tác không có vấn đề, vậy thì chính là tinh thần có vấn đề. Khương Phàm cùng giới chủ trò chuyện rất tùy ý, Ngô trưởng lão lại chờ rất gấp. Bởi vì yêu linh phần huyết đan đã bị hắn mài thành phấn, vẩy vào trên thân hồ điệp. Thời gian kéo dài càng lâu liền có thể bay hơi sạch sẽ. Giới chủ và Khương Phàm giống như đang quan sát Dạ An Nhiên tu luyện, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực xem tiếp sao? Ta cũng không có thời gian chậm trễ. Ngô trưởng lão cắn răng, khống chế tinh vân huyễn điệp nhích tới gần. Bởi vì nhẹ nhàng linh động, lại không có bất cứ sóng năng lượng nào, không có khiến cho Khương Phàm và giới chủ chú ý. Giới chủ, đắc tội, là chính ngươi nhất định phải tới. Lúc Ngô trưởng lão đang quyết định tính toán, Khương Phàm liền đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Về phần chuyện sau này, giao cho thánh chủ xử lý đi. Một con tinh vân huyễn điệp bay lên, bay múa trong rừng cây rậm rạp, sau khi tránh khỏi bọn người Khương Phàm, nó liền biến mất trong sương mù, lặng yên không một tiếng động rơi xuống gần Dạ An Nhiên. Sau đó, cánh run run, vẩy vào thuốc bột phía trên, theo năng lượng cuồn cuộn, theo Dạ An Nhiên hô hấp, đi đến thân thể. Dược hiệu không màu không vị, cũng không có cảm nhận rõ ràng.
Đây chính là chỗ quỷ dị của yêu linh phần huyết đan. Thuốc bột thẩm thấu vào máu sẽ nhanh chóng tích lũy ở chỗ trái tim. Một con tinh vân huyễn điệp khác cũng bay lên, rơi xuống ở một chiếc lá cây trên đỉnh đầu Khương Phàm, tận lực tránh khỏi giới chủ, sau đó lặng lẽ run run cánh, vẩy xuống thuốc bột nhỏ bé không thể nhận ra. Khương Phàm kỳ thật cũng có chú ý tới hồ điệp bay qua, nhưng không có để ý quá nhiều. Số lượng lớn bụi theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, thuận mạch máu chìm vào trái tim. Mặc dù hồ điệp đã cố ý tránh khỏi giới chủ, nhưng thuốc bột quá nhẹ, tùy ý vẩy xuống, vẫn có chút ít trôi giạt đến chỗ nàng. Trong sương mù, Dạ An Nhiên đi theo Cự Long chỉ dẫn, cảm ngộ quá trình diễn biến thế giới ngũ hành. Cự Long giống như hành tẩu trong con sông thời gian, dẫn dắt Dạ An Nhiên đến cảm nhận được thế giới của nó, nhắc nhở một ít tai họa ngầm, cùng quá trình phát triển biến thiên đặc biệt. Dạ An Nhiên đắm chìm ở bên trong, như một thần linh sáng thế, quan sát thế giới biến thiên, cảm nhận kỳ diệu, mang đến cảm ngộ phi phàm. Nhưng, nàng căn bản không nghĩ tới, có Khương Phàm trông coi mà lại còn bị tập kích, mà ngũ hành lĩnh vực xung quanh nàng cũng không có gây nên chút ba động nào. Trong lúc bất tri bất giác, tim nàng đập rộn lên, nóng hổi, khô nóng, giống như có một ngọn lửa đang đốt ở bên trong. Dạ An Nhiên rất nhanh đã bừng tỉnh, cưỡng ép rút lui từ trong thức hải đi ra, nhưng đã quá muộn. Dược hiệu phát tác, trái tim tăng tốc mãnh liệt, phồng lên co vào trên phạm vi lớn, cảm giác kia giống như trái tim muốn nổ tung. A, à, Dạ An Nhiên đau đớn kêu thảm, huyết dịch nóng hổi, toàn thân đều giống như bốc cháy. Nàng cực lực điều động năng lượng ngũ hành, diễn biến ra khí tức mát mẻ, lại hoàn toàn ép không được sóng nhiệt từ trong trái tim dâng lên mà ra lao ra. Như hồng thủy vỡ đê, không thể đỡ được. Mà, cảm giác dược hiệu mang tới giống như đang thiêu đốt, thực chất là đang điên cuồng nghiền ép tiềm lực. Người càng phối hợp với phóng thích năng lượng, càng như là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu như đã thức tỉnh huyết mạch, loại áp chế tiềm lực này sẽ càng điên cuồng hơn, liền giống với Khương Phàm. Ngô ngô! Khương Phàm gắt gao cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng lại xuất hiện thanh âm đau đớn. Hai mắt hắn huyết hồng, toàn thân nổi cao gân xanh, cực lực áp chế toàn thân sao động, nóng hổi. Nhưng, năng lượng huyết mạch lại tiếp tục bị kích thích, đánh thẳng vào linh hồn chu tước, càng đánh thẳng vào thần uy mắt phải cùng xương sống. Dược hiệu tầng tầng tăng cường. A, à, Khương Phàm cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu gào thét, liệt diễm toàn thân phóng lên trời, kịch liệt cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo, hóa thành chu tước hoa lệ, dương cánh gáy to, âm thanh đoạn cả hoang dã. Mắt phải dâng lên cường quang, nóng chảy cả mặt nạ, ngưng tụ thành cột sáng hủy diệt, nổ bắn ra khung trời, va chạm bình chướng không gian của xí thiên giới ở mấy vạn mét trên không trung. Ngay sau đó, năng lượng tại xương cột sống rung chuyển, tinh huyết kim hoàng tiếp tục cuồn cuộn, toàn thân răng rắc loạn hưởng, hóa thành chu tước yêu thể, vỗ cánh bay lên. Giới chủ mặc dù chỉ hấp thu chút ít thuốc bột, nhưng đang ở vào giai đoạn sau của sinh tử cảnh, cũng là cảnh giới ba động kịch liệt nhất. Là thời điểm thân thể mẫn cảm nguy hiểm nhất, hơi có dược hiệu kích thích, cũng khiến cho máu của nàng sôi trào. Khí lãng bá liệt chấn động khắp dãy núi, cát bay đá chạy, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cây rừng tráng kiện bị nhổ tận gốc. Năng lượng đen kịt mãnh liệt lao ra, cuốn lên bầu trời, hóa thành một cái cự đỉnh nặng nề, vắt ngang thiên khung, uy áp tám phương. Cự đỉnh nguy nga, khí lãng ngập trời, năng lượng hư vô cuồn cuộn ở bên trong, dung chuyển không gian. Đảo loạn năng lượng thiên địa, phảng phất muốn thôn phệ vùng thiên địa này. Oanh! 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 Khương Phàm đau đớn, phát ra liệt diễm ngập trời, Dạ An Nhiên kêu thảm, dẫn phát ngũ hành nguyên châu xung quanh nổ tung, giới chủ bộc phát, thì như muốn dung chuyển chư thiên, thôn nạp vạn vật. Vài trăm dặm dãy núi đều bị kinh động, số lượng lớn thị vệ nhìn ra nơi này. Xong rồi! Ngô trưởng lão thu hồi tinh vân huyễn điệp, lặng lẽ rút đi. Dược hiệu phát tác, so với hắn mong muốn còn mãnh liệt hơn. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, chẳng mấy chốc sẽ bị cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh, sau đó sẽ từ hỗn loạn kịch liệt mà chết thảm. Về phần giới chủ, nàng hấp thu thuốc bột cũng không nhiều, trong cấm khu có rất nhiều lão tổ tông, hẳn là có thể cứu nàng. Nơi này đã kết thúc, chúng ta đi thu thập Triệu Thế Hùng. Ngô trưởng lão cất ký hồ điệp, nhanh chóng rời khỏi. Bây giờ hắn đã không có bất cứ cái gì để e ngại nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là hoàn thành nhiệm vụ, báo thù. Giới chủ.
tiểu lão đầu ở trong mê vụ không gian xuất hiện, sau khi chú ý tới cự đỉnh này, hắn lập tức nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Nhìn ba nguồn năng lượng như thủy triều, hắn khẽ chau mày, phất tay giam cầm mảnh sơn hà này, cưỡng ép di chuyển, trở lại u cốc. Khương Phàm đau đớn kêu thảm, toàn thân nóng hổi, giống như muốn đốt thành cho bụi. Huyết khí đang sôi trào, tiềm lực đang nghiền ép, hắn táo bạo lại suy yếu, điên cuồng càng vô lực, hắn như đang tiêu hao năng lượng huyết mạch. Dạ An Nhiên không có cái gọi là huyết mạch, nhưng nàng đã cùng ngũ hành thụ dung hợp, tâm hải đại bạo phát, đánh thẳng vào ngũ hành thụ, cũng kích thích ngũ hành thụ điên cuồng phóng thích năng lượng, quét sạch toàn thân. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên giật mình khi thấy cảnh giới mình bắt đầu buông lỏng. Trước đó đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này giống như muốn đột phá hàng rào. Đột phá. Nàng bước đến phía trước nửa bước, chính là sinh tử cảnh. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà, loại tình huống táo bạo xông vào sinh tử cảnh này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hình như ta bị trúng độc. Giới chủ xếp bằng ở trong u cốc, cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh, nhưng toàn thân quá đau đớn, thật sự không chịu nổi. Linh văn của nàng là đỉnh lô, giờ khắc này, toàn thân tựa như đỉnh lô bị cưỡng ép nhóm lửa, đang dùng máu tươi của nàng, đốt hài cốt và linh hồn của nàng. Sinh tử cảnh hậu kỳ luôn chợt cao chợt thấp, thực lực chợt mạnh chợt yếu, mà thay đổi vô cùng kịch liệt. Bây giờ bị kích thích, cảnh giới lập tức bạo phát cực mạnh giống như tăng lên. Nàng giống như lúc nào cũng có thể muốn đạt tới cực hạn, sau đó tự bạo. Ai đã hạ độc các ngươi? Tiểu lão đầu không rõ tình huống, không có tùy tiện ra tay, tỉnh táo quan sát kỹ. Nơi này là xí thiên giới, ai dám hạ độc ở chỗ này? Hơn nữa còn là trực tiếp ra tay với giới chủ. Nhanh nghĩ cách đi. Giới chủ đau đớn lại tức giận. Sinh tử cảnh ngoại trừ thay đổi thực lực ra thì còn có một tình huống đặc thù, chính là cảm xúc dễ dàng thay đổi rất nhanh, mà dễ giận dễ buồn. Người là sinh tử cảnh hậu kỳ, không thể dùng đan dược, không thể có ngoại lực quấy nhiễu. Người muốn trơ mắt nhìn lão nương bị đốt sống chết tươi sao? Người miêu tả cảm nhận của người xem, còn không lộ rõ ra sao? Trước tiên hãy tỉnh táo một chút, các ngươi đã không có thổ huyết thối rữa, cũng không có mê thất linh hồn. Chỉ là năng lượng đang mất khống chế, không giống như là trúng độc. So trúng độc còn nghiêm trọng hơn. Lão đầu tử, nhanh nghĩ cách đi. Ta đang nghĩ đây. Ngươi một mặt nửa sống nửa chết lạnh nhạt, giống như đang nghĩ biện pháp à. Khi Dạ An Nhiên từ trong đau đớn cưỡng ép đột phá cảnh giới, bước lên sinh tử cảnh, rốt cuộc tiểu lão đầu đã hiểu bọn hắn trúng độc gì. Yêu linh phần huyết đan. Sắc mặt tiểu lão đầu âm trầm xuống. Đây là tác ngọc đường trả thù. Lão già trả thù đến trên đầu ta. Giới chủ nổi nóng. Cảm xúc lập tức ba động kịch liệt, năng lượng toàn thân lại lần nữa sôi trào, đánh thẳng vào đỉnh lớn màu đen trên không trung. Cự đỉnh ù ù oanh minh, nặng nề uy nghiêm. Cương khí cuồn cuộn, thôn thiên nạp địa. Không nên kích động, khống chế cảm xúc. Vẻ mặt của tiểu lão đầu rất nghiêm trọng, nhưng lại không có cách nào. Xí thiên giới có thuật luyện yêu linh phần huyết đan, công dụng chủ yếu là cho các cường giả có cảnh giới đặc thù là linh hồn cảnh cửu trọng thiên này liều mạng. Dưới tình huống gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể dùng yêu linh phần huyết đan cưỡng ép thiêu đốt tiềm lực, đốt cháy bản thân, cưỡng ép bước lên sinh tử cảnh, đồng thời điên cuồng tăng lên thực lực trong sinh tử cảnh, cùng kẻ địch chém giết, cuối cùng là trực tiếp tự bạo. Bởi vì, mục tiêu, nghiên cứu đan dược ban sơ chính là chịu chết, nghiên cứu, căn bản. Chính là tính đặc thù của sinh tử cảnh, mà thuốc dẫn lại là xích huyết long quỳ hoa, cực kỳ bá đạo, cho nên chỉ cần dùng, cơ bản là không cách nào giải được. Nếu như nhất định phải nói có cách, chỉ có thể là kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, đột phá từ cửu trọng thiên đến sinh tử cảnh hẳn là vô cùng cẩn thận, vô cùng bình ổn, sau đó tìm nơi bế quan, định thần tĩnh khí, không nóng không vội, tận hết khả năng giữ vững cảnh giới ổn định. Nhưng sau khi dùng yêu linh phần huyết đan thì tương đương với dã man bước lên sinh tử cảnh trong lúc hỗn loạn thì bạo tẩu, điên cuồng, chịu chết. Cho nên muốn cứu vớt bản thân, chỉ có thể là cưỡng ép ngăn chặn tình thế táo bạo này, tỉnh táo lại, cho đến khi dược hiệu hoàn toàn hao hết. Nhưng sinh tử cảnh quá đặc thù, không có người nào có thể dưới loại tình huống này ổn định được. Dạ An Nhiên đau đớn không chịu nổi, năng lượng ngũ hành thụ tiếp tục cuồn cuộn, quấn quanh huyết nhục thần hồn của nàng. Muốn triệt để dung hợp một chỗ.
Đây đúng là biến đổi khi sinh tử cảnh xuất hiện, nhưng, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh như vậy đi dung hợp, phối hợp với sinh tử cảnh bạo động mãnh liệt, vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt nàng, thậm chí là bị ngũ hành thụ khống chế triệt để, bản thân mình sẽ trở thành chất dinh dưỡng. A, à, đúng vào lúc này, lửa cháy hừng hực thiêu đốt toàn thân Khương Phàm mãnh liệt bộc phát. Ba tầng đột phá linh hồn cảnh cao giai của hắn đều rất đặc biệt, đặt vững cơ sở hài cốt huyết nhục cùng linh văn cường đại, lại có tiềm lực huyết mạch rất mạnh, cho nên, dưới kích phát ngắn ngủi, hắn theo sát Dạ An Nhiên bước lên sinh tử cảnh. Oanh! Liệt diễm sôi trào, gần như bạo động, vô cùng cuồng liệt. Nhiệt độ cao đốt cháy không gian, kim quang sán lạn như mặt trời. Khương Phàm triệt để hóa thân chu tước, năng lượng thần nhãn bắn nổ ra trời cao, uy lực chu tước khuấy động thiên địa. Chu tước, tiểu lão đầu nhi, giới chủ, chăm miệng một lời, bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn khó có thể tin, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đó là chu tước sao? Linh vũ, lông đuôi, còn có thân hình, cùng cái uy thế kia, đều rõ ràng hoàn toàn giống chu tước trong trí nhớ của bọn hắn. Ảo giác sao? Hay là... A, à, giới chủ kích động, thực lực lại lần nữa tăng lên điên cuồng, thân thể càng là muốn vỡ nát. Nàng đau đớn quỳ trên mặt đất, thất khiếu rớm máu, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Khương Phàm hóa thân chu tước, vật lộn giữa bầu trời, bởi vì huyết mạch đặc thù, linh văn càng đặc thù, dưới sự kích thích của dược hiệu, thực lực của hắn điên cuồng đột phá, mạnh hơn cực hạn của thân thể, tùy thời muốn xé nát hắn. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, vang vọng trên bầu trời. Đan Hoàng đều hứng chịu trùng kích, muốn nhắc nhở Khương Phàm, nhưng giọng của hắn lại bị bao phủ bên trong ý thức hỗn loạn của Khương Phàm. Khương Phàm cực lực muốn khống chế, nhưng trái tim đang đau đớn, toàn thân nóng hổi, thiêu đốt lên tiềm lực, thiêu đốt lên sinh mệnh, thiêu đốt lên hết thảy mọi thứ trong hắn. Thiêu đốt mang tới năng lượng cường đại, cũng tàn phá hài cốt toàn thân. Dạ An Nhiên nghe thấy Khương Phàm kêu thảm, dù đau đớn nhưng đôi mắt mông lung lại có chút mở ra. Toàn thân nàng bị cường quang chiếu thấu, giống như trong suốt phun ra năng lượng cường đại. Bọn họ, đưa vào, giới tâm. Giới chủ mệt mỏi kêu rên. Cái gì? Tiểu lão đầu còn đang gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Chu tước. Linh văn của Khương Phàm là chu tước. Thời gian qua đã ngàn năm, Thương Huyền Đại Lục lại lần nữa đã thức tỉnh chu tước linh văn. Đây là trùng hợp sao? Hay là có liên hệ gì cùng chu tước ngàn năm trước kia? Nhanh đi. Giới chủ giãy giụa, lại nằm dạp trên mặt đất, thân thể vặn vẹo rịn ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Giới tâm là bí mật của xí thiên giới, há có thể để cho người ngoài tiến vào. Tiểu lão đầu nghiêm túc nhắc nhở. Đừng nói nhảm, sau này lại giải thích, nhanh đi. Không được. Ta lệnh cho ngươi. Không được. Lão già, ta lệnh cho ngươi. Giới chủ kêu vô cùng thảm thiết, máu tươi phun ra. Tiểu lão đầu liên tục giãy giụa, cuốn lên Dạ An Nhiên, giới chủ, cũng khống chế lại Khương Phàm đang đau đớn trên bầu trời, vọt vào động sâu. Động sâu sâu trong bố trí 9 tầng bình chướng không gian, mỗi tầng cách nhau mấy trăm hơn ngàn mét. Bọn hắn đột phá từng tầng, xuyên qua từng tầng, cuối cùng xuất hiện ở một thần bí không gian. Nơi này cực kỳ mênh mông, giống như không có giới hạn. Nơi này cường quang chói mắt, chiếu sáng đến mức mắt người mở không ra. Một con cự long chiếm cứ trong thế giới thần bí, hoặc là cự long quay quanh thành thế giới này. Nó không phải chân thực, so với chân thực lại càng kinh khủng. Bởi vì nó là do năng lượng hỗn độn ngưng tụ thành, tượng trưng cho hỗn độn nguyên lực của xí thiên giới. Năm cái vòng xoáy lớn như tinh cầu, phân tán từng cái vị trí ở hư không xung quanh cự long, không ngừng liên tục sôi trào năng lượng kinh khủng, đánh thẳng vào bình chướng không gian, tầng tầng phấp phới, thẳng tới 9 tầng bên ngoài. Phóng thích năng lượng về toàn bộ xí thiên giới. Nơi này là cấm khu lớn nhất của xí thiên giới, cũng chỉ có các đời giới chủ mới có thể đi vào, biết bí mật thật sự. Ngay cả bọn người bá vương, cũng chỉ nghĩ là nơi này có một thượng cổ man thú cường đại ngủ say, đang bảo vệ xí thiên giới. Dạ An Nhiên vừa mới tiến đến, linh hồn cự long liền cưỡng ép sinh ra liên hệ cùng với nàng. Nơi này là đầu nguồn của xí thiên giới, cũng là hạch tâm của thế giới này. Ở chỗ này, linh hồn cự long tựa như là tư tưởng của thế giới này, nó nhấc lên tầng tầng hồn uy, cưỡng ép thẩm thấu đến trong ý thức đang hỗn loạn của Dạ An Nhiên. Ý thức hỗn loạn của Dạ An Nhiên thoáng rõ ràng,
hư ảnh cự long từ mơ hồ đến rõ ràng, nhanh chóng lấp đầy ý thức hải. Dạ An Nhiên mặc dù đau đớn, nhưng cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Buông lỏng, thả lỏng, ta tới tiếp quản ý thức của ngươi, trấn an tâm tình của ngươi, ổn định huyết khí. Giọng linh hồn cự long ù ù quanh quẩn trong đầu nàng, phảng phất chấn thiên động địa, dung chuyển thế giới ý thức. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Dạ An Nhiên cố nén đau đớn muốn đốt cháy, giao ra quyền khống chế thân thể. Linh hồn cự long tiếp quản ý thức, ảnh hưởng đến linh hồn, dẫn dắt, hỗn độn nguyên lực, mênh mông của nó tràn vào thân thể Dạ An Nhiên, hội tụ về trái tim. Hỗn độn nguyên lực là hình dáng diễn biến thế giới, thai nghén nguyên lực chúng sinh, vạn linh, vạn vật, chia làm rất nhiều loại hình, huyền diệu khó lường, phi phàm mà càng kinh khủng. Mặc dù hỗn độn nguyên lực của cự long không phải mang ý nghĩa nguyên lực vạn linh chân chính, chỉ là ngũ hành thăng hoa thành ngũ hành nguyên lực, nhưng vẫn có lực lượng diễn biến phi phàm. Sau khi rót vào thân thể, hội tụ tới trái tim, nhanh chóng dẫn phát biến đổi lực lượng, tiến tới không ngừng liên tục phân tán đến mạch máu toàn thân. Tương đương với gột rửa huyết dịch, thăng hoa huyết mạch. Dễ như trở bàn tay đuổi đi yêu linh phần huyết đan. Trước mặt năng lượng mênh mông đang diễn biến thế giới, cái gọi là đan dược, không chịu nổi một kích. Nhưng, thời điểm cự long đang cứu vớt Dạ An Nhiên, Trứng Ngọc yên lặng trong thanh đồng tiểu tháp lại cảm ứng được lực lượng hỗn độn mênh mông như biển ở bên ngoài. Trứng Ngọc run run, ánh sáng nở rộ đột nhiên tăng vọt, kịch liệt càng bành trướng, như liệt diễm cuồn cuộn che mất tầng đầu tiên của thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp thức tỉnh, tránh thoát khỏi Khương Phàm, phóng lên tận trời, tiếp tục phóng đại. Một loại uy thế cổ lão mà mênh mông, thần thánh càng tang thương, trong chốc lát đã quét sạch không gian, nhấc lên gợn sóng. Cường quang sang chói như liệt diễm ngập trời, lại như ngân hà đổ ngược. Trứng Ngọc dâng lên trong thanh đồng tiểu tháp, ánh sáng tạo thành vòng xoáy mênh mông, cướp đoạt năng lượng ở bên ngoài. Ánh sáng của thanh đồng tiểu tháp bị chịu ảnh hưởng, cũng tạo thành vòng xoáy, tiếp tục phóng đại, mấy chục mét, mấy trăm mét, hơn ngàn mét. Ánh sáng sáng chói, ầm ầm sóng dậy. Xa xa nhìn lại, giống như là bảo tháp càn khôn chìm nổi trong vũ trụ. Cái đầu cự long giống như một ngọn núi lớn chuyển hướng đến thanh đồng tiểu tháp, cưỡng ép thấm vào bên trong, tập trung vào viên trứng ngọc chập trùng lên xuống kia. Tiểu nhân nhi mảnh mai bên trong trứng ngọc cử động, giang ra hai tay, đuôi rắn vẫy nhẹ, con mắt có chút run run, giống như là muốn thức tỉnh. Cùng lúc đó, chiến kích, tinh thuẫn bên trong tầng thứ ba của thanh đồng tiểu tháp đều đột nhiên chấn động. Bọn chúng an tĩnh trong núi rừng lại đột ngột nhảy lên, thanh âm giống như long trời lở đất. Vang vọng tầng thứ ba, thịnh truyền trên dưới 9 tầng trong thanh đồng tiểu tháp, bừng tỉnh vô số bí mật đã bị phủ bụi. Xảy ra chuyện gì? Dương Biện từ trong minh tưởng cưỡng ép bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn chiến kích dài trăm thước treo cao giữa không trung giống như một chiến binh, cuồn cuộn lên huyết khí vô tận. Huyết khí cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, các loại cảnh tượng quỷ bí liên tiếp, hỗn loạn càng mơ hồ. Khí tức sát phạt vô tận, khí tức tử linh, quét sạch dãy núi. Để hắn tuyệt vọng, đau đớn, giá lạnh. Phảng phất xé rách giới tuyến sinh tử, câu thông đến u minh địa ngục. Một bên khác, tinh thuẫn hoành không tràn ngập ra uy thế vô biên to lớn lại nặng nề, ép vỡ dãy núi, thanh đồng tiểu tháp lắc lư không dứt. Mê quang vô tận cuồn cuộn không dứt, diễn dịch hình ảnh sinh cơ bừng bừng, núi non chập trùng, sông lớn lao nhanh, vô tận sinh linh ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Hoàn toàn khác với khí tức tử linh của chiến kích. Cứ như đại lục thứ 10 đã từng trầm luân, tại lúc này hiển hiện lại lần nữa. Dương Biện, nhanh! Lý Dần bừng tỉnh, phóng lên tận trời, hóa thân thành bất tử điểu, điên cuồng vẩy xuống máu tươi, nhào tới phía tinh thuẫn. Lúc trước Khương Phàm giao đồ cho bọn hắn đã liên tục nhắc nhở qua, nếu như phát giác được thần binh có vấn đề, lập tức dùng máu tươi nuôi nấng. Hiện ra bản thân mình, để được thần binh tán thành, sau đó cưỡng ép dung hợp, hấp thu truyền thừa. Dương Biện không dám tin, đây thật sự là thượng cổ thần binh sao? Làm sao Khương Phàm có thể giao vật này cho hắn? Nhưng, chiến kích nhấc lên huyết khí nặng nề, giống như hình ảnh thảm liệt ở địa ngục đã kích thích hắn thật sâu. Dương Biện lập tức bay lên không, trực tiếp đánh rách tả tơi hai tay, vẫy ra máu tươi, muốn cùng chiến kích dung hợp. Liền ngay cả cây giáo trong thân thể Khương Bân cũng cưỡng ép thức tỉnh, một loại thần uy quỷ bí, nương theo liệt diễm dâng lên. Sôi trào khắp tầng thứ ba, cùng hai thần binh khác chiếu rọi lẫn nhau.
mà nhận phải ảnh hưởng của chứng ngọc, đầu thương cây giáo bộc phát ra ánh sáng kinh người, cứ như trải rộng ra giữa mênh mông màn trời ở chỗ này, cho thấy uy lực và năng lượng đâm thủng thiên khung, vạch phá gông cùm xiềng xích. Cùng lúc đó, bên ngoài La Phù Sơn mạch mấy trăm ngàn dặm, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo cũng nhận phải cảm ứng. Tinh thần cự kiếm hắc ám trong dãy núi mênh mông, tinh không vô tận giống như một bức tranh vắt ngang khung trời, thần bí tinh hà lao nhanh, từng viên đại tinh như ẩn như hiện. Long đao dâng lên đao khí vô tận, hóa thành tuyệt thế cự long, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, cuồn cuộn khí lãng chấn động dãy núi, cùng tinh thần thế giới cộng minh với nhau. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ rung động trước uy thế của thần binh, cũng đều biết cơ duyên khổ sở đợi chờ rốt cuộc đã đến. Hai người phấn khởi phóng thích máu tươi, cùng thần binh giao hòa. Giới tâm của Xí Thiên Giới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có để tiểu lão đầu mà cùng giới chủ ngoài ý muốn, Cự Long càng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, Cự Long đã nhận ra chứng ngọc đặc biệt, chủ động thả ra hỗn độn nguyên lực. Dù sao tại trước mặt nó, bất luận viên chứng ngọc này hấp thu như thế nào, đều như là hồ nước ở đại dương mênh mông. Rất nhanh, huyết dịch giả An Nhiên dần dần bình phục lại, năng lượng sao động cũng đã một lần nữa trở về khí hải, ngũ hành thụ cũng đã an tĩnh. Cự Long rút khỏi ý thức, cưỡng ép xâm nhập ý thức Khương Phàm cùng giới chủ, tiếp quản ý thức của bọn hắn, dẫn vào hỗn độn nguyên lực, gột rửa huyết dịch, thăng hoa huyết mạch. Bọn hắn đều chậm rãi từ trong đau đớn được giải thoát. Tuy nhiên, thân thể tiêu hao cực độ, đều khiến bọn hắn suy yếu mà hôn mê. Tiểu lão đầu nhìn Cự Long, sinh động, nhiều lần lắc đầu. Từ xưa đến nay, con Cự Long này vẫn luôn ở đây, nhưng cho tới nay cũng không có người nào có thể từ nơi đó đạt được bất cứ hỗn độn nguyên lực gì, càng không có ai từng thấy nó hoạt động. Bọn hắn nhiều nhất là tới đây tu luyện, hấp thu chút hỏa nguyên lực tinh khiết. Nhưng hôm nay, Cự Long lại cử động, mà không chút do dự đi cứu bọn hắn. Hung Linh Hầu Phủ. Triệu Thế Hùng bế quan rất thành công, bây giờ đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, nhưng cửu trọng thiên là cảnh giới cực kỳ quan trọng trước sinh tử cảnh, nhất là đối với cùng kỳ huyết viêm mà nói lại càng quan trọng. Cho nên Hung Linh Hầu đưa Triệu Thế Hùng đến thạch điện mà hắn bế quan, căn cứ kinh nghiệm năm đó của hắn, giảng giải hạng mục cần chú ý cho Triệu Thế Hùng, cũng tự mình điều phối dược dịch, an bài đan dược cho Triệu Thế Hùng. Ngô trưởng lão biết rõ Hung Linh Hầu phủ nguy hiểm, cho nên đã vô cùng cẩn thận, sau khi khống chế tinh vân yêu điệp tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đã xác định được vị trí mục tiêu là ở thạch điện. Hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, rơi vào trong bụi cỏ ngoài điện. Nơi này mặc dù trải rộng thạch tượng quỷ, nhưng đều không có chú ý tới hồ điệp không đáng chú ý. Cho đến khi Hung Linh Hầu tạm thời rời khỏi, hồ điệp đã tìm đúng cơ hội, uyển chuyển nhảy múa, thuận khe cửa hở của thạch điện, trượt đi đến. Thạch tượng quỷ gần cửa điện trong thạch điện đột nhiên dâng lên ánh sáng nhạt, giống như sợi tơ chém về phía hồ điệp, muốn trực tiếp phá hủy nó. Thạch điện là trọng địa, không cho phép bất cứ cái gì hay bất cứ người nào xâm nhập vào, cho dù là một con côn trùng. Hồ điệp bị đánh trúng, ngã xuống đất. Thạch tượng quỷ con mắt có chút đóng mở, tiếp cận hồ điệp, giả chết, trên mặt đất. Vậy mà không có bốc hơi. Mặc dù nó chỉ là tùy tiện xuất kích, khống chế năng lượng, không muốn kinh động công tử, nhưng cũng đủ để chôn vùi loại côn trùng này. Thế nhưng, hồ điệp lại nằm dạp trên mặt đất, rất bình thường. Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm phía ngoài Hung Linh Hầu phủ, sắc mặt Ngô trưởng lão trắng bệch. Ta bị phát hiện rồi. Đánh lén từ đâu? Là pho tượng đá này sao? Thạch tượng quỷ lần nữa dâng lên ánh sáng nhạt, hơi tăng cường, đánh về phía hồ điệp. Hồ điệp run rẩy, nhưng vẫn an nhiên không việc gì. Thạch tượng quỷ lần nữa tăng cường năng lượng, giống như là lôi quang đánh về phía hồ điệp. Hồ điệp đột nhiên dâng lên, sau khi mãnh liệt nhấc lên, nó đã rút khỏi thạch điện. Đáy mắt thạch tượng quỷ nổi lên ánh sáng đỏ hồng, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Hồ điệp khẳng định có vấn đề. Thạch điện lay động, cửa sổ loạn run, thạch tượng quỷ phân tán bên ngoài toàn bộ đều thức tỉnh, giữ tợn gào thét, liên tiếp huy động vây bắt hồ điệp. Trong ngõ hẻm bên ngoài, Ngô trưởng lão đứng đó, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, ý thức cùng hồ điệp tương thông, cực lực khống chế chạy trốn. Sao tượng đá lại đều sống? Đây là thứ quái vật gì? Hồ điệp bằng vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nó lao vùn vụt trong tượng đá hỗn loạn. Giống. Hơn 30 thạch tượng quỷ tập thể gầm thét, chấn động Hung Linh Hầu phủ, song âm lớn hơn 30 lần,
giống như là tiếu sát đại mạc, bao phủ bầu trời. Hồ điệp bị sóng âm bao phủ, phòng ngự cường đại trong nháy mắt tan rã, triệt để bị chôn vùi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thế Hùng đi đến chỗ cửa điện. Làm sao thạch tượng quỷ đột nhiên lại sao động rồi? Không thấy có uy hiếp gì mà. Thạch tượng quỷ liên tiếp khôi phục nguyên dạng, tại thời điểm bọn thị hầu phủ vệ vội vã chạy tới nơi này, bọn chúng một lần nữa biến thành pho tượng, không nhúc nhích. Công tử, thế nào? Bọn thị vệ kỳ quái nhìn bãi cỏ hỗn loạn bừa bộn bên ngoài thạch điện. Không có gì, đều lui ra đi. Triệu Thế Hùng đóng cửa điện lại, hỏi thăm thạch tượng quỷ bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, chỗ của hắn đứng, đúng lúc là nơi trước đó hồ điệp bị đánh rơi. Toàn bộ thuốc bột trên người hồ điệp đều đổ xuống nơi này, không một tiếng động trôi nổi, theo hô hấp đi vào trong người của hắn. Một con hồ điệp. Thạch tượng quỷ phát ra âm thanh trầm thấp. Hồ điệp, một con hồ điệp đáng để làm to chuyện. Triệu Thế Hùng chau mày, trở lại thạch điện sâu trong tiếp tục tu luyện. Nhưng, theo dược dịch lắng đọng, trái tim rất mau đã hiện ra phản ứng. Bành, bành bành bành. Triệu Thế Hùng cảm giác nhịp tim bắt đầu đang tăng tốc, huyết dịch càng ngày càng nóng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để hắn vô cùng ngoài ý muốn, bây giờ chỉ là cửu trọng thiên mà thôi, làm sao lại nhạy cảm sinh tử cảnh giống như vậy. Triệu Thế Hùng ăn vào viên đan dược điều lý, mặc niệm pháp quyết tĩnh tâm. Nhưng, trái tim càng nhảy càng nhanh, còn nhanh chóng phồng lên, cách y phục đều có thể nhìn thấy rõ ràng đang chập trùng. Nóng hổi, sao động, giống như liệt hỏa đang thiêu đốt. Mau mời phụ thân ta. Sắc mặt Triệu Thế Hùng đại biến, thanh âm vừa mới kêu đi ra, nhiệt huyết nóng hổi xông ra trái tim, thiêu đốt, huyết dịch toàn thân. Cùng kỳ huyết mạch bị bừng tỉnh. Giống. Triệu Thế Hùng dữ tợn, ngẩng đầu gào thét như dã thú. Toàn thân xiềng xích theo đó mà vỡ nát, phong ấn bị cưỡng ép giải trừ. Cuồn cuộn liệt diễm lao nhanh ra, sền sệt nóng bỏng giống như dung nham, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hình dáng cùng kỳ đáng sợ, gầm thét thật lớn. Thạch điện nhận trùng kích, u lay động, thạch tượng quỷ trấn thủ toàn bộ thức tỉnh, lập tức truyền lệnh thạch tượng quỷ phía ngoài. Thời điểm hung linh hầu trở lại thạch điện, toàn thân Triệu Thế Hùng đã nóng hổi, thất khiếu rớm máu, nằm rạp trên mặt đất đau đớn quay cuồng. Cùng kỳ liệt diễm không bị khống chế mà mãnh liệt thiêu đốt, phóng thích ra khí tức sát phạt thảm liệt. Hình dáng cùng kỳ khổng lồ gầm rú trong liệt diễm, giống như là ác thú chân chính tránh thoát khỏi lồng giam, tản ra hung uy bạo ngược. Xảy ra chuyện gì? Hung linh hầu âm trầm sắc mặt, vừa mới rời khỏi một hồi, tại sao lại như vậy? Thạch tượng quỷ to lớn phía trước nhất bẩm báo chi tiết. Một con hồ điệp bay đến, không có phát giác được năng lượng, nhưng chống đỡ được tập kích của chúng ta. Chờ sau khi chúng ta xử lý hồ điệp, bát công tử đã bị như vậy. Chúng độc. Hung linh hầu cưỡng ép xông vào trong liệt diễm, một tay nắm chặt cổ tay Triệu Thế Hùng, càng dò xét thì sắc mặt càng khó coi. Tốc độ huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể Triệu Thế Hùng đã vượt qua bình thường gấp 10 lần, nóng hổi sao động, tựa như đang thiêu đốt huyết nhục hải cốt, điên cuồng kích ra tiềm lực. Linh lực trong khí hải đều nhận đảo loạn, không để ý tiêu hao mà liên tục phóng ra. Đây không phải vấn đề do tu luyện võ pháp tạo thành, chỉ có thể là dược vật kích thích. Là ai dám tính toán Triệu Thế Hùng ở hung linh hầu phủ? Là ai dám dùng phương thức ác độc như vậy? Nhanh đi xin mời nghĩa phụ. Triệu Thời Việt lập tức phân phó. Ngô trưởng lão tiềm phục trong một con ngõ hẻm ở phía ngoài, đầu đau muốn nứt. Bởi vì hắn khống chế yêu điệp chạy trốn. Không có kịp thời rút khỏi ý thức, kết quả yêu điệp tử vong lại trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, nhìn cường giả hầu phủ lo lắng cưỡi mãnh cầm rời khỏi, hắn đoán được hẳn là đi xí thiên giới mời người. Nói cách khác Triệu Thế Hùng đã trúng chiêu. Triệu Thế Hùng, chờ chết đi. Ngô trưởng lão cố nén đầu đau đớn, bước nhanh rời khỏi phố nhỏ. Triệu Thế Hùng trúng độc. Tin tức lập tức khiến phe phái Triệu gia tức giận. Triệu Thế Hùng không chỉ là tôn nhi của Triệu Huyễn Diệp, càng là hy vọng của Triệu gia bọn hắn. Bây giờ hy vọng lớn nhất của bọn hắn chính là bồi dưỡng Triệu Thế Hùng tiếp quản bá vương chiến quốc, cung cấp cho bọn hắn lực duy trì cường đại ở bên ngoài, cùng lực lớn nhất chống lại phe phái Lưu gia. Nếu như Triệu Thế Hùng chết rồi, tất cả cố gắng trước đó cùng tất cả kỳ vọng sau này của bọn hắn đều sẽ uổng phí. Triệu Huyễn Diệp lập tức lên đường, mang theo hơn 10 vị trưởng lão Triệu gia, tiến về hung linh hầu phủ. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn đuổi tới thạch điện hầu phủ,
Triệu Thế Hùng đã từ trong đau đớn đột phá cảnh giới, bước lên sinh tử cảnh. Mà cái gọi là thuốc độc tự nhiên đã được rõ ràng. Yêu linh phần huyết đan, là Tác Ngọc Đường làm, hắn thật to gan, cũng dám hạ độc thủ như vậy với tôn nhi Triệu Huyễn Diệp ta. Triệu Huyễn Diệp rất ít khi nổi giận, giờ khắc này lại lên cơn giận dữ. Tác Ngọc Đường biến thành chó dại sao? Sao lại có thể làm ra chuyện ti tiện như vậy? Có dũng khí muốn chết này, trực tiếp chạy đến Triệu gia đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Gia gia, ngài phải cứu bát đệ. Bọn người Triệu Thế Kinh thay đổi sắc mặt, không lo được tức giận, đều lo lắng nhìn Triệu Thế Hùng đau đớn kêu rên trong liệt diễm. Triệu Huyễn Diệp lắc đầu. Chúng ta cứu không được, loại đan dược này là thuốc liều mạng, cũng là thuốc muốn mệnh. Sinh tử cảnh quá đặc thù, tình huống Thế Hùng càng đặc biệt, dưới tình huống này chúng ta cưỡng ép nhúng tay, rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ nhìn đệ ấy đau đớn sao? Bọn người Triệu Thế Kinh lo lắng khó nhịn, sinh tử cảnh đối với Triệu Thế Hùng mà nói vốn là vô cùng nguy hiểm, bây giờ lại dùng loại phương pháp này xông vào, cơ hồ chắc chắn sẽ phải chết. Giới chủ, chúng ta đi tìm giới chủ, nàng khả năng là sẽ có cách. Triệu Huyễn Diệp ôm lấy Triệu Thế Hùng bước nhanh rời khỏi. Hắn không biết giới chủ có biện pháp hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Nếu như giới chủ nơi đó cứu không được, Triệu Thế Hùng liền thật không còn hy vọng nữa. Đều ở lại nơi này, đừng rêu rao. Triệu Thời Việt ngăn bọn người Triệu Thế Kinh muốn đi theo lại, theo Triệu Huyễn Diệp chạy tới Xí Thiên Giới. Bên trong Bá Vương phủ. Bá Vương đứng bên cửa sổ, nhìn lên những thân ảnh rời khỏi bầu trời kia. Triệu Huyễn Diệp tới lại đi, hành tung vội vàng. Hẳn là Tác Ngọc Đường đã thành công, dược hiệu đã phát tác. Mà bọn hắn không có nắm chắc cứu người, chỉ có thể đến Xí Thiên Giới nghĩ biện pháp. Tác Ngọc Đường ơi Tác Ngọc Đường, người thật đúng là làm được. Nhưng lửa giận của Triệu Thời Việt, người chịu được sao? Bá Vương thản nhiên khẽ nói, đóng cửa sổ lại, đang mong đợi Triệu Thời Việt điên cuồng. Nếu như Triệu Thế Hùng chết trong ngực Triệu Thời Việt khẳng định sẽ mất lý trí, tức giận xé nát Tác Ngọc Đường. Bởi như vậy, không chỉ có truy cứu không đến Bá Vương phủ, càng sẽ để giới chủ nghiêm trị Triệu Thời Việt. Đơn giản là hoàn mỹ. Sở Thương Minh đứng trong đình viện, kỳ quái nhìn qua phương hướng thành khu thứ ba. Hung Linh Hầu phủ xảy ra chuyện gì sao? Bầu không khí giống như là lạ. Mảnh huyết viêm sôi trào kia, từ quy mô, hình dáng, thanh thế, tựa như là Triệu Thế Hùng. Hắn làm sao thế? Không kiểm soát được sao? Mấy ngày trước vừa mới nhận được tin tức, Triệu Thế Hùng đột phá đến cửu trọng thiên, bắt đầu bế quan chiều sâu chuẩn bị cho sinh tử cảnh. Làm sao đột nhiên liền? Sở Thương Minh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, lại đè xuống rất nhanh, nhưng hắn càng nhăn mày càng chặt, bất chi bất giác nhìn phía tẩm điện của phụ thân. Chẳng lẽ, Tác Ngọc Đường động thủ? Ai chuẩn bị dược liệu cho hắn? Diệp Trục Thiên đứng trong phòng, nhìn qua phương hướng Hung Linh Hầu phủ dâng lên huyết viêm, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười thản nhiên, hai tay vác tại sau lưng theo thói quen vân vê. Bá Vương phủ quả thật không phụ kỳ vọng, ngay cả Triệu Thế Hùng đều được giải quyết. Về phần Khương Phàm, hẳn là không chết được, dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Hắn cũng không muốn thật sự giết chết Khương Phàm. Nhưng, cửu trọng thiên sơ kỳ bị dược vật kích thích cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh. Sau đó lại lợi dụng các loại dược vật trở về từ cõi chết, tất nhiên sẽ để lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Tai họa ngầm như thế này sẽ ảnh hưởng trưởng thành về sau, cũng sẽ làm bạn đến hết đời. Chờ tương lai bọn hắn gặp nhau lần nữa, tai họa ngầm sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Khương Phàm. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt Sơn Hà Đại Táng. Nhưng, khi Diệp Trục Thiên yên lặng bấm đốt ngón tay, thôi diễn vận mệnh Khương Phàm, lại ngoài ý muốn đã nhận ra tinh thần biến động đặc biệt. Rất yếu ớt, cũng rất rõ ràng, liên miên bất tuyệt, thậm chí khiến cho uy lực đại táng cảm ứng. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Trục Thiên nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ. Qua đi thật lâu, hắn mở ra con ngươi thâm thúy sáng ngời, nhìn phía nam bộ xa xôi. Chúng ta lúc nào đó đi bái phỏng giới chủ Xí Thiên Giới. Nếu đã cho thấy thân phận chúng ta, mà vẫn ở lại Bá Vương phủ cũng không thích hợp. Nam tử bên cạnh nhắc nhở Diệp Trục Thiên, đều đã hơn 10 ngày, rốt cuộc đang chờ cái gì? Hẳn là nên bái phỏng giới chủ, gần đây đúng lúc là một cơ hội. Diệp Trục Thiên thuận miệng trả lời.
Cơ hội gì? Nam tử còn không biết chuyện hắn tính toán Khương Phàm. Diệp Trục Thiên lắc đầu, không có nhiều lời, đầu ngón tay vác tại sau lưng vuốt khẽ chậm một chút, lặp đi lặp lại suy tính, sau đó nói. Chúng ta nên rời khỏi. Vì sao, vạn đạo thần giáo lúc nào cũng có thể lại đến Xí Thiên giới, chúng ta hẳn là ở lại nơi này ứng phó. Xí Thiên giới ứng phó, chúng ta đi. Diệp Trục Thiên không có giải thích thêm, hắn muốn điều tra thêm là năng lượng đặc thù gì lại đưa tới tinh thần đại táng cảnh giác. Sau khi Sở Thương Minh biết được Diệp Trục Thiên muốn rời khỏi, đã tự mình tới tiễn biệt. Vì sao Diệp huynh không ở thêm một thời gian nữa? Ta còn chưa có mang ngươi đến Xí Thiên giới tiếp giới chủ. Ta chỉ đi qua nơi này, còn có chuyện quan trọng phải xử lý, cũng không quấy rầy nữa. Trước đó ta có nói với qua Diệp huynh, chuyện xin mời Thái Cổ Thần Miếu ra mặt trấn nhiếp vạn đạo thần giáo. Ta đã viết xong thư, các ngươi có thể mang theo nó trực tiếp đi bái phỏng. Mặc dù thần miếu chúng ta không dễ dàng tiếp đãi người khác, nhưng có thư, cũng không có vấn đề. Diệp Trục Thiên đã sớm chuẩn bị tốt phong thư giao cho Sở Thương Minh. Nếu Diệp huynh có việc, ta cũng không giữ lại, đang mong đợi có thể lần nữa cùng Diệp huynh gặp mặt. Sở Thương Minh gần đây cũng không có tâm tình tiếp đãi Diệp Trục Thiên, lòng đều là đầy chuyện của Triệu Thế Hùng. Ta xử lý xong chuyện, khả năng sẽ còn lại đến một chuyến. Ồ, vậy thì tốt quá, ta sẽ đợi đại giá của huynh. Triệu Huyễn Diệp mang theo Triệu Thế Hùng vội vã xông vào Xí Thiên giới, ven đường kinh động lấy tất cả mọi người. Mặc dù hắn đã gắt gao khống chế Triệu Thế Hùng, thế nhưng Triệu Thế Hùng đau đớn quá táo bạo, giống như là một con hung thú bị giam cầm, kêu gào đầy thê lương, điên cuồng giãy giụa, huyết viêm sôi trào kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hình dáng cùng kỳ, lệ khí cùng sát khí tràn ngập đầy trời. Tại thời điểm ở cửa vào Xí Thiên giới, còn có người muốn ngăn cản, lại bị hung linh hầu theo sát trực tiếp đánh bay. Triệu Thời Việt càng nổi giận hiếm thấy, tức giận quát tháo, giáo huấn rất nhiều để các thủ vệ đỏ mặt tới mang tai. Bọn hắn cơ hồ là xông vào Xí Thiên giới. Triệu Thế Hùng kêu rên, sát khí nồng đậm, còn có liệt diễm đầy trời, đều hấp dẫn ánh mắt dọc đường. Xa xa nhìn sang, tựa như có người kéo lấy một con hỏa thú nóng nảy lướt qua bầu trời Xí Thiên giới, thẳng đến trong cấm khu sâu nhất. Thành công! Tác Ngọc Đường dáng chống đỡ lấy suy yếu, cố gắng bước xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn qua liệt diễm màu đỏ tràn qua bầu trời phương xa. Cùng kỳ huyết viêm chúng yêu linh phần huyết đan, kết quả chính là chờ chết. Các ngươi tìm ai cũng đều không được. Tác Ngọc Đường cười lạnh, lại nhìn phương hướng giới chủ bế quan. Trước khi đi, Ngô trưởng lão nói khả năng đã ngộ thương giới chủ, nhưng đã không quan trọng. Bởi vì không có chứng cứ. Coi như tất cả mọi người đều biết là hắn làm, chỉ cần không có chứng cứ, liền không thể bắt hắn được. Tựa như Khương Phàm lúc đó. Nhưng, trong liệt diễm mãnh liệt đang xẹt qua bầu trời phương xa đột nhiên phân ra một bóng người, xông lại nơi này. Hung linh hầu. Tác Ngọc Đường hừ lạnh, cảm giác suy yếu nâng cao, ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài. Hắn có chút ngẩng đầu lên, trực diện đón hung linh hầu xông tới. Không tranh thủ thời gian cứu con ngươi, tới tìm ta làm gì? Mắng ta, đánh ta, hay là giết chết ta? Tác Ngọc Đường cười lạnh trong lòng, nếu như không có chứng cứ, không biết rõ tình huống, trực tiếp giết chết trưởng lão nhị đẳng là hắn đây ở trước mặt mọi người, cái danh hung linh hầu của Triệu Thời Việt chỉ sợ là sẽ chấm dứt. Coi như toàn thể phe phái Triệu gia cầu tình, đều chưa hẳn có thể bảo vệ hắn. Tử địch phe phái Lý gia và các phe khác càng biết bỏ đá xuống giếng, hung hăng dồn Triệu Thời Việt vào chỗ chết. Cho nên, Tác Ngọc Đường không sợ hắn. Hắn cũng tin tưởng Triệu Thời Việt không dám làm gì hắn, nhiều nhất là đến giận dữ mắng mỏ vài câu, phát nổi giận. Ha ha, có thể nhìn thấy hung linh hầu hung danh hiển hách nổi giận tức hổn hển, vẫn rất đáng được mong đợi. Ầm ầm, huyết viêm lao nhanh, giống như dung nham nồng đậm phấp phới giữa trời cao, chiếu đỏ cả đất trời. Khí tức sát phạt khiếp người càng giống là luyện ngục vô hình, bao phủ cả dãy núi, khiến cho vô số mãnh thú linh cầm kinh dị. Thị vệ cùng các trưởng lão ở các nơi thì âm thầm khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Hung linh hầu tới thì tới đi, làm sao lại hung hăng như thế? Hung linh hầu, ngươi là đến thăm hỏi sao? Ha ha, lão phu ta không có gì đáng ngại, trở về đi. Tác Ngọc Đường lạnh lùng hô to, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ầm ầm. Đáp lễ Tác Ngọc Đường chính là tiếng vang mãnh liệt, oanh động thiên khung,
long trời lở đất, rung động dãy núi. Bên trong sát lục huyết viêm cuồn cuộn đột nhiên dâng lên xiềng xích đầy trời, cuồng kích trời cao, nhanh chóng nổ bắn ra. Vô số người bỗng nhiên biến sắc, làm cái gì vậy? Cấm chỉ bên trong xí thiên giới là đấu đá lẫn nhau, hung linh hầu không hiểu quy củ sao? Ngọa tào, ngươi! Sắc mặt Tác Ngọc Đường kịch biến, trực tiếp phun ra câu nói tục, quay người chạy vào gian phòng, bởi vì quá mệt mỏi nên hắn đã trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng đã không lo được tôn nghiêm, lộn nhào xông vào trong. Xiềng xích hoành không, giống như màn mưa, lại như kinh lôi, tràn ngập đất trời bao phủ núi cao. Ánh sáng màu máu chiếu đỏ cả màn trời. Cùng với bạo hưởng mãnh liệt, 300 đạo tỏa liên oanh oanh liệt liệt đánh vào ngọn núi, cưỡng ép giam cầm. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ ở phương xa, trong tiếng thét chói tai tại núi cao, hơn 3.000 đạo tỏa liên mãnh liệt kéo căng, tận gốc rút lên cả một ngọn núi cao, phóng lên không. Chân hung linh hầu đạp huyết viêm, kéo lấy cả ngọn núi, thẳng đến sâu trong cấm khu của giới chủ. Trong đó có một sợi xiềng xích đuổi theo Tác Ngọc Đường trùng kích gian phòng, đánh xuyên phía sau lưng, gắt gao đính hắn ở trên giường. A! À, Tác Ngọc Đường đau đớn kêu thảm, thân thể đã vô cùng mệt mỏi nên bây giờ hắn thật sự không chịu nổi loại tàn phá này, đảo mắt liền muốn ngất đi. Thế nhưng, huyết khí trong xiềng xích lại vẫn cứ kích thích thân thể của hắn, thiêu đốt huyết khí, giữ vững tỉnh táo. Khí tức sát lục trong xiềng xích, càng ăn mòn ý thức của hắn, quấy lên các loại đau đớn. Hắn không nghĩ tới hung linh hầu lại hung tàn như thế, hoàn toàn không tuân theo quy củ, vừa mới tiến vào xí thiên giới liền đến hạ tử thủ. Toàn thân hắn giống như muốn bị đốt sống chết tươi, ý thức đắm chìm bên trong chiến trường giết chóc vô tận. Hắn chỉ là luyện đan sư, chưa từng trải qua sinh tử, loại cảm giác này để hắn sống không bằng chết. Triệu Huyễn Diệp, bái kiến giới chủ. Triệu Huyễn Diệp ôm Triệu Thế Hùng đau đớn nóng nảy đi đến u cốc, thu liếm khí thức cùng tư thái, cũng cưỡng ép ngăn chặn huyết viêm của Triệu Thế Hùng, hành lễ với bên trong. Các tộc lão đi theo của Triệu gia cũng đều nhao nhao hành lễ. Thế nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối đều không thấy giới chủ đi ra. Triệu Huyễn Diệp gấp gáp, lại chạy đến trong sương mù. Triệu Huyễn Diệp, bái kiến lão tổ. Trong sương mù trống rỗng, ngoại trừ vườn thuốc tinh tế chỉnh tề ra, thì cũng không nhìn thấy bóng dáng lão tổ. Sau đó không lâu, hung linh hầu kéo lấy núi cao chạy tới, cũng cao giọng bái phỏng giới chủ. Bọn thủ vệ trong dãy núi liên tiếp xuất hiện, cảnh giác hung linh hầu đằng đằng sát khí, có thống lĩnh trấn thủ thậm chí cùng hung linh hầu giằng co, mãnh liệt yêu cầu rời khỏi cấm khu. Cho đến lúc này, cãi vã kịch liệt cùng năng lượng hỗn loạn phía ngoài, mới ảnh hưởng đến tiểu lão đầu trong sơn động. Tiểu lão đầu mà từ trong sơn động đi ra, quát tháo Triệu Huyễn Diệp trước mặt mọi người. Làm càn, không hiểu quy củ à? À, hắn làm sao thế? Lão tổ, Triệu Thế Hùng bị người khác hạ thuốc. Triệu Huyễn Diệp chưa nói xong, sắc mặt tiểu lão đầu đã trầm xuống. Yêu linh phần huyết đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền.